trận nào đến từ SBTC. Còn ngược lại thì Team Flash ngày thi đấu hôm qua là một cái thi đấu thật sự phải nói là rất bất ngờ của Team Flash. Thật ra là ngày thi đấu hôm qua là em và anh Việt đã linh cảm là Cerberus sẽ là người đồng hành cùng với SE trong cặp BO7 này cơ. Nhưng thật sự ngày thi đấu hôm qua thì Team Flash quá bất ngờ và đặc biệt ấn tượng đến với người chơi đi rừng. Và đó là một phong độ và một cái phong thái đánh cực kỳ lạnh lùng của Ellie. Rồi, chúng ta hãy cùng đến nhanh với lực cấm và chọn của ván đầu tiên. Team Flash bên phía đội xanh và SBTC bên phía đội đỏ. Lực chọn cấm đầu tiên từ bên phía Team Flash đưa ra đó là con Zed. Nhưng mà Zulai giờ này cũng không thực sự là đánh Zed quá nhiều. Diana là vị tướng mà Zulai được chọn nhiều hơn rất là nhiều. Camille lựa chọn cấm tiếp theo đến từ bên phía của TF. SBTC vẫn đang cân nhắc. Ragaz là lựa chọn cấm dành cho họ. Zed và Zed vẫn chưa bị chạm tới. Dạo này chúng ta đang thấy là các đội đang thường là để hở ra cả hai vị tướng này nha. Và mỗi bên chọn một con. Đúng là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ thấy là gần như là mỗi bên sẽ chọn một con. Nếu như anh lấy dây thì ok, tôi sẽ lấy Zed, không vấn đề gì cả. Bởi vì họ biết cách triển khai những cái chất tướng đấy như thế nào. Trong khi đó thì có lẽ Team Flash họ đang vẫn giữ được một con tướng mà hôm qua Jisoo đánh rất ấn tượng nha. Là một con tướng mà để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng em hôm qua. Đó là con Olaf trong tay của Jisoo, thi đấu cực kỳ lực. Còn trong khi đó thì vẫn sẽ là cấm đi Morgana trong tay của khả năng cao là Kiro. Còn bên phía kia thì SBTC họ muốn phong tỏa đó là khả năng đánh con Gragas đường giữa khá đột biến của Coyote. Và lúc này là lúc mà chúng ta nên cân nhắc cái chuyện là cấm đi Varus. Đây chính là Varus đã xuất hiện rồi. Varus là một con tướng mà Ellie thi đấu rất hay vào ngày thi đấu hôm qua, với những cái mũi tên xuyên phá có độ chuẩn xác vô cùng cao và cái phong cách đánh vô cùng khó chịu của Team Flash. Mỗi khi mà có xuất hiện được Varus, chúng ta đều đã hiểu lựa chọn đầu tiên của Team Flash đấy là thường là lúc mà cả hai bên sẽ cân nhắc là lấy Zed hay là lấy dây. Còn phía Team Flash quyết định là mình sẽ lấy Zed ở trong cái ván thi đấu đầu tiên này. Và đơn giản thôi, bên phía của đội tuyển SBTC cũng không có vấn đề gì cả khi mà sẽ sử dụng dây trong tay khả năng cao sẽ nằm trong T3 để có thể đè được đường vị trí của Sai với cái bài set này. Và một lượt pick nữa để xem SBTC họ sẽ lựa chọn gì. Thật ra là còn rất nhiều lựa chọn dành cho SBTC nha, bởi vì đây là một đội tuyển đánh đồng đều ở tất cả mọi tuyến nên khả năng cao thì con tướng nào cũng sẽ có thể được lựa chọn. Với một vị tướng của bên phía họ sẽ quyết định lựa chọn đó là gọi là ban đi một con tướng của Ellie đánh tốt trong ngày hôm qua, đó là con bài Zik, và sẽ nằm trong tay khả năng cao sẽ là con Zik nằm trong tay của Piro khi mà Zulai dạo gần đây thì đánh những con tướng mang thiên hướng mổ combat là nhiều hơn, đúng không nào? Đúng là như vậy. Và thậm chí vào lúc này nếu như mà cần thêm một vị tướng tầm xa dành cho khu vực đường giữa thì Zulai cũng hoàn toàn có thể chọn tiếp cho mình là Corki cũng được luôn. Nó sẽ hoàn thiện cái bộ ba tướng cứu điểm máu từ xa và kẹp thêm hai con chống chịu nữa. Nhưng đây, con bài mang lên cơn ác mộng dành cho Cerberus vào tối hôm qua, đó chính là con Olaf này đã xuất hiện rồi. Hôm qua thì chúng ta thấy một cái điều rất rõ ràng là nếu như mà một đội không có đủ sát thương để mà dứt điểm con Olaf này thì nó sẽ hủy diệt nguyên một cái hàng sau của bạn. Cho nên nhiệm vụ lúc này SE phải tích trữ thêm nhiều vị tướng khả năng dùng sát thương thực mạnh để có thể ngăn cản được cái bước tiến của Jisoo. Vị tướng theo mà bên phía TF họ chọn đó sẽ là con Corki. Tầm này thì sát bỏ mấy cái con khống chế diện rộng đi, bởi vì con Jisoo này nó sẽ càn, con Olaf trong tay của Jisoo sẽ càn hết thôi. Một con tướng mang thiên hướng về late cũng đã được xuất hiện trong bài của Team Flash, đó là con Corki. Và để xem rằng SBTC lựa chọn một con không có nhiều khống chế mà mang nhiều sát thương hơn, đúng như những gì anh Tân nói, đó sẽ là một con Kha'Zix. Chắc là hợp lý đó, không cần đến một con Corki cấu rỉa nữa mà con Kha'Zix này hoàn toàn có thể lên cho mình, đó là nâng cấp từ gai căm hận để hoàn thành cho ba con tướng đều có thể cấu rỉa tiền giao tranh rất mạnh, đó là dây Kha'Zix cũng như là Kha'Zix với chiêu tiến hóa của gai căm hận. Còn trong khi đó thì chủ động cấm luôn đi đó là Senna, và sẽ không có Senna Manfi ở trong cặp đấu này đến từ bên phía của đội tuyển FDC nữa rồi. Một bên cấm Senna, bên kia cấm Manfi. FDC thì tôi hiểu cái ý đồ của họ. Họ cấm đi con Senna để ngăn cái việc mà Senna có thể đứng phía tuyến sau và sử dụng cái hắc ám soi rọi của mình búp cho con Olaf, và con Olaf lúc đó nó sẽ trở thành một cái cơn ác mộng quá là khủng khiếp dành cho họ. Tiếp theo nữa sẽ là đây. Đơn giản là SE cấm tất cả những con tướng mà Team Flash đánh vào những ngày thi đấu trước đó, họ đánh hay con nào họ cấm con đó, rất là dễ hiểu mà thôi. Còn bên phía Team Flash thì sao? Cấm đi màu phai, lựa cấm cuối cùng sẽ là gì? Vẫn chưa có vị tướng hỗ trợ dành cho bên phía của SBTC. Linh cảm cho thấy rằng chưa có lượt ban cuối, và có lẽ rằng Team Flash họ sẽ cấm thêm vào một con tướng hỗ trợ nữa chăng? Hỗ trợ lúc này không hợp lý.
hỗ trợ sẽ là hợp lý. Chấp à? Rồi, ok, không vấn đề gì cả. Và để xem rằng FPTC họ sẽ có lựa chọn gì ở trong cái phase pick này. Nhưng linh cảm dành cho Ellie trận đấu này, Ellie sẽ đánh một con sát thương phép thuật. Sát thương phép thuật kiểu dạng set... đen á, có Ori. Ori à? Ori liệu là có thể xuất hiện với cái đội hình như thế này? Ori kết hợp với Olaf ngay chừng thì nó cũng rất là hay ho. Và kể cả là có hợp set thì cũng rất là ok. Nhưng mà dạo đây tôi không thấy Ori được đánh nhiều, không được dưới nữa mana để mà nó đẩy đường á. Nó hơi nhiều so với trước kia. Trước kia thì Ori lúc mà chưa bị nerf á thì mana bỏ ra để bạn đẩy đường nó không phải là quá tệ, nhưng đúng như lời Vũ đã nói, quả là một bình luận viên có mức răng cao thủ. Lại sẽ nhắc lại một lần điều rất quan trọng, hiểu được cái cách suy nghĩ của Ellie và ngay lập tức chọn vào Orianna dành cho Ellie. Vị tướng cuối cùng là gì đây? Darius được chọn dành cho Sai. Như vậy là Seth sẽ nằm trong tay của MT. Seth hỗ trợ đẩy lên một con tướng Sai đánh ngày thi đấu hôm qua cũng khá là bay. Một con Darius trong tay của Sai ngày thi đấu hôm qua có được qua Dark Crew thì phải. Nhưng mà thật sự là con Darius này có phải là bài toán để xử lý được con dây này không thì nó sẽ là một vấn đề khác nha. Còn ngược lại thì đó sẽ là con Diana, một con tướng mà Zulai đánh cực kỳ thuận tay ở vị trí đường giữa thôi, không có gì phải bàn cãi cả. Hình thành nên một đội hình rất, họ đánh rất đúng tính chất là họ biết rằng có quá nhiều khống chế cũng chẳng để làm gì với con bài Olaf này đam. Rồi. Họ đánh dồn đam là chính, đánh toàn con dồn đam. Và chỉ có duy nhất một con tướng mang khả năng mở combat giao tranh, đó là con Rakan trong tay của Akeno mà thôi. Vậy, thậm chí là Akeno đôi khi là bạn cũng không nhất thiết phải là người mở giao tranh, bạn cứ đợi Olaf này bắt đầu bật tận thế Ragnarok bạn bay vào. Thì bạn sẽ ngắt những người khác hỗ trợ con Olaf này, tức là gom những người khác cơ. Chứ không phải là con Olaf này mình cứ gom hết tất cả những người khác nào để cho đồng đội mình chỉ tập trung đánh vào một mình con Olaf mà thôi. Câu thời gian cho đồng đội chừng nào hoạn gục được Olaf xong thì lúc đó bạn sẽ tính tiếp đến cái chuyện là những người còn lại sẽ thi đấu như thế nào. Một đội hình mà cực kỳ khó đánh đến từ bên phía của SBDC. Đội hình mà lâu rồi chúng ta không thấy một đội hình toàn sát thương đến từ họ. Rồi, một nếu như đánh không cẩn thận ở giai đoạn đầu game ấy, rất có thể là họ sẽ bị toang mất. Bởi vì đây là chất tướng mà chúng ta nhìn thấy đội hình của bên phía đội tuyển Flash rất nhiều các con tướng đấu sĩ. Còn ngược lại thì bên phía kia hầu như chắc nếu có thì chỉ có thể là Rakan với lên theo kiểu dư chấn và lên chống chịu mà thôi. Nhưng là một con support thì khả năng tăng tiến đồ nó sẽ rất chậm. Và đây là một pha thi đấu mà Akeno có lẽ phải nâng cho mình đó là cái chiêu 2 rồi. Ngay lập tức bỏ đi với cái xuất hiện hành tráng của mình. Thật ra cũng không sao cả, nâng chiêu 2 với lại Rakan cũng không đến nỗi là quá tệ. Nếu như bạn núp ở trong bụi rồi bạn vẫn có khả năng tạo ra một cái áp lực nhất định dành cho đối phương với cái xuất hiện hàng tráng ở nâng ngay cấp độ 1 như thế này. Jisoo thì sẽ bắt đầu cái bãi quái rừng của mình một mình mà thôi. Như vậy là cái vòng rừng của Jisoo nó sẽ hơi tốn thời gian hơn so với lại thường lệ. Trong khi đó thì Diana của Zulai ta đi vòng một cái đường vào trong bùa đỏ, sau đó anh ta vòng ra, tức là anh ta có hỗ trợ một cái chiêu 1, một cái trăng lưỡi liềm dành cho TF. Chất tướng, rõ ràng là chất tướng. Và mặc dù con JC này đã bị giảm sức mạnh ở phiên bản vừa rồi, nhưng nó cũng không có quá nhiều ảnh hưởng với con tướng này. Rõ ràng là chất tướng tay dài sẽ là lợi thế hơn rất nhiều với... Ui! Tiêu đốt luôn. Tiêu đốt luôn. Đánh rất áp lực. Và ở đây thì bằng một cách nào đó thì Kiro đã mất cho mình rất nhiều máu. Tiêu đốt đã được bấm trên người của MT, nhưng tuy nhiên thì những cái thiếu tốc biến đến từ cặp đôi của FPTC vẫn đang được bảo toàn. Đúng vậy. Thường là những người chơi đường đơn á, họ sẽ thiêu đốt thẳng luôn trong cái những pha mà như vậy để họ khiến cho đối phương ăn cái hạt hồi phục không hồi được hết máu. Khoan đã đường giữa một pha lao lên để cấu điều máu đối phương đến từ Zulai, nhưng mà Coyote rất bình tĩnh trả đàm ngược trở lại. Và Coyote cũng rất là cẩn trọng chọn cho mình đó là kiệt sức, là cái phép phụ trợ thứ hai của anh ta. Rõ ràng là với hai con tướng mang thiên hướng sát thủ và lao vào như kiểu Diana hay là Kha'Zix thì một cái kiệt sức tự chủ động cầm sẽ là hợp lý. Và đây là Kiro gói chất nổ còn tốc biến theo đến từ vị trí Jisoo, và đó là xuất hiện hành tráng hợp lý. Còn một lần lướt nữa, không hiểu rằng đó là một pha lướt ổn nhưng sẽ là một lợi thế rất khó. Tốc biến gần trỏ đến từ vị trí của MT, chiến công đầu nằm trong tay của Coyote, và Akeno tiếp theo sẽ phải là nạn nhân. Có lẽ là không nên bung tốc biến của mình trong tình huống này. Chắc chắn rồi, pha này bung tốc biến cũng chả làm gì cả. Một tình huống đi vào rừng kiểm soát rất ghê đến từ team Flash. Vòng một cái đường rất xa, cực kỳ xa là MT đã vòng một cái đường rằng sau lưng mùa xanh đối phương và dive vào trong phần trụ một bên phía bên kia bằng một combo vô cùng mãn nhãn. MT đang có phong độ thi đấu quá tốt, cả tất cả mọi thành viên team Flash như nói họ vẫn đang duy trì được một cái phong độ thi đấu rất khủng khiếp của mình. Cái pha mà song thú trưởng tốc biến đó là khá khó với một con set hỗ trợ. Cực kỳ khó đấy. Khó, rất khó. Em là một người chơi set rất nhiều ở vị trí hỗ trợ. Cao thủ nữa. Không, nhiều thôi. Nhưng đó là một combo rất khó để có thể làm được.
Còn trong khi đó thì đây vẫn là một cái kèo mà rõ ràng là chất tướng đang gây ảnh hưởng khá nhiều đến Thiên Hướng Sai. Tuy nhiên Sai cũng không cần phải lo lắng gì cả, bởi vì đây chắc chắn sẽ là con Darius theo Thiên Hướng Quân hỗ trợ mà thôi. Chắc mờ đến từ vị trí của Julai, tuy nhiên là không có thiêu đốt và bấm kiệt sức thẳng vào đầu để khiến cho Julai không thể nào mà lướt một lần nữa với cái chiêu ba của mình. Và Coyote hoàn toàn hài lòng với việc anh thắng thể lùi về đây ăn luôn, khó ta. Rất lạnh lùng, Julai tiến vào và ăn luôn hàng hồi phục. Ta biết rằng đối phương không thể nào có mặt ở đây kịp thời để có thể hỗ trợ dành cho Coyote. Coyote sẽ bị thọt đi khá khá những con lính ở trong cái đợt đẩy này của đối phương. Trong khi đó đường dưới đang bắt đầu cái đường khó hơn rất nhiều dành cho SBDC rồi. Đường này nha, nếu như mà Olaf đạt được cấp độ 5 mà bây giờ anh ta đang ở cấp độ 6 rồi, đi xuống đây quyết định đai trụ một lần nhắm vào con Zeke này. Zeke bị bể ngược trở lại, bể qua thềm như cách mà Xuân Vũ hay nói. Chứ Ellie đang bị tấn công, Ellie bị dính cho mình đó một siêu bom địa ngục rất đau mọi người. Nhưng ta vẫn còn đủ máu để sống sót, anh ta có hồi máu ở đây. Akino cùng với Kiro, Akino còn rất thấp máu. Và combo phải nói là có lẽ là họ cũng đã tập luyện rất nhuần nhuyễn rồi. Một pha combo xoáy trên đường bế đến từ vị trí của Ellie và MT rất đẹp mắt, tuy nhiên thì lượng sát thương là chưa đủ. Và hoàn toàn là, nhưng đó vẫn là một cái áp lực nào đó khiến cho bộ đôi đội tuyển SE phải cẩn trọng hơn rất nhiều. Con rồng đầu tiên của trận đấu này sẽ là con rồng nước và cả con sứ giả nữa. Gói hàng trên người Coyote đã có, Coyote cũng đã hoàn thành trong mình đó là cả cái dìu đen rồi. Và đây sẽ là một thời điểm mà chúng ta thấy rằng các đội tuyển nam thì họ sẽ liên tục ping vào con sứ giả khe nứt để có thể tối ưu về lượng kinh tế hơn ở trong cái trận đấu này. Đây, ăn rất nhanh, Jisoo ngay lập tức khởi động con sứ giả, trong khi đó SBDC thì chạy vào thẳng hang rồng để ăn con rồng thật nhanh. Hai bên cái tốc độ ăn mục tiêu là ngang nhau mà thôi. Cái vấn đề ở đây là lúc này thì bên phía Tiplat sẽ quyết định thả con sứ giả vào chỗ nào thì chưa nhìn ra được. Ở tất cả các đường thì bên phía của SBC đều đang giữ được lực khá tốt về phía của họ, nên chắc là chưa tận dụng được ngay con sứ giả. Còn hôm qua thấy con Corki trong tay của Coyote đánh cân 2 ở trong tình huống mà có thảm lửa đánh cũng rất chiến. Và cảm giác độ tự tin của team Flash đang vẫn là team Flash như ngày nào thôi. Họ đánh hoàn toàn tự tin, nhưng ở trong cái vòng loại SEA Games này họ đánh có cơ sở hơn rất nhiều. Và đây là một pha kẻ hết giờ thôi. Ui, nhưng mà cũng nhiều sát thương đến từ vị trí của Coyote nha. Ngay lập tức là Adekeno phải rút về trong tình huống này. Tôi sẽ đặt biệt danh cho họ là đánh đá eSports. Đây là cái đội hình cực kỳ đánh đá luôn. Họ sẵn sàng đánh nhau bất kỳ lúc nào mà họ thích. Khoan đã, đây là một tình huống Coyote giữ chân lại bị siêu đốt. Sát thương là không đủ, hai vị tướng này không đào đâu sát thương cả. Kiro cũng chưa lên được món trang bị lớn đầu tiên của mình. Bắt lại một người đó, T3 cố gắng vùng vẫy, xong thu trưởng. Và rất cùng hướng quyền được tung ra, quá nhiều giáp được tạo ra. MT đang ở đây, MT thấp bóng, MT thoát về được. Và người đã rất sai lầm lên để cố gắng hàng của MT cũng đã phải nằm. Đó chính là Akino. Một pha thi đấu mà có lẽ là không hề Okina đến từ Akino. Anh ta có một pha mà rõ ràng là không nên có một pha thi đấu như vậy. Và rất nhiều lợi thế dành cho team Flash ở giai đoạn đầu của trận đấu này, khi mà con Darius gặp rất khó khăn trong giai đoạn đầu trận, giờ đã là 2-0. Có trong mình nguyên đó là cả cái trụ bột của đường trên nữa rồi. Và lượng tiền mặc dù nó chưa giãn nhiều nhưng khẳng định luôn là rất nhiều lợi thế đến từ bên phía team Flash trong thời gian đầu của trận đấu này rồi. Rất nhiều lợi thế. Và thực sự là với một cái đội hình mà cần nhiều thời gian để mạnh như thế này, mà ngay từ ban đầu bên phía team Flash đánh đá eSports họ đã có được một cái chỉ số tốt như thế này, thì cái quả cầu tuyết này chính thức đã được hình thành. Sai đang thậm chí là tiến vào đường bên phía bên kia ăn bãi chim trước mặt người chơi đường trên của bên phía SBDC. Đang là thả sứ giả để gia tăng về lượng kinh tế đến với các thành viên. Nhưng đây là một pha sử dụng rất đẹp, nhưng xoáy được tung thì Ellie nó là tốt hơn rất nhiều. Và cái trụ này đã bị mất đi hai stack. Một pha thi đấu phải nói là thành công từ team Flash. Một pha hất tung ba người của Akeno, nhưng Ellie cũng là một pha xoáy ba đẹp không kém trong tình huống vừa rồi. Xoáy quá tốt, Ellie đặt một cái trái cầu của mình ở một vị trí cực kỳ hiểm hóc và xoáy được ba thành viên từ bên phía SBDC ngăn cái nhịp mà họ lao ra để phòng ngự trong tình huống vừa rồi. Sứ giả dù là không lấy được trụ ngay lập tức, nhưng nó cũng bao được một lượng máu đủ thấp để cho các thành viên của SBDC sẽ phải tốn rất nhiều người ra đường giữa và hỗ trợ cho Kiro ở đường dưới lại bị bắt. Và Julai xong thu trưởng lại một lần nữa hợp lý đến từ MT và nó cùng thú quyền bồi thêm vào. Tí nữa thôi thì Ellie đã phải gục. Đánh rất hay, đấy là vị trí của MT. Và rất may mắn là Akeno cũng đã có xuất hiện ở thời điểm đó rồi. Nhưng dù lại sẽ rất khó khăn trong việc đánh ở trong những pha sắp thi đấu sắp tới, khi mà mất cho mình đó là tất cả các phép bổ trợ rồi. Và MT ngay lập tức có mặt ở đây, nhưng lần này là không hợp lý lắm. Nhưng Jisoo vẫn quyết định đó là bật tờ Dera Rock của mình để lao lên. Có lại một lần nữa để xem có pha bổ không.
nhưng đó là không dướn kịp nữa rồi. Và bây giờ thì hơi khó để có thể về đến từ những chiếc team flat. Nhưng TF đang bị mất quá nhiều màu trong tình huống này. Akeno bị bổ chết đến từ những chiếc team xù. Và giờ sai được mặt ở đây nhưng mà bổ là trượt đến từ những chiếc team dài. Tại bộ một người khác, anh ta vẫn đang xoay rìu, vẫn đang hồi máu, vẫn đang đánh rất triệt để. Là team flat họ vui chơi ở giữa hai trụ đối phương khu đường rồng. Có giải như thưởng nhà của mình vậy. Vui chơi có giải thưởng. Và đây không phải là Jisoo nữa rồi. Khi mà xanh như thế này thì gì đánh gì cũng đúng. Đến từ người chơi của team flat. Bên phía của SE đang gặp rất khó khăn ở trong trận thi đấu đầu tiên của ngày thi đấu hôm nay. Lượng thịt tiền chênh lệch đã rơi đến con số là 3.000 tiền. Hai trụ dành cho bên phía của đội tuyển team flat. À, anh ta không trúng. Cái thứ hai, nó vào hẳn không khí trong tình huống vừa rồi. MT thậm chí là còn không cần né trong tình huống đó nữa. Ta đơn giản quay lại xong thứ trưởng và mặc hai viêm tặng nhẹ thêm một cái cuồng thủ quyền nữa. Cảnh báo đối phương ngay. Rồi. Và tiếp theo sẽ lại một lần nữa là con sứ giả 2 kết hợp với con rồng đất của trận đấu này. Nó hơi khỏe rồi, cao thủ bình thường tiên à. Còn có kỳ à? Còn có ghi này nó hơi khỏe quá rồi này. Chưa gì mà 8 phút anh ta cầm hai đồ này, đến thứ 10 anh ta cầm món đồ thứ 3. Thì tôi nghĩ là trận đấu được an bài ngay từ đó luôn. Bởi vì có kỳ là ôi xoáy hụt. Con xoáy hụt không chú bất kỳ ai đến từ Ellie cả. Mất được một tài nguyên giao tranh quan trọng trước khi con rồng này được khởi động. Và kéo cũng không giữ bất kỳ ai đến từ Sai. Đang cố để máu rất nhiệt tình ở T3. Trong khi đó lao lên, tức tung ba người khá đẹp bị ôm ngược trở lại. Kìa đồ bất thời quá nhanh. TF đang cố gắng nhìn rồng, rồng vẫn chưa mất bao nhiêu máu cả. TF quay ngược phía đồng đội của mình. Sai kéo được hai thành viên đối phương xoay đều, tốc tiến được trở lại phía đồng đội của anh ta. Khả năng comeback. Và đây là một pha thi đấu ngay lập tức phải bấm cho mình, đó là kiệt sức vào đầu của Yulai luôn. Một tình huống vừa rồi, đó là Ellie có một pha sử dụng cuối mid. Và cả Coyote sử dụng một cái thảm lửa vừa có đấy mà. Tại sao anh ta lại sử dụng cái thảm lửa như vậy trong tình huống vừa rồi? Khiến cho SE họ có lợi thế hơn cho con rồng đất này. Và như vừa đang định chưa kịp nói là nếu như để team flat ăn được con rồng đất đấy thì khả năng dồn sát thương của bên phía SE sẽ rất khó. Nhưng không sao cả, bên phía SE đã có được con rồng đất đấy rồi. Và ngay lập tức Jisoo đang có mặt ở đây phải tiến ra để gỡ gạc lại bằng con sứ giả khế đất thứ hai này. SE có hai rồng và trong khi đó thì team flat họ có hai sứ giả khế đất. Hai rồng và hai sứ giả, 6 điểm hai gục chênh lệch là những gì mà team flat đang có sau 10 phút thi đấu đang dừng tập ở đây. Coyote như đã nói, đánh đá esports Coyote sẽ không để đối phương có thể cướp đi những cái bãi người đá của mình cách đơn giản đến như vậy. Trong khi đó khu vực nửa trên thì sao, bị kéo ngược trở lại. Sai nãy giờ đánh rất chảy nha, khoan đã, lao rất ảo là Zulai biến ảnh rất kinh khủng với hai chiêu lướt liên tục của mình. Và Zulai rất tốt lại con đêm hàng gục này. Akeno tới gom đối phương lại và để Zulai làm nốt những gì cần thiết. Hiu đốt Akeno muốn bắt thêm cả MT nhưng có vẻ là không đủ tốc độ để tiếp cận được MT nữa. Định nhường cái mạng đó dành cho vị trí của Zulai nhưng mà không kịp nữa rồi. Phải bấm ngay cho mình cái thiêu đốt. Combo thiêu đốt đến từ vị trí của Akeno mà thôi. Một mạng hạ gục đã gỡ lại và đang có dấu hiệu cảm giác là bên phía đội tuyển Team Fast đang gặp một số vấn đề trục trặc ở giai đoạn mid game này rồi. Bên phía đội tuyển SE đang tận dụng khá tốt những cái sai lầm đến từ các thành viên của bên phía Team Fast. Thường là TF sẽ Team Fast sẽ đẩy nhịp thi đấu của mình rất nhanh ở cái giai đoạn mà họ đã vươn lên trước. Chúng ta đã phân tích chuyện này từ hồi nãy. Nhưng mà nếu như những đội mà biết cách phản ứng và có những cá nhân đủ xuất sắc để tạo ra những cái pha điên rồ như mà Zulai vừa mới làm, cái pha băng trụ ba người của Team Flash là rất đúng nha. Nhưng mà chỉ trách là Zulai anh ta xử lý quá hay mà thôi. Anh ta lướt lên một nhịp và anh ta đợi cái cú xong thủ trưởng của MT, anh ta lướt ngược trở lại người MT rất hay, cực kỳ hay. Và Zulai một lần nữa gây cho rất nhiều khó khăn gì cho Coyote. Mặc dù là đã có cho mình hai món đồ đó nhưng mà bên phía Zulai cũng là tương tự, tiền là ngang nhau mà thôi. Và rõ ràng với một chất tướng sát thủ như Diana thì hoàn toàn không có vấn đề gì với con Corki này cả. Trong khi nó ở đây đang thử đam với cái cô lập của TF và Sai đang mất hiện khá nhiều máu nhưng áp lực được gây ra. Ua, đó là một pha combo tốc biến tiếp tục một lần nữa của MT và bế được Hero về rất hay đến từ người chơi hỗ trợ này. Nhưng Jisoo cũng phải bỏ mạng lại trong tình huống đó. Nhưng đó là một combo mà MT làm rất nhanh tay và cực kỳ thuần thục với con bài set này. Đây là một pha combo trải cho mình cái thảm lửa và bây giờ tiếp tục muốn đánh đến từ vị trí của Flash nhưng có vẻ như mất hơi nhiều máu rồi. Kiệt sức bấm vào đầu và đồng hồ cũng đã có đến vị trí của Lai. Bổ là vị trí thành công đến từ vị trí của Darius và bổ liên tục đến từ người chơi Darius. T3 đang sấp máu và phải lùi về. Coyote đang tiến lên đây và khi mất đồng hồ cử động thì có lẽ rằng JC sẽ là người nằm lại trong tình huống này và LA cũng có lẽ sẽ là người sẽ dứt điểm được vị trí này đến từ vị trí của TF. Đưa cầu. MT đánh quá hay với con set này luôn. MT đánh rất hay. Và điều mấu chốt các bạn cần phải chơi được set đó là bạn nhìn ra được những tình huống mà mình có thể quyết đoán và làm được.
Vừa rồi một thủ như vậy tốc biến lên song thủ trưởng, bế đối phương về một vận tốc chỉ trong đúng cái chớp mắt của tôi mà thôi. Đây. Ui. Trời đất ơi. Sao nó có thể hay đến như vậy, giống như ta bế được cả hai người cùng lúc vậy. Chắc chắn đây là một người chơi luyện thế võ công là bế quan công bế núi rất giỏi. Đấy là quan công bế núi. Bế cả hai người chứ không phải là bế một người nữa cơ. Còn pha đánh tiếp theo thì quan trọng hơn là cái sát thương theo thời gian từ bên phía của SBC nó không phải là có quá nhiều. Kiro nằm xuống rồi, dây thì cũng bắn có chừng mà thôi, cần phải đổi dạng búa thì mới có sát thương nhiều hơn được. Còn TF thì cũng chỉ có thể hạ gục một người đối phương, đổi điểm hạ gục ngược trở lại. Và rõ ràng bây giờ chúng ta thấy được cái điểm yếu của bên phía đội tuyển STTC là họ không có chống chịu. Trong pha thi đấu dài hơi vừa rồi thì những con tướng chống chịu cứng cáp như là Sai với Darius và MT, cộng thêm đó là cả Olaf nữa, nó khẳng định được cái lợi thế rất nhiều. Và rõ ràng là cái meta đấu sĩ hiện tại vẫn đang là nhỉnh hơn một chút xíu so với meta mà nhiều sát thương như bên phía SE đang vận dụng. Rõ ràng rồi, meta mà đấu sĩ nó vẫn là một cái gì đó khá là khó chịu, phải cần rất nhiều điều đen và trang bị giảm hồi máu thì mới có thể đối chọi được với đội hình mà Flash đang sở hữu vào lúc này. Rồng đây được ăn, rồng gió chắc chắn sẽ bỏ. Tôi không nghĩ là SBTC lại mạo hiểm mức mà tranh cướp với đối phương trong khi mà thế đồ của họ đang thua so với Team Flash là quá nhiều. Rất may mắn đây là con rồng gió và đành phải bỏ cho bên phía của Team Flash thôi. Rõ ràng là Team Flash họ đang nhỉnh hơn rất nhiều về lượng tiền và không thể nào tranh chấp được cái con rồng gió này và họ sẽ phải bỏ con rồng gió này. Và SE thì may mắn là họ đã có hai rồng ở đầu trận đấu rồi nên là họ sẽ hoàn toàn chấp nhận trong cái việc bỏ con rồng này mà thôi. Thời điểm này thì thật ra là bên phía SBTC tôi thậm chí là nghĩ rằng họ có câu thời gian trận đấu này kéo dài mấy đi nữa thì cái chất đội hình của họ vẫn sẽ thua so với lại bên phía Team Flash mà thôi. Đội hình của họ đáng lẽ ra là đội hình mà đánh đến mid game họ phải là đội khỏe hơn, nhưng mid game ta đang thấy là bên phía của Team Flash mạnh hơn hoàn toàn. Mạnh hơn với con Corki, mạnh hơn với con Olaf và mạnh hơn quá nhiều với lại con Dyrus trong tay của Sai. Nãy giờ anh ta có quá nhiều pha đai lưng tech và kéo được 2-3 thành viên đối phương. Mà thậm chí là đây là MT còn chưa lên cho mình, đó là giáp liệt sĩ luôn cơ. Anh ta đó là giáp thiên nhiên và giáp máu trước. Và thế thì làm sao mà Julai cũng như Kiro có thể gây được nhiều sát thương vào người anh chàng này bây giờ. Đấy, một lối lên đồ mà đã xanh thì bây giờ lại càng khỏe. Đến từ người chơi hỗ trợ của bên phía Team Flash. Đây, rất thoải mái đi vào đường của SBTC là Jisoo. Đang chờ đợi những pha gắn cầu từ phía sau của Ellie để đi check sai. Rất cẩn trọng kéo được người Akino bị kéo lại. Akino không tỉnh nổi. Ngay lập tức bốc hơi mà thôi. Đang cố gắng đu viêm kỳ tường và tốc biến lên bổ tiếp. Một cú bổ chỉ cú tạ ngàn cân vậy. Nhưng cú bổ một hai bổ. Quá nhiều cú bổ ở đây. Hết Olaf bổ đến Darius bổ. Liên minh tập bổ đến từ bên phía của Team Flash. Hủy diệt toàn bộ đội hình từ bên phía SBTC mà họ AGM luôn. Chắn sẽ là endgame rồi. Một pha thi đấu phải nói là thực ra đó là một lỗi đến từ phía chịu Ageno. Với một con tướng Rakan không phải là một con tướng thuần chống chịu thì khả năng chống chịu sát thương và khả năng sốc sát thương rất nhanh đến từ Team Flash là điều mà khiến cho Ageno phải bay màu trong tình huống đó. Và đó là một chiến thắng cực kỳ chóng vánh ở trong game thi đấu thứ nhất của Team Flash khi đối đầu với SBTC. 1-0 dành cho Team Flash. Đội hình gọi là bố củi eSports. Olaf cùng với Darius tí nhau bộ. Một người double kill, một người triple kill ở trong pha thi đấu cuối cùng. Như tôi đã nói, hình như là SBTC họ cũng hiểu được một chuyện rằng là cái đội hình của mình cũng chả thế nào mà kéo lay và chiến thắng được cả. Cho nên ván thi đấu đó thì thôi ván này coi như là bỏ thật. Bên phía bên kia, lại một lần nữa chúng ta thấy cái sự đa dạng về tướng của Team Flash nó giúp cho họ chiến thắng dễ dàng như thế nào. Cái bộ tướng của họ xoay chuyển được rất nhiều vị trí khác nhau. Đó, đầu tiên là Seth được đổi xuống khu vực dưới, Darius đẩy lên khu vực trên. Dù trên danh nghĩa là kèo đấu này T3 có thể thắng được, nhưng mà T3 cũng chỉ thắng ở cái giai đoạn là ép lính, ép đường mà thôi, chứ cũng không thể nào làm khó được Sai. Chất tướng của anh ta là một chiếc tướng chống chịu, mà một con dây cùng với lại Kha'Zix lên, nhìn thôi các bạn cũng đã thấy rằng Darius hoàn toàn có thể xử lý được với một pha đai trụ mà, đúng không? Đúng là như vậy. Và khi mà ở trong cái tình huống mà Sai đã có cho mình đó là hai mạng hạ gục cộng với cả cái trụ đầu tiên của trận đấu đó thì coi như là tất cả những cái lợi thế về chất tướng của T3 đầu game nó đã biến mất rồi. Còn đây là sát thương đến từ bên phía Team Flash, Coyote, anh bình súng máy của chúng ta, 16.000 sát thương. Ellie cũng làm rất tốt nhiệm vụ của mình, ngoại trừ pha xoáy trượt đó. Còn không thì Ellie cùng với MT sử dụng cái combo mà hủy diệt đấu trường cộng với cái lệnh sóng âm á, nó quá đẹp và liên tục là sốc sát thương chết được các thành viên yếu máu bên phía đội tuyển FPTC. Và có lẽ rằng MT không được giành MVP trận đấu này đâu, nó sẽ giành một là Coyote và Ellie mà thôi. Tuy nhiên nhưng nếu để mà MVP trong lòng em thì rõ ràng thì MT, một người thi đấu quá nổi bật ở trong đội tuyển Team Flash với vai trò hỗ trợ với con bài set này.
để xem nào ai sẽ được người được MVP ở trong ván thi đấu này. Còn SBDC ngay từ khi mà đúng rồi, Ellie là người được MVP. Hôm qua đến giờ thì Ellie cũng đã có kha khá những cái MVP dành cho bản thân mình. 15.0 và KDA 93.8% tham gia hạ gục. Sát thương không phải là quá lớn, sát thương cánh chịu cũng không phải là quá nhiều, nhưng cái tính chất của những pha xoáy cầu vào những cái thời điểm nó quan trọng của Ellie, nó là điều mà chúng ta không thể nào xem thường được. Như là nói, đội hình SBC rất khó đánh. Nó là một cái slot đồ, nó không được triệt để bằng cái đồng hồ hướng động. Cho nên là thường thế thì con cái hủy diệt đấu trường nó sẽ rất là nhiều lợi thế khi mà đội tuyển nó pick được con bài set đó, và chúng ta sẽ đến ngay với giai đoạn cấm và chọn đến từ team SBDC và team Flash. Lần này SBDC họ ở bên phía đội xanh, còn trong khi đó thì team Flash họ ở bên phía đội đỏ. Rồi, lượt cấm đầu tiên từ bên phía SBC sẽ là gì đây? Khác với giải đấu nữ thì có vẻ như là những đội từ bên phía xanh Việt Nam á thì thích chọn bên xanh hơn. Ừ, thích chọn bao pick trước nó có vẻ là lợi thế hơn. Cấm đầu tiên liệu phải Olaf hay không? Đang chờ đợi, vẫn là Zeke à? Không, nếu như cảm giác là họ đang muốn xem các lượt cấm của team Flash là gì để cho TF lấy Olaf luôn cũng được. TF cũng là một người thật ra đánh thì không nhiều lắm, tuy nhiên thì nó là một con tướng khá dễ chơi và dễ sử dụng với con bài Olaf này thôi. Bật và càn vào để thì để xem rằng liệu team Flash họ có muốn cấm con đó trước không. Ồ, rất chủ động luôn. Cấm xem là điều hợp lý mà thôi. Akino cũng là một người chơi hỗ trợ mang thiên hướng mở rất tốt, cho nên là TF hiểu, bên phía team Flash hiểu rằng là để cho đối phương có được con set này nó cũng sẽ là một điều gì đó rất mạo hiểm. Được chọn cấm tiếp theo, Galio à? Galio tại sao lại được cấm sớm đến như vậy từ bên phía của SBDC nhỉ? Thôi tôi chưa giải mã được chuyện này. Còn team Flash hôm qua nếu như mà họ bên phía đội đỏ thì họ sẽ cấm luôn dây, họ cấm cả dây lẫn set, họ cấm trước cho mình là con Camille kia đã. Để xem rằng liệu SBTC họ có muốn cấm con Alista là con tướng tiếp theo không. Còn nếu không thì rất có thể trận đấu này sẽ có sự xuất hiện của chú bò sữa MT. Không, họ không để cái điều đấy xảy ra được. Quá áp lực đến từ vị trí của người chơi hỗ trợ mới của team Flash. Và chú bò lúc lắc này cũng đã bị cấm đi của bên phía team SBTC rồi. Và trong khi đó thì còn một lượt cấm của team Flash muốn dành đến dạo gần đây team Flash lại cấm khá nhiều con Z mà Zulai chơi không nhiều lắm ta. Chắc là họ cấm theo meta thôi. Con Z là một con tướng ở đường giữa, nó rất khó chịu ở cái đoạn đi đẩy lẹ. Nó không hẳn là một con tướng mà đánh giao tranh quá khỏe, nhưng đánh đi đẩy lẹ thì thật sự rất là kinh dị, rất đau đầu với con tướng này. Đây là câu hỏi chúng ta đặt ra hồi nãy, liệu rằng bên phía SBDC có chọn cho mình ở ngay lượt đầu là con không, họ không cần đến dây luôn và họ chọn cho mình Ragaz. Ragaz là hồi nãy bên phía của SBDC. Không, hồi nãy con Gargat này là bên phía của team Flash cấm. Không, FPC cấm. À, FPC cấm. Cấm à. FPC cấm để không cho Kojote đánh. Còn đây sẽ là một lựa chọn, và một lựa chọn khá mở khi mà con Gargat ở trong phiên bản này cũng đã được tăng sức mạnh rồi. Hoàn toàn nó có thể đi land được chứ không còn là hỗ trợ như cái meta trước nữa. Thì con Gargat này chúng ta cũng không biết được nó có nằm trong tay của Akeno hay không. Nhưng nếu như mà bên phía team cảm giác như lượt sau có thể là SBTC họ sẽ pick luôn Senna cũng có khi. Chắc chắn, tôi nghĩ là điều đó khá, phần trăm khá cao sẽ xảy ra như vậy. Con Senna là một con phối hợp khá tốt với lại con Ragaz ở khu vực đường rồng. Còn trong khi đó thì lại một lần nữa, Olaf, Jisoo đang chơi quá hay với con này, không có lý do gì mà không chọn cho anh ta cả. Koki được chọn dành cho Ellie. Và đổi ngược trở lại thì T3 có cho mình là Zay. Vẫn đang theo meta thôi, hai bên cấm chọn vẫn đang theo meta thôi. Xem là liệu có thể sẽ là Senna ở phase thứ 3 hay không. Con Gragas này vẫn đang khá, nó cũng ra khá giống là con Set, là một con tướng khá là có độ mở về tính chiến thuật khi mà có thể đi được rất nhiều len và 4 len. Lấy luôn cả Lucian để không cho sai có thể cầm Lucian để đi đối đầu với cả T3 được. Rất triệt đại là từ bên phía của SBDC. Hồi nãy đã nói rồi, Lucian là một trong những con tướng hiếm hoi để có thể khắc chế được dây phần nào. Nhưng mà như thế này thì Jay sẽ đi đường trên và Lucian này nằm trong tay của Zulai hay là Kido, chúng ta vẫn chưa biết được. Cả hai bên đang hướng đến một đội hình rất nhiều sát thương nha. SBDC thì chúng ta đã quen rồi, nhưng team Flash trong ván thi đấu này cũng sẽ là như vậy. Có khi đường dựa cho Kojote và Ash, con bài thương hiệu của Ellie ở khu vực nửa dưới bản đồ. Khi mà con Gra có con sự xuất hiện của con Jay C rồi thì chắc là team Flash sẽ dành một lời cấm dành cho Senna. Nếu không thì cảm giác như SBDC họ sẽ vẫn sẽ lấy cái cặp đó ở vị trí đường bot mà thôi. Và để xem rằng lượt cấm tiếp theo của bên phía team Flash sẽ lựa chọn là con bài gì. Họ cấm đi Fit
để có thể hạn chế được hai xạ thủ. Ừ. Họ sợ feed và Z. Đúng vậy. Khi mà bạn đánh đội hình hai xạ thủ thì mối lo ngại lớn nhất của bạn là những con tướng sát thủ bên phía bên kia. Đặc biệt là những con mà có thể né được cái đại băng tiện của Ash và ngay lập tức hủy diệt Ash hoặc là Corki. Feed là một con tướng kiểu như vậy. Corki thì chắc là không sợ Akali cho nên nó không cần cấm đi nốt con Akali đâu. Được chọn cấm cuối cùng của bên phía Team Flash. Có thể nhắm vào khu vực rừng. Ừ, nhưng mà vẫn cấm Akali à. Tại vì Corki thì bạn có cái bom phút pho, bạn có thể nhìn thấy được Akali, nhưng mà cho chắc kèo cấm 3 của tướng sát thủ luôn. Nếu mà pick Senna thì thật ra là đội hình của SBTC hơi mỏng một tí. Khá mỏng với 3 con tướng khá nhiều sát thương, vẫn là một đội hình rất nhiều sát thương đến từ SBTC. Để xem rằng họ có muốn làm cái điều đó không thì chúng ta cùng chờ xem. Và lượt pick tiếp theo này có lẽ là hở được đường trên rồi, nên là sẽ lấy một con đường trên dành cho bên phía Team Flat để đối đầu với cả con JC này. Thì chúng ta xem còn con tướng nào để có thể đi ổn. Thật ra trận đấu trước thì hoàn toàn con Darius này vẫn khá là ổn với vị trí của Sai khi đối đầu với cả T3 và con bài JC này, đúng không nào? Hơi ăn hành một chút xíu ban đầu thôi, nhưng mà đúng là đối đầu thì vẫn là ok. Nhưng mà bây giờ tôi đang thấy là SBC có cấm rồi, quên mất cấm rồi. À, Darius cấm luôn rồi, cấm luôn con Darius này. Chọn hẳn màu phai. Chọn hẳn màu phai, không có Sena vẫn chọn màu phai. Màu phai Ace à? Màu phai Ace. Nghe nó không được ok lắm đâu. Thật ra phối hợp nó không được ăn nhập lắm với nhau, nhưng mà thôi. Chơi chung vẫn được, tức là cho dù là cái đại băng tiện, nếu như bạn bắn ở một khoảng cách gần khi mà Mao Phai dùng cái không thể cản phá của mình á thì nó không giữ chân lâu. Nhưng mà phối hợp hai chiêu thức này với nhau thì chắc cũng khống chế đâu đó còn tầm một giây đi, dễ hơn một chút. AF Revenge vẫn sẽ là rất nhiều sát thương đến từ bên phía SBTC. Họ lựa chọn một đội hình full sát thương để đối đầu với con bài Olaf trong tay của Jisoo. Và con Revenge này sẽ là con Revenge ở vị trí đi rừng dành cho TF thôi. Một con người chơi mà đánh con Revenge này khá thuần thục. Và để xem rằng lựa chọn cuối cùng. Zana. Zana. Khó nha. Bởi vì Zana không có bất kỳ chiêu gì có thể cản bước được con Olaf này cả. Không có bất kỳ một cái chiêu gì có thể cản bước Olaf được cả. Cái gió mùa của cô nàng này là gần như chế hoàn toàn. Đại băng tiện của Ash cũng có thể hủy được cái gió mùa của Zana. Đây thực sự là một lựa chọn mạo hiểm dành cho SBDC. Chắc là cái ý định của em nó hơi điên rồ một tí, nhưng mà có lẽ là vẫn sẽ cơ bản thôi. Đang định bảo là không biết rằng có một cơ may nào là Coyote đánh con Manpai đứng giữa không, nhưng mà chắc là không. Vẫn sẽ là con Corki nằm trong tay Coyote, Ellie sẽ là con Ash và Manfi sẽ nằm trong tay của MT. Thì thật ra con Manfi này nó sẽ khó để có thể mở giao tranh hơn là con kiểu Alistar hay là Seth, cho nên là nó vẫn cần phải lên cho mình đó là level 5 với cái không thể cản phá của mình. Và trong khi đó thì ở đây thì Akeno lựa chọn một con bài, thật ra là con bài này là tướng tủ của Akeno rồi. Tuy nhiên thì nó cũng cảm giác như nó không khá là hợp với khi mà đối đầu với cả Team Flash, khi mà thứ nhất là Olaf trong tay của Jisoo là hoàn toàn counter được tất cả những chiêu thức của Akeno rồi, và cái không thể cản phá đến từ của Manfi nó cũng sẽ rất là nhanh để có thể có một pha gió lốc hợp lý, đúng không nào? Ok, cái là cái đại băng tiện như hồi nãy tôi đã nói đó, cái thời gian mà hồi đại băng tiện của Ellie nó sẽ ngắn hơn so với cái thời gian hồi gió mùa, đây là điều 100% chắc chắn luôn. Và chỉ cần mỗi lần mà thấy Akeno bật gió mùa lên bắn thẳng đại băng tiện vào mặt anh ta, rồi sau đó Olaf của Jisoo cứ thế mà lên bộ Akeno là xong. Tôi nghĩ đâu chuyện đó hết sức đơn giản. Hôm qua thôi chúng ta sẽ đến với trận đấu này đi, khi mà SBTC và Team Flash ở game thứ 2 đã chính thức bắt đầu, khi mà SBTC họ sẽ nằm ở bên phía đội xanh, còn trong khi đó thì Team Flash họ sẽ nằm ở bên phía đội đỏ. Một lối đi rừng có lẽ sẽ là cơ bản, nhưng các đội tuyển vẫn sẽ là bùa đỏ dành cho hai người chơi đi rừng. Hướng lên bãi đá đó là vị trí của Olaf, và tương tự là như vậy cũng sẽ là Revenge trong tay của TF mà thôi. Em đang cố gắng ăn cho mình là cái con bùa đỏ này. Nhưng mà Revenge là một vị tướng mà bạn ăn cái con bùa đỏ này một mình nó khá là tốn máu á. Thường là tôi thích ăn những cái bãi quái mà đa mục tiêu với con Revenge này hơn. Có hai con mà tôi thấy là ăn những cái con người đá này ở ngay bãi 1 á nó sẽ dễ hơn, đó là con Revenge. Thứ hai Irei. Nó sẽ là con Irelia, sẽ rất là dễ. Đánh rất dễ, Irelia cứ đâm kiếm thì farm cực nhanh. Ở trong cái giai đoạn của hình như là có một pha mà giờ sai vừa vào cướp được hoa quả đến từ trước mũi của T3 thì phải. Chưa có. Chưa có chưa ta? Có rồi chứ. Chưa.
À có rồi, có rồi, có rồi. Rồi cướp luôn mà, hoa cướp, quả. Cướp cướp hoa quả rồi. Cướp Đó là trên một nhạc thằng. mướp luôn à? Đúng rồi. Cướp hết mướp đến từ vị trí của T3. Còn ở bên phía đường dưới thì chắc chắn rằng ở giai đoạn đầu thì Kiro và Akeno sẽ là người có lợi thế hơn. Với một con Wildfire nó cũng không có gì để đánh được cả. Còn đây là một cái kèo mà tôi đánh giá là con Ragat. Thậm chí là chả làm gì được con Garen này cả. Cứ đánh một hồi đi về nó hồi máu, tôi quay lại nó lại đánh nhau lại từ đầu. Cái sát thương dồn của Ragat không đủ, sát thương theo thời gian cũng không đủ. Muốn đánh được Garen thì bạn phải đánh những cái vị tướng mà sát thương nó chì chạc cơ. Và đây ở đây có một góc độ nào đó thì Coyote đánh rất tỉnh và bình tĩnh, chỉ cần bật cho mình cái lá chắn và không mất tốc biến trong tình huống vừa rồi thì biết rằng đội tuyển đó là Akedo với Coyote. Nhưng đây đấy là một pha thi đấu có lẽ rằng hơi đen là Coyote đã về thành công được rồi. Và Akedo không cần tiêu đốt mà ta, thế sao lại phải ra trong pha thi đấu đó nhỉ? Tôi cũng không hiểu lắm và tìm hiểu rồi, nhưng mà tụ chung lại thì Akedo mất đi cái tốc biến của mình hơi phí. Hơi phí, khá phí đó. Bây giờ anh ta là một mục tiêu để cho các thành viên của Team Flash nhắm tới. Cấp 3 rồi, Ashe cấp 4, Akeno cấp 3. Tức là khi mà Ellie cấp 5, chắc chắn là Akeno sẽ là mục tiêu mà họ có thể đầy trụ được. Khoan đã, một phát chém gió cực kỳ nhẹ nhàng cũng được trên dành cho TF để có được điểm chiến bước đầu. Và một cái thùng hiệu nổ cũng vô cùng tốt đến từ vị trí của T3 nữa. Và đó là chiến công đầu dành cho người chơi Revenge của TF. Rất tuyệt vời, họ đã có một chiến công đầu khởi đầu tốt hơn rất nhiều so với trận đấu trước. Pha đi găng tương đối là bất ngờ. Pha đi găng đó thì Ragat của T3 thậm chí là còn chưa biến về nhà nữa cơ. Và Sai có vẻ như là muốn để lính vào sát trụ của mình và tấn công một người T3. Thì sau đó thì lính nhiều quá và TF lên một cách kịp thời và kêu gọi khá tốt của người chơi được trên từ bên phía của SBTC. Và giai đoạn đáng sợ của Ellie là bắt đầu nha. Anh ta đã có cho mình đó là level 5 rồi. Và cái đại bằng tiễn đến vị trí của Ellie luôn luôn sẵn sàng ở bất kỳ một tình huống nào. Và Ellie có lẽ cũng chỉ là người chơi duy nhất đánh con Ashe ở trong cái giải đấu chuyên nghiệp ở bên phía khu vực Việt Nam ở vòng loại SEA Games cho đến thời điểm hiện tại mà thôi. Nhưng cái mức độ ảnh hưởng mà Ellie gây ra với con bài này nó khá là lớn với những cái đại bằng tiễn của mình. Ở trong vòng loại này thì cảm giác như là Ellie đã đánh bình tĩnh và đánh lớn hơn rất nhiều so với cả một Ellie từ mùa giải trước. Anh ta đồng ý với ý kiến của Xuân Vũ. Ellie đã trưởng thành hơn rất nhiều sau một mùa giải thi đấu không có được bất kỳ một danh hiệu nào. Ở thời điểm này không có đường trên thì sao? T3 vẫn đang rất chì chạc. Nhưng bây giờ tôi đã tưởng là ta về nhà, anh ta lên cho mình cái mặt nạ trước. Mặt nạ thì đi với Garen sẽ rất là hợp lý đúng không? Nhưng mà ta quyết định là vẫn sẽ đánh vì team. Ta đánh những con bắt tổng và ta cần thêm độ chống chịu, anh ta sẽ lên cái trường trường sinh trước. Rất nhiều món đồ lớn đã được hoàn thành ở bên phía các thành viên của team SBTC rồi. Hai cái dìu đen đã có, áo choàng bóng tối có, và hai cái đồ đây đã băng tiền rồi. Đại băng tiễn từ rất xa bay thẳng vào người của xạ thủ VNPDC và ta không tỉnh nổi. Kiro cùng với những người đồng đội của mình đã không thể nào phản ứng kịp trong tình huống đó. Ui. Đây là Kiro lướt lên và Ashe của Ellie đang bắn nét tất cả mọi thứ và cùng lý để mà trả con đồng đầu tiên trong trận đấu với Anthony Clark. Lại là Ellie với con Ashe và đại băng tiễn của mình. Rồi giờ rất khó và không còn dừng nữa. T3 mới là người phải bỏ đi tốc biến trong tình huống vừa rồi và rất cố gắng đến thành tựu T3 rồi. Nhưng cũng không thể nào để lấy được con rồng dành cho bên phía của đội tuyển SBTC. Và đó là giá trị của Ellie, một người chơi hiện tại như chúng ta đã nói rằng đánh bình tĩnh hơn rất nhiều. Một cái đại băng tiễn đến từ rất xa và bồi vào theo đó, đó là cả cái không thể cản phá đến từ Ellie. Và tốc biến Ragnarok bổ liên tục đến từ vị trí của Jisoo. Ta đã nói chuyện này từ hồi nãy đúng không? Cái cách mà bên phía Flash có thể phối hợp cái đội hình này đó là mở vô tranh từ xa. Và Olaf bật chiêu cuối của mình băng lên, bổ ngay cái mục tiêu mà bị giữ chân đó lại. Bây giờ chiêu cuối của Ellie vẫn đã hồi rồi. Và anh ta sẽ là người đóng vai trò quan rồi. Trọng nhất ở vai giao tranh này. Một người bị giữ chân, chiêu đồ bị cầm lặng. Bây giờ ta mới lướt một phía bên kia bờ tường. Ellie vẫn chưa vội tung ra lại bằng tiền. Bây giờ tung ra bằng tiền thì nó lại chưa hoàn toàn. Rồng, xin lỗi các bạn, sứ giả đã được giữ lại cho NPC. Nhưng họ sẽ mất bao nhiêu người ở đây? Một người đã phải nằm, đó là July. Người thứ hai liệu phải TF hay không đây? TF đang cố gắng lướt về, có lượng giáp tung được hai người là MT. MT sẽ giúp cho Team Flash có thêm 2 điểm hay cũng được. Rồi. Và đó tưởng chừng như là một pha cướp thành công đến từ bên phía của TF. Nhưng bỏ lại đó là quá nhiều mạng đến từ những người đồng đội của mình. Và cái trụ đầu tiên sẽ có dành cho các thành viên của bên phía Team Flash. Lên được rất nhiều lượng tiền. Chúng ta thấy rằng TF đã rất cố gắng để có thể cướp được con sứ giả khen đứt này rồi. Nhưng Kiro có một pha thi đấu cực kỳ hớ hênh. Mặc dù cái đại băng tiễn lần này trượt, nhưng khả năng dồn vào của bên phía đội tuyển Team Flash là rất
dồi dào khi mà họ có quá nhiều những tướng đấu sĩ ở đây. Và đó là liên tục những mạng hạ gục đến từ các thành viên của team Flash. 72 về chỉ số mạng hạ gục, lượng tiền hơn gần 3.000 tiền sở hữu cho mình, đó là con rồng gió. Con rồng gió mà tôi luôn đánh giá là mỗi khi mà nó nằm trong tay của một Olaf thì Olaf giống như là được thêm một cái chiêu Bapsi cực mạnh rồi. Sẽ chạy vô cùng nhanh vào đội hình bên phía bên kia. Và người giữ vị trí đang khá tệ trong trận đấu này là Kiro nha. Kiro có vẻ như là có phong độ không quá cao. Vừa rồi lại tiếp tục lại lại một lần nữa một cái đại bằng tiễn từ rất xa và xuống lại sẽ không thể nào sống sót được. Bay dành cho Eli với con As của mình. Có thể khẳng định luôn được rồi, người chơi As hay nhất ở vòng loại SEA Games này không ai đánh mà đánh rất hay. Và đây thì Janna làm được gì trước con Olaf này đây? Bật cho mình đơn giản đó là tận thế Ragnarok mà thôi. Đó là hai mạng hạ gục và tiếp tục là dấu ấn đậm nét đến từ hai tân binh Ellie cũng như là Jisoo. Một cuộc sụp đổ của tân vương và một tân vương xuất hiện ngay chăng. Chúng ta đang thấy team Flash outing, tôi phải dùng từ là outing hoàn toàn so với SBDC ở trong cặp thi đấu này. Ván 1 và ván 2 họ đang đánh như nước chảy, như một nước chảy thực sự vậy. Suối quá xiết và chảy thẳng vào các thành viên SBDC, họ không đỡ nổi. Và bây giờ thì lúc trước thì có thể là chém được đấy, bây giờ tầm này thì làm thôi. Sao mà đánh được giờ sai nữa rồi. Mặc dù anh ta chỉ lên cho mình đó là cái giáp tâm linh mà thôi, nhưng vẫn sẽ cảm giác chém không vào máu, đó là vị trí của Riven. Chém hồi, anh ta với cái giáp tâm linh này anh ta đi một vòng là anh ta lại hồi máu như cũ mà thôi. KOT thì đang mạnh hơn từng giờ từng phút một, còn Eli thì quá khỏe rồi. Thật ra lối chơi của Ash cũng khá là dễ để bạn triển khai, là chỉ cần bạn giữ cái đại bản tiệu là những cái giờ phút quan trọng như là rồng hay sứ giả ra, và bạn canh chỉnh thật đúng để bắn vào mục tiêu cần thiết, và đồng đội của bạn đủ tin bạn để follow theo á, thì bạn sẽ có một pha giao tranh thành công. Và cái việc mà đánh đội hình quá nhiều sát thương này ấy, là cho thấy một điều là SBC quá lì lợm trong việc không ban đi con Olaf của Jisoo. Quá lì họ vẫn nghĩ là họ có thể handle được cái con Olaf này đấy, nhưng mà không, câu chuyện là nó khó quá. Những cái chiêu thức gần như là Argeno phế hoàn toàn trong cái combat nếu mà có sự xuất hiện của Olaf trong tay của Jisoo tình huống này. Mà bây giờ cái lượng tiền nó đã giãn cách lên con số đó là 5.000 tiền rồi. Đôi đường rồng từ bên phía SBDC đang nằm xuống tổng cộng là 5 điểm hạ gục từ nãy tới giờ. Trong số đó họ phải dính đến bài băng tiễn 3 lần đến từ Eli. Và có Olaf trong tay của Jisoo là người hút nốt những điểm hạ gục còn lại. Đang đứng như một bức tượng vậy. Tôi là tượng, sai nó, tôi là tượng, tôi đứng đây. Đấy, đánh tôi đi. Đánh tôi đi, bây giờ không đánh thì cũng không ra được hàng rồng. Đánh tôi cũng chỉ như gãi vậy. Rồi, và rõ ràng là bây giờ vẫn còn cả gói hàng luôn, thì bên phía đội tuyển team Flash họ sẽ hoàn toàn có thể kiểm soát được cả hai mục tiêu lớn này. Những bức tượng vô cùng lực lưỡng, đó là MT, đó là Sai, cũng như đó là cả Jisoo nữa. Một lần nữa, đó là đại băng tiễn, nhưng lần này khoảng cách hơi gần thì khả năng CC nó chưa được lâu. Nhưng hồi năng máu là rất tốt, Argeno và T3 còn chấm máu trong tình huống này. Thanh trừng được xả ra đến từ vị trí của Kiro cũng như là TF có thể loot về được. Nhưng con sứ giả khen nhất này thì là không. Đây sẽ là món quà điểm tâm dành cho các thành viên. Nhưng đây là lao vào đến từ vị trí của Riven, mất quá nhiều máu và tổng điểm bỏ đi. Những bức tường thành đang quá lực lượng đến từ bên phía các thành viên của TF. Ellie đang bắn với cái tách của gương phi vong của mình. Kiro cũng phải bỏ chạy. Và đây lại là một giao tranh thắng đến từ các thành viên của team Flash. Chưa có bất kỳ một mạng hạ gục nào cả, nhưng không thể nào tiến ra được con sứ giả Hennet 2 này. Đó là bên phía của các thành viên FPTC. Lăng bụng vào, T3 đang ý định làm gì đây? MT có đồng đội hỗ trợ cho một cái quăng rìu để làm chậm đối phương và anh ta thoát về được. Không mất bất kỳ ai ở trong tình huống giao tranh vừa rồi cả. Team Flash đánh quá khéo léo, quá khéo léo vào ngày thi đấu hôm nay. Bức tướng như thế này thật sự là quá khó cho SBDC. Đâm chấp kèo hơi sâu đến từ các thành viên của bên phía đội tuyển FPTC. Và rõ ràng là chúng ta thấy được đội tuyển Flash đang tìm được tất cả những mảnh ghép hợp lý nhất của mình rồi. Chúng ta đã quên đi đó là sự hỗ trợ của Glory D hay là người đội trưởng Flash Joy năm nào. Trong khi đó thì những sự thay thế đang là cực kỳ hoàn hảo. Những mảnh ghép MT tưởng như là mảnh ghép chống trải nhưng thật ra là rất đủ đầy đến từ bên phía của đội tuyển team Flash. Và Jisoo cũng là như vậy, một sản phẩm đến từ lò đào tạo Game Home đang chứng minh được giá trị của mình. Rồi lại đại bằng tiễn vào đúng người cần chúng nhất, TF đang bị giữ chân lại. Dùng đàm vào công lý Demacia, QB3 dành cho Sai sau khi ta tốc biến thẳng vào trụ đối phương.
giác thương là dư thừa. Và lúc này đến từ bên phía Flash, con sư giả nó vẫn còn chưa mất máu cơ, nó sẽ hút được thêm một phát vào tù 2. Chứ không phải là Zulai canh chỉnh ống nhắm của mình, bắn không trúng bất kỳ ai cả. Cơn gió mùa được tạo ra từ Akeno không có quá nhiều ảnh hưởng ở đây. Máu cũng vẻ thấp nhưng mà bên phía team Flash đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình để sứ giả hút được thêm một phát nữa. Có cái đội tuyển nào mà người mở giao tranh lại là xạ thủ không? Đó liên tục cái bài nó làm đi làm lại rất nhiều lần rồi, và lại một lần nữa đại băng tiễn đến từ Ellie tiếp tục chính xác, và cái sát thương bồi vào đến từ Sai để có thể dứt điểm được vị trí của TF trong tình huống rồi. Mặc dù TF đã là người chủ động lùi rất sâu vào trụ của mình rồi nhưng không thể nào có thể thoát đi được trước cái tốc biến và công lý Demacia cắm thẳng vào đầu thì thủ của TF, và tiếp tục lại là 12. Và giờ cái lượng tiền nó đang giãn ra là quá nhiều, 37.000 tiền và 44.000 tiền, hai dòng đã có lại trùng nữa trùng. Và đây có cho mình chưa hồi cho mình, đó là không thể cản phá, nhưng khẳng định luôn là cái đại băng tiễn của Ellie đang hồi với khả năng hồi khá nhanh. Bộ đôi băng đá ở khu vực dưới cổ TF đang quá mạnh, một người bắn tên băng, một người hút đá thẳng vào mặt, không thể nào chịu nổi với một dàn tướng rất yếu về khả năng chống chịu từ bên phía SBTC. Họ toàn lên sát thương thôi, không có bất kỳ ai lên chống chịu từ bên phía SBTC cả, thì chỉ cần dính đại băng tiễn thôi, số phận của họ coi như được an bài luôn. Và điểm qua về lượng tiền thì bây giờ sẽ là một khả năng hơn tiền rất nhiều đến từ vị trí của Sai. 7.000 khoảng đâu đó, 7.000 tiền, 2.000 tiền tranh lệch ở vị trí đường trên, đường rừng 1.000 tiền. Còn đâu là các đường còn lại thì là xem nhau. Nhưng đang là Snowball cực kỳ mạnh mẽ, tiếp tục là Jisoo hơn 2.000 tiền so với TF, và rõ ràng TF là người có những lợi thế đầu game. Xem nhau đúng không? Ví dụ như Kiro đang thua so với Ellie chỉ khoảng đâu đó 2.000 tiền thôi. Vậy tiền rất là xem nhau. 404 đến từ vị trí của Ash trong tay của Ellie rồi. Cũng vậy em nhìn tưởng 1.000 nhưng hóa ra là em học toán sai. 2.000 thì là hơi nhiều đến từ vị trí của Ellie rồi. Và bây giờ nhìn đi, những pha cầu cổng đến từ vị trí của Zulai nó không vào đam đến một con Manfi lên cho mình, đó là trường sinh full stack và cái giáp gai nữa rồi. Quá mạnh. Thật sự lúc này dàn chống chịu của team Flash đang quá mạnh. Nãy giờ họ đúng là bốn người đứng nằm tượng được giữa, bây giờ không thể cản phá. Akeno nằm xuống ngay lập tức, thậm chí chả có bất kỳ cơn gió nó phát ra từ cơ thể của ta cả. Unstoppable dành cho Shy. Baron của team Flash quét sạch ba người từ bên phía SBTC, tiến thẳng vào Baron. Anh chào, chỉ có nói là anh chào ao trình đến từ các thành viên của team Flash mà thôi. Vận dụng đội hình vẫn tương tự là như vậy, để cho Jisoo có cái mẹ Olaf và Ellie có một con tướng cấu diệt từ xa lại một lần nữa. Mặc dù là có cái hất rồi đấy, gió mùa là hất lên rồi, nhưng chả thể làm gì được trước một cái không thể cản phá được. Và Coyote đọ đam giờ này làm sao mà thua được với cả Kiro nữa. Và đó sẽ là con Baron một cách cực kỳ dễ dàng dành cho bên phía đội tuyển team Flash. Ba dòng Bullet Baron đã có, và dường như cái lượng tiền nó đã lên đến con số là 10.000 tiền rồi. Tất cả các thành viên carry của bên phía đội tuyển team Flash, hay thậm chí là cả những con tướng chống chịu, nó đang quá nhiều tiền. Là MT cũng đang hơn hỗ trợ Akeno bên phía bên kia đâu đó là gần 1.500 tiền, con số rất lớn. Có bù lại Baron, và lối chơi của team Flash lúc này là thật sự tôi không có cách giải luôn á. Tôi không có cách giải với đội hình SBTC. Nếu một đội hình khác tôi còn có thể suy nghĩ ra cách nào đó để họ giải được cái bài toán này, nhưng với cái đội hình SBTC đang sở hữu thì họ không có bất kỳ một cái phương án nào để đánh nhau lại với lại Flash cả. Xét thương của con Lucian này lúc này là không thấm vào bất kỳ ai. Con tướng mang thì được mạnh, và đây lại là tiếp tục chiến thần một nút, một hút đến từ vị trí của MT. Và lần này TF vẫn có thể đào thoát được, nhưng rất nhiều máu là các thành viên này. Ui dồi ôi, đến từ vị trí của Jisoo bật mình, đó là trận thế là Rock và Coyote bắn thẳng mặt đến các thành viên của bắn luôn, không để ai luôn, không biết luôn. Rồi, end game. Một trong những đội tuyển có lối chơi hổ máu nhất trong thể thức liên minh hiện tại tốt chiến của chúng ta, trong bộ môn hình chúng ta, mà khi mà họ đã mạnh thì họ sẽ luôn luôn kết thúc trận đấu ở 15 phút. Lần này thì ta sẽ làm được điều tương tự như vậy, tràn vào và họ đánh bại những nhà đương kim vô địch một cách 2-0 rực nhanh chóng. Rất may cho SBTC là đây là một BO7, nhưng họ đang đánh mất rất nhiều lợi thế dành cho các thành viên của mình, khi đó là chiến thắng 2-0 rất sớm dành cho bên phía của đội tuyển team Flash rồi. Rất bất ngờ, phải nói là cực kỳ bất ngờ. Và team Flash đánh vẫn thăng hoa như cái cách họ làm ở nhánh thua ngày hôm qua, hủy diệt Cerberus 3-0, hủy diệt MDH 3-0. Và lần này
đang dẫn trước đương kim vô địch SBTC, đó là 2-0 và không có một cái cửa nào, và thậm chí đó là hai chiến thắng cực kỳ hủy diệt đến từ team Flat. Nếu như chúng ta nói rằng SBTC là một trong những đội tuyển chuyên lội ngược dòng, họ làm chuyện này ở SEA Championship rất nhiều lần, thì tôi phải nói với họ là cái dòng sông hôm nay nó hơi dài để các em lội. Hơi ngợp rồi đấy. Nó hơi ngợp thật sự rồi đấy, bởi vì chúng ta thấy rằng là out từ bán bích cơ mà, đúng không? Nãy giờ là chưa có phải là gọi là đỏ kỹ năng hay gì quá nhiều cả, đỏ macro. Từ ván 1, ván 2 là hàng tài không có macro gì hết nha. Từ ván 1, ván 2 từ nãy tới giờ chỉ đơn thuần là bích tướng và chức tướng từ bên phía team Flash giúp họ thắng trận đấu và snowball trận đấu. Nó quá nhanh chóng mà thôi. Cộng với thêm đó là SBC có một vài pha xử lý cá nhân không tốt, chứ chưa nói đến chuyện macro, chưa nói đến chuyện giao tranh 5 năm. Từ nãy giờ hoàn toàn không có giao tranh 5 năm, chỉ là tên phía team Flash bắn đại bắn tiện, giết một người sau đó càng quét tất cả những người còn lại. Rồi, nhìn lượng sát thương mà Jisoo cũng như TF gây ra thì đè đầu hoàn toàn. Và July có lẽ là con JC này không nên là một lựa chọn đầu tiên dành cho các đội tuyển. Họ đang vận dụng con bài JC này với khả năng cấu rỉa sớm, nó không thật sự thành công. Và ngược lại thì rất đơn giản thôi, bên cặp đôi đứng dưới họ không phải làm gì cả. Một người vẩy đại băng tiễn và một người sử dụng đúng một nút, đấy là cái không thể cản phá và dứt điểm. Chỉ có một cái bài đó làm đi làm lại mà SBTC họ cũng không thể nào được giải quyết được bài toán trong game đầu thứ hai này. Và đó là một cái biểu đồ hoàn toàn ăn tiền bắt đầu từ phút thứ 5 của trận đấu. Đến từ team Flat, họ giãn cách dần dần và khi đến phút thứ 15 của trận đấu, họ kết thúc trận đấu này một cách cực kỳ dễ dàng. 2-0 dành cho team Flat. Và MVP ở trong ván thi đấu thứ hai là MT. Rất cặp đôi đường rồng từ bên phía của team Flat đang thay nhau tỏa sáng. Ván này mà nếu như bầu MVP cho Eli vẫn được nha. Được. Bởi vì những cái đai bắn tiếng của anh ta bắn rất chuẩn, bắn anh ta chính là cái tiền đề để cho MT có thể lao những cái pha không thể cản phá của mình vào người đối phương cơ mà. Hôm nay có làm mỗi một nút thôi mà, có làm gì đâu, chiến thần một nút, chỉ có lao vào đến không thể cản phá thôi. Ông thực ra Eli cũng chiến thần một nút mà. Rất dễ chơi cái cặp đôi đường dưới, cực kỳ dễ chơi hai cái chiêu cuối. Ok, kể cả là Olaf thua trong vài thi đấu trước và họ nên là đội tuyển pick cho mình bên phần sân màu đỏ để có thể dễ dàng ban pick hơn. Và có lẽ rằng con bài họ nên cấm ở trong game thi đấu này là một con Olaf đang là một cái mắt xích rất quan trọng cho đội hình của team Flash. Với cái tốc độ đánh cao như vậy thì Olaf là một mảnh ghép, tôi nghĩ rằng là chủ chốt trong cái cách đánh của team Flash trong suốt hai vài thi đấu vừa qua. Và có lẽ rằng SBTC Esports họ cũng đơn giản thôi, họ nhận ra điều này một cách cực kỳ rõ ràng và họ đã phải cấm nó đi rồi. Còn không nhận ra nữa thì có lẽ không còn là huấn luyện viên Hero mà chúng ta thường biết. Trong cái đó thì Flash vẫn trung thành với những lượt cấm của mình, vẫn là cấm Camille và vẫn là cấm Zed. Có vẻ như đây cũng chỉ là một lượt cấm thuận theo meta như bình luận viên Minh Tân và bình luận viên Xuân Vũ đã nói. Z bây giờ không được sử dụng quá nhiều trong tay của July nữa. T3 đã được đẩy lên đường trên rồi và chắc chắn là sẽ không có Z đường trên. Nó sẽ khiến cho SE thiếu đi cái khả năng chống chịu, vốn là thứ mà họ đang rất thiếu trong hai vài đấu đầu tiên. Cấm thêm Z khi ở đội đỏ, một sự chọn khá ổn thôi. Và có vẻ như nếu Flash họ muốn lấy dây hoặc họ muốn để dây cho SE thì bây giờ nó là toàn quyền quyết định của họ rồi. Bây giờ thì nếu như họ cấm đi dây thì chắc chắn sẽ có Alistar dành cho MT, một con bài mà anh chàng này cũng đã giành được MVP ở trong vòng thi đấu trước. Cùng chờ đợi xem lượt cấm cuối từ bên phía của SE đưa ra là gì. Trước đó thì team Flash họ quyết định cấm đi Morgana, một con bài mà kể cả Kiro lẫn July đều có thể sử dụng tương đối ổn. Và còn 20 giây để cho bên phía của SBTC quyết định. Để mà nói thì hiện tại cấm vào bể tướng của team Flash đang là cực kỳ khó. Không phải là SBTC đánh tệ mà vì team Flash bây giờ họ đang đánh quá hay và họ có một cái điểm rơi phong độ là cực kỳ hoàn hảo cho đến thời điểm hiện tại. Và họ quyết định là cấm đi con bài mang lại cho họ thất bại trong vài thi đấu vừa qua, đó là con bài Ash trong tay của Ellie. Bên phía Flash đã chủ động cấm Morgana thì có lẽ SE cũng phải chủ động cấm Ash thôi. Đây là một điều dễ thấy. Và bây giờ thì hở ra đó là Gragas và đó là Zay, hai con bài mà Flash và SE tranh nhau suốt từ vài đấu đầu tiên. Với cái tính cách của bên phía Flash thì tôi lại nghĩ rằng họ sẽ chọn Gragas rồi. Họ chọn luôn Gragas rồi. Bên phía team Flash có vẻ không trọng con bài dây lắm, khi mà họ thường sẽ có một sát thương chủ lực trong tay Coyote và một còn lại trong tay Ellie, sẽ không cần đến mũi nhọn thứ ba nữa. Giờ liệu có phải là Varus được chọn sớm dành cho bên phía SE hay không, khi mà những chiếc tướng xạ thủ để có thể đẩy đường tốt như là Ash thì đã bị họ cấm đi rồi. Và thậm chí cũng sẽ còn lại cả đó là Galio và Senna nếu như SE họ muốn lấy sớm, nhưng không, quyết định của họ sẽ sử dụng một lần nữa con bài Zik ở trong game thi đấu này. Và họ còn một lựa chọn nữa để xem rằng họ sẽ chọn con bài gì.
Nếu là Zeke thì có lẽ SE đang xoay lại cái chiến thuật ban đầu của họ khi tiến tới SEA Games. Có lẽ đó sẽ là Zeke cùng với 4 đấu sĩ. Tuy nhiên chắc chắn Flash sẽ không để điều này xảy ra. Như chúng ta vừa nói thì Flash đã có một vị tướng khá rộng. Và chắc chắn Shai cũng như là Jisoo sẽ không để cho SE có được những vị tướng đấu sĩ mạnh nhất trong meta. Đó là Riven, đó là Irelia. Seth đã bị cấm đi rồi, vì vậy đây sẽ là một đội hình mà có lẽ SE phải có những con bài chắt vá vào. Vì vốn cặp đôi Zeke Seth của họ nó mới là core của cái đội hình đó, thì bây giờ đã bị mất đi một nửa rồi. Họ nhất định phải tìm được một con bài thay thế, và có lẽ Flash cũng sẽ nhắm tới những con bài này trong hai lượt cấm cuối cùng của mình. Rồi tiếp tục sẽ là những lựa chọn của team Flash. Họ đang muốn chứng minh cho bên phía của FPTC thấy rằng chơi dây hay là như thế nào ấy chăng, khi bây giờ họ mới là đội tuyển sử dụng cho mình con bài dây. Những chất tướng là tương đối mở đến từ team Flash, chúng ta vẫn chưa thể nào đoán biết được Gragas sẽ nằm trong tay của ai, hay dây sẽ thực sự nằm trong tay của người chơi nào. Họ hoàn toàn có thể luân chuyển những vị tướng này với nhau để tạo nên một thế đánh dễ dàng hơn cho mình ở khâu đi đường. Và Manfi là sự lựa chọn phần nhiều có lẽ sẽ nằm tiếp tục trong tay của MT ở khu vực đường dưới. Vừa ban vừa pick rất hay đến từ Flash, phải nói rất hay. Như chúng ta có thể thấy Akeno vẫn thường hay sử dụng con bài Manfi này. Vừa lối lên đầu đó là triệu chứng sinh cùng với găng tay băng giá để đi kẹp với Zeke, có nhiều CC hơn để cố định mục tiêu cho Zeke được ném một cái siêu bom. Thì ngay bây giờ Flash đã tước đi rồi. Mặc dù không có Ashe nữa nhưng Manfi vẫn là một con bài support tiêu chuẩn, và họ có hoàn toàn thể thay một xạ thủ khác vào và đánh một đội hình cơ bản thôi. Thì vẫn là nhỉnh hơn một chút đến từ ba cái lượt pick đầu tiên đến từ team Flash, và không biết rằng SE có con bài đặc biệt nào không đây. Tôi vẫn chưa nhìn thấy lựa chọn thứ ba từ bên phía của SE, nhưng lại thì phải. Lại xuất hiện những lượt cấm rồi. Varus và Senna là hai vị tướng được SE họ tước đi của đối phương. Koki, đúng vậy, Koki không biết được Koki nào đây à. Với lối chơi hiện tại tôi nghĩ rằng Koki sẽ nằm trong tay của Zulai, còn Zeke sẽ một lần nữa nằm trong tay của Kiro khu vực đường dưới. Và team Flash họ cũng đưa ra lượt cấm hợp lý thôi, khi mà Galio là một chất tướng hoàn toàn có thể kết hợp được với đội hình lao lên, và sau đó là sử dụng chiêu cuối siêu hùng giáng thế của mình và Zeke bồi thêm siêu bom địa ngục, thì đó là một cái kịch bản đẹp trong những tình huống combat dành cho bên phía của SBTC Esports. Và chất tướng cuối cùng mà team Flash muốn cấm đó cũng là một chất tướng có thể gom đội hình của team Flash lại với nhau tốt, như là Rakan, hạn chế khá nhiều khả năng combat tổng đến từ bên phía của SBTC Esports. Và trở lại với một sự lựa chọn truyền thống của TF, đó sẽ là Lee Sin. Một đội hình có vẻ như là hơi có thiên hướng đó là đánh về giai đoạn đầu trận đến từ SE phải. Khi mà trong giao tranh rồng đầu tiên họ sẽ có tất cả mọi thứ, họ sẽ có ngưỡng sức mạnh của Lee Sin, họ sẽ có chiêu cuối của Zeke, chiêu cuối Darius, đặc biệt là cái gói hàng trong tay Koki. Nhưng có lẽ rằng là Flash họ cũng sẽ không giao tranh trong giai đoạn đầu. Chúng ta có thể thấy rằng trong hai ván đấu đầu tiên thì Flash có cả những tình huống chủ động đổi mục tiêu với SE, mặc dù họ vẫn có những giai đoạn đi đường ổn hơn, nhưng đó có lẽ là cách đánh của Flash bây giờ, họ sẽ tập trung vào kinh tế nhiều hơn là giao tranh rồng, và đó là một cái gì đó rất năm ăn năm thua. Sự lựa chọn cuối cùng của SE đó là Alistar đi cặp với Zeke, trong khi đó thì Flash lấy cho mình đó là Kha'Zix cùng với Orianna. Một đội hình mà tôi cảm giác như SE có phần nào đó vững chãi rồi. Nó không quá là khó có cửa thắng như hai đội hình mà họ pick ở trong hai game thi đấu trước, với con bài Alistar nằm trong tay của Akeno. Nó đảm bảo khả năng chống chịu, khả năng bảo vệ những đồng minh tuyến sau của mình, với việc là SE sử dụng cho mình cả Koki lẫn Zeke, những con bài mang rất nhiều sát thương và cũng rất cần thời gian để có thể tối đa hóa được cái lượng sát thương của mình. Còn bên phía của team Flash thì họ cũng lựa chọn rất hay khi cho Jisoo chơi cho mình con bài Kha'Zix, một vị tướng hoàn toàn có thể vòng ra từ phía sau và kết liễu những mục tiêu máu giấy của SE trong một nhịp thi đấu. Và cùng chờ xem là ván thi đấu này thì liệu rằng team Flash họ có giữ được cái nhịp thi đấu giống với hai cái thi đấu trước là hủy diệt đối phương hay là không, khi mà bây giờ thì FPTC họ cũng đã có những lượt ban pick tôi đánh giá là tốt hơn rất nhiều. Ở hôm nay Flash mà 4-0 FPTC chắc chắn nó là một cái đại địa chấn rồi. Tính từ hôm qua đến giờ, từ nhánh thua đi lên thì Flash chưa thua một trận nào cả. Họ thắng 3-0 cả hai trận nhánh thua, và hiện tại còn đang dẫn đương kim vô địch 2-0 trong chung kết nữa. Và đây là những bước di chuyển đầu tiên của cả hai đội vừa rồi. Ellie né khá dẻo được quả bom nảy của Kiro và có một chút lợi thế trong việc kiểm soát tầm nhìn. Một chút lợi thế trong việc kiểm soát tầm nhìn, đặc biệt khu vực đường dưới. Từ bên phía của team Flash vẫn đang thi đấu một cách đầy tự tin. Họ kiểm soát toàn bộ khu vực tầm nhìn ở phía cánh trên để giúp cho Jisoo anh ta được bảo toàn vòng rừng của mình mà không có bất kỳ một sự đoán biết nào của đối phương cả. Và trong khi đó thì Lee Sin của TF đã có một vòng rừng hướng lên khu vực đối trên với con người đá. Và kèo đấu khu vực đối trên có lẽ là một kèo đấu mà Sai
anh ta cũng hoàn toàn là thoải mái thôi khi anh ta sử dụng một con Gragas ở khu vực đầu tiên, với khả năng hồi phục cũng là tương đối ổn. Và có vẻ như hai người chơi đi rừng sẽ không gặp nhau quá nhiều, sẽ không gặp nhau quá nhiều giai đoạn đầu trận, khi mà lối đi rừng của họ có lẽ sẽ chia đôi rừng thôi. Kha'Zix cũng như là Lee Sin đều có thể đánh nhau sớm. Tuy nhiên, cặp đôi đường dòng cũng như là đường giữa đang có một thế đẩy lính khá hòa hoãn, và vừa rồi thì Coyote và Zula suýt chút nữa đã có một tình huống băng bổ vào nhau. Không còn mana từ Coyote và có lẽ anh ta nên đứng lệch về mép dưới của bản đồ trong tình huống này. Anh ta cũng chọn góc đứng khá khéo khi những tên lính che đi toàn bộ cái cơ thể của anh ta, và ngay phía sau lưng là Jisoo, nhưng Jisoo có một tình huống băng vào, không có một pha kêu gọi tốt với Coyote trong tình huống vừa rồi, tôi nghĩ là như vậy. Và cái tốc độ lao vào đến từ vị trí của Jisoo dường như nó khiến cho Coyote anh ta bất ngờ khi anh ta còn đang ở lại phần trụ của mình để có thể là xóa sổ những tên lính, và qua đó thì bóc đi được một phép bổ trợ cũng khá quan trọng của người chơi đường rừng bên phía của Team Flash trong tình huống thi đấu vừa rồi. Ở một tình huống di chuyển tốt hơn, và bây giờ Sai cũng như là T3 sẽ tiếp tục trao đổi chiêu, nhưng hai bức tường này đánh nhau thì đến bao giờ mới có người nằm xuống. T3 và con bài Darius thường anh ta sẽ lên theo kiểu đó là support với cái đai lưng Hextech của mình thay vì một món đồ khô máu như diều đen hoặc là ta mộc kiếm, sẽ không có quá nhiều tiền đề để cho cặp đôi đường Baron có được chiến công đầu, và có lẽ chúng ta nên hướng xuống đường dưới nhiều hơn khi mà Ellie đã chủ động về nhà lên đồ. Nếu như Ellie và MT cùng có chiêu cuối thì đó sẽ là một cái chuỗi CC cực kỳ dài, và họ hoàn toàn có đủ thời gian để lấy cho mình đó là cái mạng của Kiro. Đó là một thế khởi động khá là tốt đến từ bên phía của SBTC. Họ có một vòng rừng với hai cua, chỉ một pha xử lý sơ sẩy đến từ Jisoo thôi, thì nó đã khiến cho khả năng để anh ta có thể kiểm soát tầm nhìn ở khu vực dọc sông là kém hơn rất nhiều so với những gì mà TF có thể làm. TF quét máy quét của mình liên tục để có thể phá hủy đi những lượng tầm nhìn của đối phương, và đây là một bất lợi khá lớn ra cho bên phía của Team Flash, và họ buộc sẽ phải chơi nhùng lại một chút ở trong khoảng thời gian này khi mà những chiếc tướng họ sử dụng cũng không có quá nhiều sát thương, đặc biệt với Ellie con bài Orianna ở khu vực đường dưới nữa. Và MT ta phát hiện ra hai thành viên của đối phương bị hút ra, và MT là mạng hạ gục đầu tiên. Chỉ tiếc rằng mà gục đó lại thuộc về vị trí của Akeno. Jisoo ở đây anh ta thực hiện một cú nhảy, sát thương bồi vào của Pyro là không đủ để có thể kết liễu được Jisoo trong tình huống này. Một tình huống hơi chủ quan từ MT khi anh ta đã bị TF phát hiện ra trước đó rồi. Nhưng có lẽ pha rụ hàng cũng tốt đến từ TF, anh ta chủ động lùi lại một nhưng ở đâu đó thì Shy đã phải nằm xuống sau một pha solo kill. 5 stack xuất huyết là quá đủ để lấy mạng Shy trong tình huống vừa rồi, và ngay lập tức thì T3 có cho mình lợi thế khoảng 500 vàng trong giai đoạn đi đường. Khá ổn trong con Darius, và anh ta cũng như đã nói, anh ta với cái lối chơi đó là lên Darius stack sẽ đóng góp được rất nhiều vào trong giao tranh, và chỉ 26 giây nữa thôi con dòng đầu tiên sẽ xuất hiện. 26 giây nữa sẽ là con dòng đất cùng với sứ giả xem đất xuất hiện. Đây vẫn thực sự chưa là một cái thời điểm đội hình của T-Flash họ quá mạnh. Và đây là lúc mà Akeno đang lên tiếng, anh ta đang thực sự xả hận rồi. MP là mục tiêu được Akeno hút lên, và lượng máu cũng tương đối nhiều được cấu đi từ bộ đôi Ellie cũng như là MT. Với việc sử dụng cho mình Orianna cũng được dưới thì cái mức năng lượng của Ellie nó thường xuyên được đặt vào trong một tình trạng báo động. Bởi lẽ thời điểm hiện tại thì với những sự chỉnh sửa, Orianna đã tốn mana hơn rất nhiều để có thể đảm bảo giai đoạn đi đường của mình. Chắc chắn rồi, và có vẻ như là bên phía của Flash họ vẫn sẽ muốn đổi mục tiêu, nhưng SE sẽ không cho phép điều này. Họ đang có những lợi thế nho nhỏ thôi, nhưng nó là đủ để cho bên phía SE chủ động hơn trong một pha phá mục tiêu của đối phương. Tốc biến lên xoáy, trúng lên từ vị trí của Ellie rất hay. Ngay tầm rìa thôi, và Kiro ngay tức mất cho mình đó cả hai phép bổ trợ. Đang muốn băng trụ nhưng MT là người bị bỏ lại, không quá follow up, và đó là pha kéo đôi từ vị trí của T3. Cùng rượu nổ để giải cứu người đồng đội của mình, và Shy cũng như Ellie đang ngay lập tức phải rút lui về. Jisoo ở một góc khá xấu và tiếp tục là pha combo đẹp từ vị trí của Akeno hất tung thêm một lần nữa. Và Jisoo, Ellie cũng như là Shy, ba người hấp hối bỏ về, và như vậy con rồng đất nó sẽ thuộc về SE sau một pha thi đấu xuất sắc của T3 cũng như là Akeno. Đồng ý, một pha thi đấu và có lẽ là cái nhịp tốc biến và xoáy cái chiêu cuối đó của Ellie nó chưa thực sự là có một độ kết dính với các thành viên còn lại đến từ bên phía của Team Flash. Sát thương của họ dồn vào từ điểm hiện tại là không đủ. Ellie bây giờ sau khi về nhà anh ta mới hoàn thành xong cho mình cái vọng Azuden thôi. Còn một MT anh ta cũng chưa hoàn thành bất kỳ món đồ lớn nào cả. Chúng ta cùng nhau nhìn lại tình huống thi đấu vừa rồi. Trước đó là một tình huống mà Kiro anh ta chỉ mất đi cái tốc biến để có thể thoát khỏi hai chiêu cuối của đối phương. Đó là một trao đổi khá lời.
Và đây là cái lúc mà Elisa không còn tốc biến nữa, rất khó để có thể tự bảo kê mình trong những tình huống giao tranh. Và chắc chắn chỉ có việc là đánh lui thôi đến từ bên phía của Team Flash ở trong tình huống vừa rồi. Chất may cho SE, nhưng đó là một tình huống mà cái đi rừng của bên phía Vlad qua xuất sắc. Đây chắc chắn là bản hợp đồng đắt giá nhất của Vlad trong kỳ SEA Games này rồi. Tôi nghĩ rằng Flash có đến 2 bản hợp đồng đắt giá khi mà MT kẻ thi đấu hôm nay cũng chơi rất xuất sắc. Chúng ta cùng nhau nhìn lại tình huống này, một cú nhảy kết hợp một cái trừng phạt là đủ để cướp đi con sứ giả Kenrith. Mặc dù Kiro có một tình huống tung ra chiêu cuối là khá đẹp, nhưng những người đồng đội của anh ta chưa kịp thời để có thể tập hợp. Và pha thi đấu này cũng là sai lầm đến từ Zulai cũng như là cả Akeno, khi mà những người đồng đội của anh ấy đã nằm xuống trước đó. Thì băng vào giữa 4 người trong một cái khe hẹp như vậy, họ không có công cụ để thoát ra. Và Akeno là người đã phải bỏ lại cái mạng của mình. Và Zulai thì anh ta may mắn thoát về với lần sử dụng cú lướt của mình. Quăng đi một cái bên phía của SE, khi mà họ đã mất tình huống khán giả rồi nhưng họ vẫn muốn tái giao tranh mặc dù khi đổi lại là thế nào. Zulai thì rất ngựa mà cái tình huống đánh hạt thông nổ đấy là một cái tình huống mà anh ta không ngờ vào đấy. Sao những người đồng đội đều bỏ mình lại, và đây có vẻ như tiếp tục sẽ bị bỏ lại một combo cầu cổng cực tốt. Zulai mất cho mình khoảng 1/3 cây máu nên lùi về, không có tài của bên phía phát, và Zulai đang gặp rất nhiều nguy hiểm cho tình huống. Mạng hạ gục đang được dồn khá là nhiều vào vị trí của Jisoo, trong khi đó thì ở một nơi nào đó sai anh ta bị bắt nạt bởi cả T3 lẫn TF. Nhưng đây là cơn thịnh nộ đến từ vị trí của Jisoo, anh ta muốn băng vào nhưng T3 hồi máu là quá nhiều với những tình huống sử dụng chung một của mình, và sau đó là cú húc. TF vẫn chưa nằm xuống, Ellie tốc biến lên và người có được mạng của anh ta lại đến từ cái tiêu đốt của MT chứ không phải là mạng được nhường cho Ellie. Hơi đáng tiếc một chút, nhưng đây tiếp tục là cú nhảy và rampage về cho Jisoo. Một ngày thi đấu mà Jisoo vẫn đang thể hiện một phong độ cực kỳ cao. KDA của anh ta đang là 4-0-1, một con Kha'Zix, và chỉ cần những tình huống làm mềm với từ đồng đội của mình mà thôi là chắc chắn sẽ có điểm hạ gục dành cho bên phía của Team Flash. Vâng, và những tình huống làm mềm thì nó lại cực kỳ dễ đến khi mà KDA như là AK, đặc biệt là phía Coyote với con dây đi đường giữa không lên dày để đó là các trang bị sát thương trước, đã có một sao hung tàn và dù đen trên người rồi. Tạo chỉ đây là một khi có thể thấy và cách mạng của mình không hề ngại và tay đồ Zulai trong những tình huống như thế này. Một tình huống mà trụ đằng sau không còn quá nhiều máu nhưng Zulai bắt buộc phải cắt cửa ở đây thay vì những đồng đội của mình. Thì Flash đang từng bước chấn chỉnh lại đội hình của mình và tìm ra cái đấu pháp phù hợp để có thể chơi với SBTC được cũng chuẩn chỉ hơn, và cùng chờ xem trong tình huống tranh cướp con rồng lửa này thì đội tuyển nào sẽ là đội tuyển giành được nó khi họ đều sở hữu những chất tướng carry cực mạnh giai đoạn cuối. Với Team Flash thì đó là Ellie, với SBTC thì đó là Corki và cả Zeke trong tay của Kiro nữa. Và đây là tình huống mà rất hay đến từ các thành viên bên phía của SBTC. Fort MP đang cực kỳ thấp máu rồi, một cú bổ của T3 và Akeno cũng trở thành mạng dùng của Jisoo rồi. Nhưng bây giờ lối đi nào cho Jisoo đây, anh ta vẫn còn một lần nhảy của mình bị kéo vào từ vị trí của Coyote và không có thêm những điểm hạ gục nào được ghi cả. Một đổi một, hai người chơi hỗ trợ đổi điểm hạ gục với nhau, những quyền kiểm soát khu vực hang rồng lửa thuộc về các thành viên bên phía của Team Flash. Và bây giờ thì xử lý như thế nào đến từ bên phía của SBTC đây, người vẫn đang đầy cây máu, đó là vị trí của TF. Hiện tại thì mọi thứ vẫn đang khá ổn dành cho bên phía Team Flash. Sau khoảng thời gian ban đầu vô cùng khó khăn của họ thì bây giờ đã có rất nhiều cái khả năng bật ngược trở lại, đặc biệt là Kha'Zix của Jisoo bây giờ đang rất mạnh rồi, họ bắt được thêm một người nữa. Zulai họ đang chạy về được phía sau. Ôi, và đây là tình huống băng vào từ vị trí của Akeno. Akeno không có sát thương, Killing Spree thuộc về vị trí của Corki và sắt đao vị trí của Jisoo rồi. Sẽ không có người chơi đi rừng từ bên phía của Team Flash trong tình huống ăn con rừng lửa này, và có lẽ rồng sẽ thuộc của bên phía của SBTC mà thôi. MT cũng đang bị gặp rất nhiều khó khăn với những gói chất nổ đến từ vị trí của Kiro, và đây là một thùng rượu nổ cũng tương đối tốt nhưng sát thương bồi vào là không có, khi tất cả các thành viên của SBTC, không chính xác hơn là Team Flash đã yếu máu rồi.
Đấu rất cân bằng nha. 10 phút và hai bên đang cân bằng nhau về lượng tiền. Rồng này thì bên phía SBTC tạm thời sẽ lấy được. Họ sẽ có hai rồng khá mạnh ở trong ván thi đấu của mình. Đó, rồng đất và rồng lửa. Nhưng vừa rồi chúng ta thấy được cái sự nguy hiểm ở trong đội hình của Team Flash là ghê gớm đến mức như thế nào. Khả năng dùng sát thương một mục tiêu của họ là vô cùng tốt. Nếu như cú xoáy này của Eli anh ta giữ được nó lâu hơn một chút thì tôi nghĩ là đã có phải thành tốt hơn rất nhiều dành cho bên phía của Flash. Trong tình huống mà tôi cứ nhớ rằng là Zulai đã có thể hạ gục được Eli thành công, nhưng mà Eli vẫn còn đó cho mình hồi máu và chiêu cuối rất đẹp mắt của Sai nữa. Và trong diễn biến thực thì sứ giả Khe Đất đã thuộc về bên phía của Team Flash rồi, mặc dù họ mất đi hai con rồng nhưng họ có cho mình hai con sứ giả và họ lấy được 3 trụ của đối phương. Ngược trở lại thì SE những lợi thế của họ cũng không hề nhỏ một chút nào. Với hai bộ lượng rồng khỏe như thế này, nó sẽ đảm bảo cho những pha giao tranh về giai đoạn giữa cũng như là cuối game đến từ đội hình của SBTC Esports sẽ trở nên lực hơn rất nhiều. Và xét về mặt lượng tiền thì cũng sẽ không có một sự chênh lệch gì đáng kể ở đây cả. Là một lượng tiền cân chặt chặn đến từ cả hai bên cho thấy được trận thi đấu này đang trở nên cực kỳ là căng thẳng. Khu vực đường trên thì có vẻ như Coyote đang đi khá cao và anh ta có con mắt ở dọc sông để đảm bảo sự an toàn cho mình. Vừa rồi thì tôi đang thấy một pha đánh nhau nho nhỏ giữa Coyote cùng với lại Dyrus của T3. Vậy cái lôi phạt của Coyote giúp anh ta chạy thoát ở trong thùng vừa rồi. Anh ta đang đứng rất gần chú bò của Akeno. Akeno không tiếp cận được nhưng một người khác thì có nó. T3 rất đau ở bên kia khi mà Zulai đang đơn độc hoàn toàn ở khu vực gần hang rồng. Hướng ngược lại nhưng mà điều tương tự như Coyote. Cả hai người chơi ở đường giữa đều bỗng nhiên bị bắt lẻ trong tình huống vừa rồi. Bắt đầu có những sự chệch khớp đến từ các bước di chuyển bên phía của Team Flash. Băng trụ luôn trong vị trí của Akeno xoáy chỉ lại được một người của Eli. Nhưng Sai đang rất lực, anh đang muốn gánh sát thương dành cho những đồng đội của mình. Siêu bom nhiệm vụ giải tán đám đông. Và có lẽ pha băng trụ này kết thúc tại đây. Sai vẫn đang đi lấy tầm nhìn cho những người đồng đội của mình. Nhưng cũng rất nguy hiểm nếu như anh ta đứng lên quá cao. Tôi đang hơi thấy khó hiểu với lối chơi của SBC. Thường là khi mà họ đã ép trụ như vừa rồi thì họ sẽ xuống đường dưới và lấy nốt cái trụ bột của bên phía bên kia. Điều này minh chứng rõ ràng cho việc là SBTC đang hơi bị thiếu tập trung ở trong bản thi đấu của mình. Họ đang bị cuốn theo nhiều thi đấu bên phía bên kia nhiều quá và muốn lấy được nhiều điểm hạ gục đối phương, chứ không còn giữ được bình tĩnh để macro một cách tối đa maximum về tài nguyên nhất dành cho mình. Và hiện tại thì Eli vẫn đang giữ cho mình một cái đây cũng tương đối là không tìm vết. 1-0-6 cho một con Orianna. Hoàn thành xong vọng Luden cũng như là cả quyền trượng đại thiên sứ nữa. Bây giờ cái ta cần là một chút sát thương. Có lẽ sẽ là một chiếc mũ phù thủy Rabadon để có thể tối ưu hóa được khả năng gây sát thương của Eli. Dù thực hiện cú nhảy cấu đi xương xương nửa cây máu từ vị trí của TF. Nhưng ngay lập tức trả ngược trở lại, Eli đang bị giữ chân. Phát đánh nữa để làm choáng thành công Eli. Eli ứng cho mình đồng hồ ngưng đồng mà ta bị kẹt lại tốc tiến để bỏ chạy. Cô tê đây lôi phạt hai người cũng xoáy, hai người cũng khá tốt. Và đó thêm điều hạ gục nữa dành cho SBTC và thủ cuối cùng của T3 nước tới và bắn là Zulai. Chiêu cuối khá đẹp của Zulai nhưng đội nhảy về. Khi sống âm của TF đúng là chính xác chấp một kill dành cho TF ở đây. Và Zulai là người duy nhất sống sót. Hình như tôi nói hơi sớm như vậy. Zulai đang bị bắn. Zulai đang bị đánh liên tục ở dưới chân của hai của mình và chấp một kill dành cho Zulai. Một tình huống xử lý cũng là rất quả quyết đến từ các thành viên của SBTC Sport. Họ đang dùng chính lối đánh của Team Flash ở trong trận thi đấu trước để chơi với Team Flash ở trong trận thi đấu này, cực kỳ tốc độ. Và đó là những tình huống bắt giữ tốt đến từ vị trí của Team 3. Chúng ta cùng nhau nhìn lại tình huống Akeno bật cái bất khuất của mình lên, tạo rất nhiều áp lực cho bộ ba đến từ bên phía của Team Flash. Eli mất tốc biến và chắc chắn cú kéo này là thành công. Sau đó anh ta cũng đã trả lại một cú xoáy, nhưng cái vị trí đứng đó thì chắc chắn là Eli sẽ không còn góc nào để chạy nữa. Và Zulai cũng không tiếc cái thảm lược của mình để có thể tới bên những người đồng đội. Cái tình huống sử dụng cái thùng rượu nổ vừa rồi của Sai thật ra nó vẫn hơi với tầm một chút nên không thể bảo kê được cho những người đội của mình, mà chỉ đóng góp một chút sát thương để có thêm những điểm hạ gục bù vào đó mà thôi. Và sau đó là dọn dẹp tàn binh đến từ bộ ba bên phía của SBTC Esports. Chú sứ giả đi lạc, hoàn toàn lạc lòng. Chú sứ giả được dọn dẹp rất nhanh chóng đến từ SBTC mà thôi, không có bất kỳ tác dụng gì đến từ con sứ giả vừa rồi cả. Thì đó lại tiếp tục lao lên. Akeno rất dũng mạnh trong những pha mở giao tranh của mình. Có vẻ như ván thứ nhất, ván thứ hai anh ta đã nhẫn nhục rất nhiều rồi. Và đây là lúc mà trả đòn. Akeno đã phải chịu đựng quá nhiều cây đắng ở trong hai ván thi đấu vừa qua. Và bây giờ thì anh ta cứ gặp đối phương ở đâu là đánh đó mà thôi. Nhưng sẽ tổ vừa rồi không lại được so với trừng phạt của TF. Và đây là một ván đấu mà SBTC họ có 3 rồng. Cái đường kéo tiếp tục là chuẩn xác, Eli đã nằm lại rồi. Đây là cái thế mà bên phía của Team Flash họ đánh thiếu người khi mà Coyote còn đang ở khu vực đường trên. Akeno anh ta chỉ cần lững thững bước lên trên để gánh toàn bộ lượng sát thương, nhưng lượng máu của Akeno chẳng tụt đi là bao cả. Và tôi đã hiểu tại sao mà họ không cấm Alistar trong ván thi đấu này.
họ muốn để cho Akeno chơi đó. Và đây là tình huống Akeno chống chịu rất nhiều sát thương nhưng vẫn sống sót để quay về bên những người đồng đội của mình. Trụ hai của đường dưới sẽ thuộc về bên phía của FPTC. Wow. Đã quá đẹp đến từ vị trí của TF. Và đội hình của Team Flash họ đang tan vỡ dần rồi. Và tiếp theo là sai tiếp theo nữa sẽ là ai đây khi những cái nhấp nháy máu đang có trên người từ các thành viên của Team Flash. Và mọi chuyện dừng lại tại đây mà thôi. Một cái minh chứng rất rõ nét ở trong bản này, SBDC đang thực sự là muốn gửi đi một thông điệp cho đối phương là họ muốn đánh nhau. Họ muốn đánh thẳng vào tâm lý thi đấu của Team Flash đang vốn rất dĩ là bay cao sau 2 ngày thi đấu vừa qua. Đó là cái trụ đường giữa còn đúng một tí máu, ai chạm nhẹ vào nó hơn là mất. Nhưng mà SBDC không quan tâm, họ chỉ đánh người từ nãy tới giờ và băng trụ liên tục mà thôi. Những tình huống thi đấu thực sự là cũng cực kỳ hổ báo đến từ bên phía của SBTC. Họ đang cần một trận thi đấu để giải tỏa áp lực tâm lý cũng như chơi lại đòn tâm lý với các thành viên bên phía của Team Flash. TF anh ta còn rất nhiều thứ bảo vệ mình. Anh ta vẫn còn cho mình đó là cái giáp hồi sinh trên người. Có một tình huống giải thảm là khá đẹp từ vị trí của TF, ngăn đòn tấn công từ đối phương và hy sinh luôn cái giáp hồi sinh của mình đến từ vị trí của TF. Wow, cũng vẫn là cái kill. Eli không hết tất cả chiêu cho mình trong tình huống vừa rồi. Nếu như các bạn để ý thì pha vừa rồi Eli đã tính tốc biến gắn cầu trên người của mình để xoáy một người như khoan đã. Để pha combo với đai lưng rất dũng mạnh cho Akeno. Và Tisu không có bất kỳ một thời khắc nào ta có thể tỉnh được mà nhảy đi ở trong tình vừa rồi cả. Ba người trong bên phía của chúng ta sẽ làm cái gì đây? Họ đang ngăn đối phương Akbaron. Nhưng Akeno không muốn Akbaron nữa, ta muốn đánh người tiếp. Một cú lôi phạt của UT vẫn chưa hề dứt điểm Steph. Trong khi đó không thể cản phá, lăn một ngược trở lại. Tiba đang bổ từng người một và Tiba thoải mái bổ. Trong khi đó lại tiếp tục là unstoppable dành cho Lee Sin của Tep. Tôi không hiểu sao anh ta còn thấp máu như vậy mà anh ta vẫn có được thêm một đường vượt nữa. Ồ, tốc biến đến từ vị trí của Zulai. Anh ta solo kill với đó là vị trí của Coyote. Và Zulai là người thắng ở trong pha thi đấu này. Eli liệu có dám ra hay không đây? Eli chưa có chiêu cuối, bây giờ mới có. Xoáy lại được 3 người. Nhưng có lẽ con Baron này sẽ thuộc về các thành viên bên phía của FPTC. Bị kéo lại rồi, bị đá đi và bị nổ. Eli chắc chắn nằm lại tình huống này. Bếp sạch dành cho FPTC. Và họ lấy được cả con Baron làm chiến lợi phẩm. Eli bị đối xử không khác gì một con búp bê cũ ở trong cái tình huống vừa rồi cả. Anh ta bị ném, bị quăng quật và bị làm rất nhiều thứ ở trong pha thi đấu đó. Pha mà nỗ lực Eli là gỡ lại, lấy bước đi những cái bộ lợi Baron đến từ đối phương. Đây là một tình huống mà SBDC chủ động đánh Baron để dụ đối phương ra và lấy thêm những thằng mà thôi. Và đánh rất hợp lý đến từ SBDC. Đây là một tình huống mà không có một cái cửa nào Coyote có thể solo lại Zulai cả, bởi vì Zulai vẫn còn đó lá trắng cho mình. Và thi đấu này thì có vẻ khó rồi. Ba bùa lợi rồng cộng với một con Baron để khiến cho SBDC có quan trọng là họ lấy được bao nhiêu công trình ở sau con Baron này. Trụ hai không vượt được giữa, chỉ còn lại 200 máu mà thôi. Chắc chắn sẽ thuộc về bên phía của FPTC. Họ đang muốn tiến thẳng tới khu vực đối phương anh Trang. Một tình huống hút qua vị trí của MT. Siêu bom địa ngục được quẳng vào sát thương là cực kỳ nhiều. Và Jisoo bây giờ anh ta sẽ phải chọn ai để nhảy vào đây. Rất khó cho Jisoo ở trong tình huống này rồi. Một đường lính siêu cấp đã có dành cho FPTC. Một nhảy, một kéo. Và thế là bốc hơi đến từ người chơi đi về của T-Flash. Nhanh như một cơn mơ vậy. Jisoo nhảy ra để cố gắng có thể cào được mọi người của Akeno. Ta ngay lập tức bị T-3 kéo bên phía kia tường và bị cắt hết đôi cánh của Kha'Zix luôn. Ta ngay lập tức bị hủy diệt. Ba rồng dành cho SBDC và đây có thể là con rồng thứ tư Akeno từ nãy tới giờ. Với cái đai lưng hết tech trên người của mình đã melee quá nhiều lần ở trong ván thi đấu này. Rất nhiều tình huống mà anh ta bay thẳng vào 2-3 người bên phía kia bất chấp kể cả trụ. Và bên phía của team FPTC Sport họ đã triển khai để có thể lấy cho mình con rồng nước ngàn tuổi trong thời gian mà Jisoo đang phải lên bảng điểm số. Một combo đơn giản, MT quay về vòng tay của những người bên phía FPTC Sport và bốc hơi ngay sau đó. Trong khi đó thì Coyote cũng không giữ được sự bình tĩnh của mình nữa. Tóc biến lên đến từ khi bà và Sai chắc chắn cũng sẽ phải nằm trong tình huống này mà thôi. Siêu bom địa ngục không chuẩn. Wow. Từ phía sau là quá nhiều. MT, à không, chính xác hơn là Eli đang phải bỏ chạy, quấy trong vô vọng, cầm sóng âm tu vào và chưa có được mạng của Eli nhưng cú đá sau đó bắn bia, Jisoo chạm vào người của Eli và Eli bốc hơi. Sẽ là 2-1 dành cho SBTC Esports ở trong game thi đấu này. Đây rồi, bùa lợi của SBTC hôm nay đã xuất hiện, đó mang tên Annie để giành được chiến thắng cho SBTC. Ở trong ván thi đấu thứ ba cũng chiến thắng rất hủy diệt. Nhưng mà có lẽ là phần công lớn nhất nằm ở việc là ban huấn luyện từ bên phía của SBC đã nhìn ra một cái vấn đề nó rất trực quan thôi. Đó là họ cấm đi con Olaf là xong. Cấm đi con Olaf thì đối phương không còn bất kỳ một con gì có thể kháng chế được cái lượng khống chế của họ cả. Và đội hình của bên phía Team Flash cũng không thể nào càng lướt vào đội hình của SBC một khoảng thời gian ban đầu nó mạnh mẽ như trước kia nữa.
và bỗng nhiên cái tâm lý thi đấu của hành viên SBDC được cởi bỏ, họ thi đấu rất là thoải mái, họ không còn quá sợ một cái con quái vật mà mình không thể có bất kỳ cách gì tiêu diệt nó được. Zulai đánh dễ hơn rất là nhiều, Kiro đánh dễ hơn rất là nhiều và Akeno đánh rất ghê với con Alistar này. Đồng ý, và anh ấy cũng đã thay đổi cái tư duy của mình, không lựa chọn một cái vị tướng mà có thiên hướng mở giao tranh, tức là có thiên hướng tấn công nhiều nữa, sẽ là một con tướng hoàn toàn vừa tấn công mà cũng vừa bảo kê được cho những người đội của mình. Lượng khống chế cũng như là lượng chống chịu đến từ bên phía của SBTC Esports thì lần đầu tiên trong ván đấu này được cải thiện lên đáng kể nhờ mảnh ghép của Alistar. Và trận thi đấu này thì Zulai anh ta cũng xả ra lượng sát thương là tương đối khiếp, thậm chí còn nhiều hơn cả Kiro với con bài Zik. Zulai anh ta có gần 40.000 sát thương, so với Zik là 33.000 sát thương. Và đây chắc chắn là hai người chơi đóng góp lượng sát thương nhiều nhất trong toàn bản đồ rồi. Khó, thật sự là khó. Bây giờ thì hai đội đã nhìn ra được những cái chiến thuật của nhau để cấm và chọn cho nó hợp lý nhất có thể. Một bên thì cấm đi Olaf là xong, bên kia thì chắc là bây giờ phải suy nghĩ cấm đi con Alistar này để cho bước đi một vị tướng mở giao tranh quá mạnh mẽ. Như vậy là cân bằng. Tôi nghĩ là ván thi đấu thứ hai là một ván đấu cực kỳ then chốt, ván đấu bản lề. Lượng vàng chênh lệch với nhau nó bắt đầu có một cái sự thay đổi ở sau phút thứ 13:30 thì SBC thực sự là nạp chủ ván thi đấu. Cũng phải nói là Team Flash ở trong những khoảnh khắc mà họ bị dẫn trước thì họ cũng không quá nhùng. Họ không quá nhùng, họ vẫn có những tình huống để thể gỡ lại cho mình những điểm hạ gục, đặc biệt là ở con sứ giả đầu tiên. Họ có rất nhiều điểm hạ gục của đối phương và lấy được sứ giả và vượt lên trên dẫn trước về mặt lượng tiền. Nhưng MVP ở trong trận thi đấu này thuộc về Zulai với một con Corki gần 40.000 sát thương tổng và lượng sát thương trên phút là khoảng gần 2.000, tỷ lệ tham gia giao tranh là 70%. Cũng là một thông số hết sức nổi bật với một người chơi carry như là Zulai. Còn ván thi đấu thứ 3 thì những cái minh chứng nó rõ ràng về mặt chất tướng cũng như là cách chơi từ bên phía của Team Flash nó bộc lộ ra khá là nhiều rồi. Và họ đã cấm đi những vị tướng chủ chốt. Còn bây giờ thì để xem rằng là SBTC Esports bán đấu này, nếu như họ thả Olaf thì tôi nghĩ rằng họ sẽ là người sẽ sử dụng Olaf ở trong lượt pick đầu tiên của mình. Còn Team Flash với việc họ đổi sang phần sân màu đỏ thì việc họ cần làm đó là cấm đi con bài Set, một con bài mà cả MT lẫn Akeno đều có thể sử dụng với một kỹ năng cực kỳ cao, đó là những cú tốc biến và song thú trưởng để có thể làm khó đối phương cũng như make play để cho những người đội của mình có một pha giao tranh đẹp. Nhưng nhìn chung thì có vẻ như MT vẫn đang có một cái sự uy tín hơn với Set so với Akeno ở phía bên kia. Akeno thì nổi danh lên với những vị tướng trước đây như là Rakan, Ragat. Bây giờ anh ta tất nhiên vẫn có thể sử dụng tốt, nhưng đó không còn là những vị tướng quá mạnh để có thể mang ra đè đường rồng nữa. Sự lựa chọn cấm thứ hai của SE là một sự lựa chọn mà có lẽ họ tự cấm bản thân mình chăng, khi đó là Zik. Có vẻ như là SE sau khi lấy một power pick đầu tiên thì chắc chắn là không muốn con bài này, một con bài rất thuận tay của Ellie được sử dụng bởi Team Flash. Đều là hai chất tướng mà Ellie dùng thuận tay, cả Zik, cả Ash đều là những chất tướng mà Ellie đã dùng khá là nhiều trong các cặp trận thi đấu trước và mang lại một cái chiến thắng cho bên phía của Team Flash. Suốt trong ngày thi đấu hôm trước thì họ hủy diệt MDH, hủy diệt Severus với những tỷ số gọi là cũng là hủy diệt luôn, 3-0, 3-0. Và bây giờ thì một lần nữa Olaf được thả ra và sự lựa chọn đầu tiên đúng là như vậy. SBTC Esports họ sẽ dùng chính cách chơi của Team Flash để đối đầu với Team Flash và họ tiếp tục làm như vậy ở trong game thi đấu này. Những cái lượt thả ra con bài Olaf tôi nghĩ là họ cũng đã có chuẩn bị và có ý đồ sẵn rồi. Tôi nghĩ rằng con bài này không phải là quá khó chơi và TF thật ra anh ta không dùng nhiều, nhưng anh ta cũng đã sử dụng Olaf trong các giải đấu trước nhiều rồi. Và con bài Olaf bỗng dưng nổi lên mạnh, không có búp, không có nét, nhưng với cái việc là mô hình chung các đấu sĩ đều đang mạnh thì việc mà không có chống chịu đó là một tiền đề ổn để cho Olaf có thể băng vào giữa đội hình của đối phương, dù có một chút giảm đi cái khả năng chịu đựng đến từ cái chiêu cuối của Olaf khi sẽ trừ giáp và kháng phép bản thân, nhưng nó vẫn là đủ thời gian để cho Olaf có thể bửa vào những cái sát thương chủ lực hiện tại như Zik, như Varus đều là những con rất kém cơ động và có lượng máu mỏng. Trong đó thì Flash tiếp tục lấy về Corki, có vẻ Corki mới đang là sự lựa chọn hot nhất trong cái cặp BO7 ngày hôm nay khi mà liên tục xuất hiện trong 4 ván đấu rồi. Không chỉ ở nội dung đồng đội nam mà kể cả nội dung đồng đội nữ, chúng ta cũng thấy Corki được sử dụng là cực kỳ nhiều với khả năng gây sát thương ổn định của mình sau khi giai đoạn đầu game trôi qua, thì Corki cũng là một con bài hoàn toàn có thể mở ra chơi tương đối ổn với những cái gói hàng nữa. Thì đây là một chất tướng đảm bảo sát thương, đảm bảo độ cơ động và đảm bảo cả khả năng chia cắt đội hình của đối phương và những gói hàng của mình. Và bên phía của SE thì họ lựa chọn cho mình con bài đó là Morgana. Morgana kết hợp cùng Olaf cũng là một cặp đôi rất mạnh với những cái thiên đen được búp thêm vào người của Olaf.
Và thực ra thì Olaf cũng không cần khiên đen lắm. Cũng không cần khiên đen. Và chiều cuối, hết chiều cuối thì có khiên đen thì cũng vẫn là một điều gì đó an toàn đúng không? Ở Olaf thì thường chúng ta sẽ nhắc tới cặp đôi đó là Olaf Lulu nhiều hơn. Nhưng mà có lẽ sẽ không có sự xuất hiện của Lulu, mặc dù con Morgana này phần nhiều sẽ là Morgana pháp sư đường rồng trong tay Kiro, nhưng chắc chắn là Morgana thì không đi với Lulu rồi. Và những sự lựa chọn cấm tiếp theo của team Flash sau khi đã lộ ra hai xạ thủ thì họ đang nhắm vào những vị tướng có thể băng cắt vào tuyến sau một cách đơn giản, đó là Akali. Và sự chọn thứ hai có lẽ sẽ là một vị tướng support chắc, có vẻ như là Rakan chẳng hạn. Để xem rằng họ sẽ sử dụng cho mình những lượt cấm như thế nào khi mà tiếp tục sẽ là những lựa chọn hai carry máu mỏng, và Varus cũng là một tướng không có một độ cơ động tốt nên họ vẫn đang khá là dè chừng vào những vị trí sát thủ của đối phương. Akali là lựa chọn cấm tôi nghĩ cũng tương đối hợp lý, bởi lẽ T3 là người chơi Akali cũng cực kỳ là xuất sắc và anh ta cũng thể hiện con bài này rất mượt mà ở trong các cặp đối đầu trực diện của T-Flash và SBTC. Những lượt cấm cuối bên phía của SE họ quyết định cấm vào hai chất tướng hỗ trợ cũng là thuận tay của cả Akeno lẫn MT, đó là Thresh và Alistar. Vâng, và Flash lấy Lee Sin, Rakan được hở ra. Và trong giải đấu quốc nội của Trung Quốc thì Rakan lên phép đi cùng với Morgana đường rồng. Nó đã từng làm mưa làm gió. Bây giờ thì tôi cũng không theo dõi quá sát sao để biết được rằng cặp đôi này có còn quá mạnh không. Nhưng đã có một thời điểm mà Rakan với cái khả năng đó là mang theo sốc điện cùng với đó là lên trự trường sinh đi kẹp với Morgana làm mưa làm gió. Một dồn đam thôi thì sẽ có một người nằm xuống, nhưng có vẻ SE họ lại hướng tới đội hình đó là bốn đấu sĩ rồi. Đã có Rekton được khóa lại và Zulai sẽ cầm cho mình một con bài khá tủ, đó sẽ là Diana. Sự lựa chọn còn thiếu cuối cùng của Flash đang là một con bài hỗ trợ. Và để counter lại một đội hình lao vào mạnh như này thì Rakan, con bài cuối cùng được hở ra, sẽ là sự lựa chọn rất ổn. Rakan dành cho MT, những chất tướng đều có thiên hướng lao vào là tương đối nhiều. Và cũng có thể có khả năng bảo vệ tốt khi anh ta có những điệu nhảy tiếp viện quay về bên Varus để có thể tạo giáp cũng như là hồi phục cho đồng minh của mình. Bán thi đấu này có lẽ sẽ có khá là nhiều những cái áo choàng bóng tối được lên khi cả hai bên đều sở hữu những chất tướng có khả năng khống chế tốt cũng như khả năng cấu rỉa là ổn. Với T-Flash họ có Corki và Varus đội hình của mình, nhưng có thể thấy được là cái khả năng băng vào để có thể cán quét tuyến sau của SE là có thừa. Họ có Olaf và thậm chí cả một con Rekton trong tay của T3 nữa. Với hai lần cắt sắt thì tôi nghĩ rằng để chọc vào hàng sau của T-Flash sẽ là một điều không mấy khó khăn dành cho bên phía của SBTC Esports. Và thêm nữa là con bài Diana của Zulai với chiêu 3 của mình chỉ thẳng đầu luôn thì anh ta có thể chọn giữa Coyote hoặc Ellie để có thể lao vào, và với cái lối chơi Diana của Zula thì tôi nghĩ rằng anh ta sẽ hướng tới đó là trự trường sinh, sau đó là chấn tử pha lê. Nó sẽ là một sự cứng cáp vừa đủ để anh ta có thể băng vào sử dụng cho mình một cái chiêu cuối đẹp. Và chỉ có chiêu cuối chúng 5 người thôi thì dù cho anh ta có nằm xuống đó vẫn sẽ là một pha giao tranh phần nhiều là thắng lợi dành cho SE. Việc của anh chàng Coyote đứng giữa đó là phải đè nén thật chặt con Diana này do đầu trận chất tướng Corki đã hơn rồi. Anh ta còn chủ động mang cho mình đó là kiệt sức, sẽ gần như là không có mạng cho Zulai trong giai đoạn đi đường. Nhưng tôi thì lại nghĩ khác, khi mà Zulai chỉ cần có cho mình được đủ 5 cấp độ thôi thì tôi nghĩ rằng cái bài toán đi đường với vị trí của Coyote nó cũng không phải là quá khó. Và hơn thế nữa thì nếu như không thắng đường được vị trí của Coyote thì anh ta chỉ cần hòa đường thôi, và khi tiến đến những pha combat tổng thì chỉ một tình huống trăng màu đẹp cũng tạo nên khá là nhiều tiền đề dành cho những người đồng đội của mình hơn rất nhiều so với những gì mà con Corki có thể làm. Corki thì lại hơi phụ thuộc một chút vào gói hàng cái thời gian xuất hiện của nó cũng lại tương đối là hạn chế so với các trang mở của Zulai nữa. Và bên phía của T-Flash thì tôi đang không thích cái đội hình này của họ cho lắm. Tôi vẫn thích cái đội hình từ bên phía của SBTC Esports ở trong ván thi đấu này hơn. Họ băng vào một đội hình lao vào cực kỳ là mạnh mẽ, và họ còn có thêm cả vị tướng đó là Morgana nữa, một vị tướng rất thích hợp với một đội hình lao vào như thế này để trói chân mục tiêu cũng như gây những cái lượng sát thương trên diện rộng với những vùng đất chết của mình là cực kỳ khủng khiếp. Và có vẻ như là có lỗi kỹ thuật đến từ một trong hai đội rồi. Và tôi cũng không thấy có một tình huống xử lý lỗi nào đến từ TF hoặc là Jisoo. Thì có lẽ đây là vấn đề về kết nối đường truyền, hoặc có thể là tai nghe gì đó mà chúng ta cũng sẽ không có được Chrono Break khi mà ở trên Liên Minh Tại Tốc Chiến thì chưa có cái tính năng này. Và có vẻ như không lâu đâu, có vẻ như lỗi kỹ thuật đã được khắc phục rồi, và ngay tức chúng ta trở về với màn hình thi đấu khi mà TF đã ăn cho mình xong con búa đỏ và đang bửa vào những con người đá đã bị phát hiện tầm nhìn tới 2 lần bởi bên phía của Flash rất chủ động phá những hạt soi sáng trong giai đoạn đầu trận.
rất chủ động là bên phía bậc cặp đôi của đường dưới của Team Flash. Và cùng chờ xem vào thi đấu này thì Team Flash họ sẽ đưa ra cái chiến thuật đánh như thế nào đây, khi mà nhìn thì đội hình của Team Flash họ cần phải làm tốt trong khâu cấu rỉa của mình. Nếu như không làm mềm đối phương thì trong những tình huống lao vào đến từ bộ cặp đó là Gragas rồi thì cả Renekton lẫn Olaf trong đây của VF, nó sẽ có một tốc độ kết liễu đối phương rất kinh hoàng. Và bây giờ thì VF anh ta đã có tốc độ 3 chiến thắng ở phần giữa, giải tỏa đi bớt những cái áp lực dành cho Zulai. Và thậm chí Coyote anh ta là người yếu máu hơn. Nhưng qua đã không vào đường dưới, đó là những điểm bạo gục đầu tiên thuộc về bên phía của SBTC Esports. Arcano trắng máu và FT lấy lại được mạng hạ gục của người chơi hỗ trợ đối phương. Nhưng sau đó sẽ là hai mạng dành cho Kiro, hai mạng cực sớm cho Morgana trong tài Kiro. À, có lẽ lợi thế của bên phía SE khu vực đường dòng đó là rất nhiều CC. Họ có một cái lăn bụng trúng tới hai người đến từ Arcano. Và Kiro cũng rất bình tĩnh, chọn một cái góc cực kỳ đẹp để bắn cho mình, đó là cái khóa bóng tối. Và Ellie trong tình huống vừa rồi có lẽ là một chút đen đủi thôi, khi mà anh ta, khi người đồng đội của anh ta đó là MT vừa đi lên trên thì cái khóa bóng tối Kiro nó lại bắn lệch xuống dưới, đen đủi cho Ellie, nhưng lại là cực kỳ hay dành cho cặp đôi đường dòng của bên phía SE khi mà họ đang có một lợi thế cực kỳ mạnh, khoảng 700-800 tiền giai đoạn đi đường. Biết là phải nói rằng Kiro hay trong pha đấy hay là FT dở trong tình huống thi đấu đó nữa. Đó là tình huống của FT, nếu như anh ta là người trúng cái khóa bóng tối đó thì tôi nghĩ rằng cả FT lẫn Ellie đều có thể sống sót quay về. Nhưng rất tiếc Ellie mới là người phải nằm trong cái khóa bóng tối đó với một lượng máu là vô cùng ít ỏi, đủ để cho cái vùng đất chết của Kiro lấy được cái mạng của anh ta. Và với lợi thế hai điểm mạng gục như thế này thì cái tốc độ hoàn thành vọng âm Luden đến từ vị trí của Kiro là cực kỳ sớm. Và sau khi có được vọng âm thì cái bài toán đẩy đường với một con Varus ở phía bên kia nó sẽ trở nên là vô cùng dễ dàng, thì họ có khả năng lên lính sẽ là rất nhanh. Những tình huống đúng là khéo léo từ vị trí của Kiro. Nhưng mà rất tỉnh đến từ Arcano, một cái lăn thủng diện chắc được ngay tầm nhìn của Jisoo. Và MT lao vào một pha tốt, một pha hất tung tới hai người, nhưng nó là không có tiền đề để có thể lao vào thêm nữa. Kiro không còn năng lượng như anh ta đã có cho mình đó. Chiêu cuối rồi chói chúng vào vị trí Jisoo và có vẻ như là muốn băng trụ đến từ bên phía SE, nhưng mà đã quá muộn, quá muộn rồi. Nếu như mà Zulai cũng như TF đến xuống khoảng, đến sớm khoảng 3 giây nữa thôi thì có lẽ là một tiền đề tốt khi mà đã chói được vào vị trí của Jisoo. Hơi khó để bắn mạnh một con khoan đã, ở khu vực đối giữa Coyote như đã nói, khi có được cấp độ 5 thì Zulai sẽ không ngại ngùng một chút nào vào vị trí của Coyote. Nhưng Jisoo đã xuất hiện kịp thời với một tình huống đá sóng âm và đôi bộ lông cước lấy được điểm vào vùng khu vực giữa đối phương. Trong khi đó có một đường dưới Ellie trắng cây năng lượng của mình, còn MT thì không còn bất kỳ một công cụ gì để thoát thân cả, và đó tiếp tục là mạng dành cho bên phía của FBTC. Tỷ số về điểm bảo thủ cũng đang là tương đối giằng co khi 4 dành cho FBTC và 3 dành cho Team Flash, lượng tiền chênh lệch 1.000 tiền nghiêng về gà xanh. Vẫn là những cái điều gì có bí mật khiến cho FBTC dù có chỉ hơn một chút mà hạ gục thôi thì họ vẫn luôn dẫn được đối phương khoảng 1 đến 1.500 tiền trong giai đoạn đi đường. Và bây giờ với cái lợi thế nho nhỏ đấy thì họ chưa sẵn sàng để có thể giao tranh mục tiêu lớn. Họ đang cố gắng đổi và có vẻ cặp đôi ST đó là T3 cũng như là TF, họ đang ăn con sứ giả cực kỳ nhanh, và Flat có vẻ như trở tay không kịp rồi, chói tốt từ vị trí của Kiro và sẽ không kịp để cho Flat có thể can thiệp vào tình huống này. Và bên phía của ST hoàn toàn có cửa để có thể ăn hai mục tiêu, nhưng TF đang bị giữ lại, anh ta không còn cho mình nữa, tôi biết chứ nó chắc chắn sẽ phải nằm xuống. Mạng hạ gục thuộc về cho Shy và ngay tức TF chuyển hướng sang, đó là giống như Ellie bị bắt lại không vừa đứng giữa xong cái quả bóng tối cực kỳ chí mạng từ Kiro. Không cần đến chiêu cuối thì họ biết mình có quá đủ sát thương từ Kiro vào tận tầm trụ, và anh ta chói được vào vị trí, đó là Coyote. Coyote đang bị chịu bắn cực kỳ nhiều, còn cho mình nửa máu, nhưng ở phía đằng sau thì Arcano không có ai bọc lót nghe, tức phải nằm xuống. Không mất đi sứ giả, vẫn có trụ một toàn bản đồ, đó là các thành viên bên phía của SBTC. Còn ở khu vực đường trên, Sai đang gặp khó rồi, và T3 tốc biến vào và thực hiện một cú quạt trả cực đau khiến cho Sai bốc hơi ngay lập tức. Và đó là sự thua đấy, từ vị trí của Sai. Khu vực đứng dưới đã có trụ, bây giờ sứ giả vẫn chưa thả, mà dòng nước thì cũng đã thuộc về bên phía của SBTC Esports. Một thế trận là vô cùng cởi mở dành cho các thành viên của SBTC. Và trông cũng có vẻ không cởi mở lắm khi mà đánh không giữ khách chút nào. Họ đã lấy được cả hai mục tiêu lớn, lấy cả trụ đầu tiên. Và với những chất tướng như Morgana như này thì chắc chắn là cặp đôi Kiro và Arcano hoàn toàn có thể thoải mái đẩy đường. Và họ ôi không có khiên đen kịp đến từ vị trí Kiro, nhưng đó là một cái thùng dựa nổ siêu đẹp. 10 điểm dành cho Arcano cũng như Kiro trong tình huống vừa rồi, cố định mục tiêu lại. Và ngay lập tức Arcano có một pha bắn BIMT về, quá đẹp mắt đến từ bên phía của SE, và họ vẫn đang sử dụng tốt những cái chất tướng pháp sư như thế này từ trong giai đoạn đầu SEA Games. Bắt đầu có những tình huống nóng vội đến từ Team Flash,
họ rất khó để có thể triển khai được cái lối đánh một nút của mình giống như hai ván thi đấu trước nữa, khi mà bây giờ họ không có Olaf trong cái đội hình này và họ cần có những tình huống làm mềm trước khi có thể dứt điểm đối phương, bởi lẽ sức thương của họ không phải là quá lớn. Và đây là tình huống đu vào từ vị trí của Zula nhưng có vẻ hơi sai rồi, anh ta còn lá chắn đấy. Thế nhưng đây là điểm bảo hộ dành cho Coyote, đường giữa đã có trụ dành cho SBTC và họ bỏ lại mạng của Zula, thì tôi nghĩ rằng vẫn thành công dành cho bên phía của SBTC Esports mà thôi. Dâng hiến Zula cho Chúa để có thể lấy thêm một cái trụ nữa. Và khoảng tiền giãn cách lên tới con số đó là khoảng 3.500 tiền. Rất ổn cho SE, khởi sắc hơn hẳn so với hai ván đấu đầu tiên. Và đây là một tình huống bắt bớ lại từ vị trí của T3, vẫn còn cắt sắt làm choáng vào vị trí của MTE. Lý ngay tức mất hồi máu để có thể lui về cùng người đồng đội của mình. Và như vậy thì bên phía của Flash họ mất đi một phép bổ trợ rất quan trọng. May mắn cho Ellie là trong những tình huống như này thì không còn mục tiêu lớn để có thể tranh chấp. Ellie đang khá thọt, anh ta có cây đi là 0-2-4 và nằm xuống tương đối là nhiều. Còn ở khu vực đường trên này thì muốn giao tranh 2 vs 2, sai kích hoạt đang chuẩn bị cái chiêu cuối và dù là chắc chắn sẽ gặp khó ở trong tình huống này. Reset cú mở và double kill dành cho vị trí của sai. Còn ở đường dưới thì Coyote có vẻ như anh ta bị quây bởi 3 người và đã phải lên bảng đếm số rồi. Sai nhưng lại rất đúng, và cái sai nó lại nằm ở vị trí của T3. Anh ta đã quá tự tin và để cho sai có thể tích đủ 5 stack xuất huyết của mình. Và đứng dưới thì Coyote không có một chút năng lượng nào cả và có vẻ như là bị chơi đùa bởi vị trí của Akeno. Văn bài Ragaz support cố gắng nhường mạng lại dành cho Kiro và nhường thành công. Đó đã là mạng thứ 5 dành cho Kiro. Và anh ta đã có tới 2 trang bị lớn, đó là vọng âm Luden cũng như là trượng băng Rylai. Quá nhiều hiệu ứng khống chế đến từ con bài Morgana trong giai đoạn khoảng 8 phút. Lấy đâu ra cách để cho Ellie, một con bài Varus chưa có cho mình đó là áo choàng, có một cái dây thủy ngân thì có thể chạy nổi không đây? Tình huống trước đó tình huống mà Coyote anh ta di chuyển không có tầm nhìn. Ôi, một tình huống tiếp tục lao cho anh chúng. Tùng hiệu nổ hất văng Jisoo về. Nhưng Jisoo cũng thực hiện luôn cú đá nộ lông cước của mình để có thể giải tỏa áp lực. Nhưng lượng máu của Jisoo đang cực kỳ báo động, trong khi đó ở khu vực cánh trên đang cố gắng lấy cái trụ một khu vực đường dưới dành cho bên phía của T-Class. Và đây sẽ là giao tranh hay trang Desai đang muốn đánh, nhưng Coyote và MP thì lại muốn về và khóa bóng tối là trượt. Bên phía của SBTC đang không có cơ sở để tiếp tục băng lên nữa, nhưng vẫn là tốc biến kết hợp đại lượng danh sách của Akeno. MP đang mất máu rồi và người giữ lại trong cú khóa vừa rồi là Coyote. Nhưng Kiro đang gặp nguy hiểm nên ta còn kim đen giải ra một thùng đất chết và anh ta sẽ đổi mạng lực với người chơi đường giữa của đối phương. SBTC mất 3 người, Lang họ mất 2 và Tip Lang vẫn có thể họ không thể nào giữ lại được con sứ giả nữa. Khi sứ giả tiếp tục bên phía của SBTC, cái họ lấy được đó là cái trụ của khu vực đường dưới. Và có lẽ cái quan trọng hơn đó là mạng shutdown của Kiro. Lúc đó Kiro đã có KD đó là 601 rồi, lượng tiền shutdown của Kiro sẽ là cực kỳ nhiều. Và có vẻ như là nó rơi vào vị trí của Shai thì phải. Shai đang có cho mình tới 5 mạng hạ gục, hơn 2.500 tiền so với T3 ở phía bên kia. Nhưng đây là một con Darius đánh theo hướng đó là cống hiến. Móng vuốt Sterak đã có, giáp liệt sĩ đã có. Đây sẽ là một con bài tường chắn cực kỳ mạnh dành cho bên phía của Shai. Và đây sẽ là một cái gì đó tiền đề để cho Ellie và Coyote có thể comeback trong ván đấu này, mặc dù hai người này đang có KJ cực kỳ không tốt và đang là một tình huống rình rập đến từ bên phía của Flat đã bị phát hiện tầm nhìn bởi vị trí Akeno rồi. Sẽ là những tình huống kiểm soát tầm nhìn ở quanh khu vực hang rồng mà thôi. Và T-Flash họ sẽ không phải là đội tuyển có thể vào trước được rồng, bởi lẽ đối phương có Diana, đối phương có Morgana và thậm chí là một con Redstone nữa. Thì nếu như họ khởi động con rồng này và đứng quây quần lại với nhau thì sẽ là một thế cực đẹp để cho các thành viên bên kia của SBTC Scott mở ra tranh. T3 đã kích hoạt cho mình chiêu cuối nhưng chưa có góc để lao vào. Một tình huống chói của Ellie nhưng một trùng rượu nổ giải tán đám đông là rất tốt, phá tan đội hình đến từ bên kia của T-Flash. Và đây là cú trăng mờ giữ lại chỉ được một người nhưng nó giữ lại luôn con rồng lửa dành cho các thành viên của SBTC. T-Flash đang bỏ chạy toán loạn và họ mất đi 3 thành viên ở trong tình huống vừa rồi. Có T-Flash họ chỉ mất đi người chơi đi rừng của mình mà thôi. Đó là một tình huống nhịp đến từ Flash nhưng có phải giao tranh chưa kết lúc bị giữ lại đó vị trí của MT làm choáng tốt từ T3. Và pha giao tranh dòng chật nhịp vừa rồi khiến cho Flash phải trả giá cực kỳ đắt. Đó là một tình huống mà có lẽ Coyote là người đầu tiên sai nhịp khi mà cái thảm lửa của anh ta trải ra quá sớm. Ellie thì đứng một góc xấu bị zone xa, anh ta cũng sử dụng cho mình chiêu cuối nhưng ở góc bên kia. Sau khi sử dụng chiêu cuối rồi thì Coyote cũng như là Ellie không có gì để có thể chạy thoát bởi con cá sấu trong tải T3 nữa. Anh ta đã rình rập khá lâu Zulai với một pha chiêu cuối có lẽ là cũng không hẳn may mắn khi mà dừng bên phía bên kia nằm xuống rồi, thì chiêu cuối của Diana là cái
chiêu có sát thương cao nhất và nó là thứ giữ lại được con rồng lửa dành cho SE trong tình huống giao tranh cực kỳ hỗn loạn vừa rồi. Đó là tình huống mà có lẽ T-Flash họ đang hơi vội vàng. Như đã nói thì T-Flash không phải đội tuyển có thể vào rồng một cách dễ dàng được, bởi đối phương là một đội hình có khả năng giao tranh tổng là tương đối ổn với những chất tướng có chiêu cuối diện rộng, khống chế diện rộng. Và một thùng rượu nổ thôi đã khiến cho các thành viên bên phía của T-Flash họ bị vỡ cái thế đứng của mình. Ellie cùng với Coyote đứng ở những cái vị trí rất sát nhau, và đó là một cái tiền đề rất tốt để cho những tình huống mở combat từ Akendo được thực hiện một cách dễ dàng. Và nhìn cái thế đứng đó thì có lẽ là bên phía của SBTC họ đánh kiểu gì cũng sẽ thắng ở trong tình huống combat vừa rồi. Vâng, hoàn toàn đồng ý. Ván này Akendo sử dụng con bài Ragat cực kỳ chắc tay. Anh ta liên tục có những tình huống lăn bụng chúng, có lẽ là luôn chúng hai người đi, khi mà tôi thấy lúc nào Coyote cũng như Ellie đang đẩy ở trên cái bụng Akendo. Nhưng bây giờ Akendo là người bị bắt lại, thì dồn đam rất nhanh, anh ta ngay tức tốc biến đi lăn bụng ngược lại luôn từ vị trí của Akendo. Và em team là người gặp nguy hiểm cho tình huống này. T3 bị bổ, đó là hai cú bổ liên tục đến từ Shy và có vẻ như là đủ rồi. Nhưng cái xuất hiện của Shy đã lấy đi được cho mình đó là cái mạng của TF, của Akendo, của T3. Bây giờ Zulai cũng như Kiro sẽ làm gì đây? Kiro đã mất cho mình chiêu cuối và đồng hồ cát trong tình huống trước đó, mặc người bị kéo lại đó vị trí của Zulai. Zulai không có nanh na so, Diana của anh ta đánh tay không quá đau nhưng trói được lại từ vị trí của Kiro. Liệu Zulai và Kiro có thể làm nên tình huống kỳ diệu gì không? Nhưng đó là một tiếng qua tường sai từ vị trí của Zulai, lấy được đi cái mạng của Ellie nhưng có vẻ sẽ phải bỏ mạng. Nhưng mà không, Shy lùi ra và Ellie cũng, xin lỗi các bạn, và Zulai cũng phải lùi ra. Ellie là người đen nhất trong tình huống vừa rồi khi mà anh ta cố gắng trở ngược lại giao tranh với những cái mũi tên xuyên phá của mình, nhưng vô tình lại bị Zulai bắt được với một tình huống tốc biến qua tường. Nhìn lại tình huống thi đấu này, đó là cái hướng đi mà Akendo phần nhiều là anh ta hơi tự tin thái quá khi ta không có tầm nhìn ở trong khu vực rừng của đối phương. Và một tình huống bắt giữ tốt của Sai và dồn đam ngay lập tức khiến cho Iba anh ta bốc hơi. À không, Akendo anh ta bốc hơi trước. Và sau đó là một cái thế đánh khi mà Koki và cả Ellie cũng có những vị trí đứng hợp lý rồi. Sau đó thì Zulai anh ta cũng đã làm rất tốt những cái nhiệm vụ của mình, đó là dọn dẹp cái tàn binh từ bên phía của Flash để có thể gỡ lại cho mình những điểm hạ gục. Nhưng khoan đã, đây sẽ là tiếp tục giao tranh ở cái địa điểm giống như cuộc giao tranh vừa rồi. Nhưng một cú tốc biến và kéo hụt đến từ vị trí của Sai đã kết thúc mọi thứ. Vâng, tốc biến của TF đổi tốc biến của Sai có vẻ không lãi lắm dành cho SBC trong tình huống vừa rồi, khi mà Sai vẫn còn cho mình đó là Dylan Hextech. Nó nhìn chung thì đây cũng là một cái tốc biến thu nhỏ để Darius có thể thực hiện một combo lao lên và bắt giữ đối phương đang dồn rất nhiều người lên đường trên của bản đồ đó. Thì Flash vẫn tiếp tục bắt được, đó là vị trí của TF đã không còn khó cho mình đó cả chiêu cuối là tốc biến rồi. Một đổ đến từ vị trí của Sam, đó là mạng thứ ba liên tục, người bị kiệt sức đó là vị trí của Zulai đã mất cho mình đó chiêu cuối ở đằng sau. Kiro không tê được quá nhiều sát thương nhưng vẫn là đủ để chấm dứt cái mạng của Sam. Và bỗng dưng Jisoo cũng biến mất khỏi bản đồ bên phía SE. Xin lỗi các bạn, bên phía team Flash họ đã bỏ chạy toán loạn. Zulai với cái trăng lưỡi liềm cuối cùng vừa rồi đã lấy được đi cho mình đó cái mạng của Yote, và có vẻ như cái trụ này sẽ không sống được đâu. Bây giờ SE sẽ chọn gì đây? Đang có rồng đất, đang có Baron, nhưng có vẻ họ muốn một cổng Mega. Đây sẽ là thứ dễ nhất để lấy trên bản đồ lúc này. Để xem rằng họ có lấy thành công hay không đây. Chắc chắn sẽ là thành công rồi. Ô, cái trụ vẫn còn. Một hit đánh tay của Kiro đã giúp cho SBTC Sport có được một cổng Mega ở khu vực đứng trên. Sau đó thì họ có thể thông thả để lấy nốt cho mình con rồng đất còn đang hiện hữu ở trên mặt đất. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn tình huống này. Coyote có một cú giải thả cũng là tương đối ổn, nhưng cái cú thùng rượu đổ vừa rồi của Akendo là quá chí. Nó ngắt đi cái nhịp đánh đến từ các thành viên bên phía của T-Flash, và sau đó là thời gian câu kéo đủ để cho những T3, những Zulai đến với hàng tấn sát thương có trên người sau khi đối phương đã bị làm mềm đi khá nhiều. Zulai cũng là một chất tướng mà tôi thấy nó quá khỏe trong meta hiện tại, với một con bài của sát thủ lại có khả năng chống chịu tốt với cái tình huống kích hoạt cái thác bạc của mình đến như vậy. Và cũng hên đi, cũng phải là hên một chút cho Zulai, khi mà trong tình huống vừa rồi đòn đánh tay cuối cùng của MT nó lại không đủ hả? Không đủ sát thương để có thể đổi mạng hạ gục. Nếu như Zulai nằm xuống trong tình huống vừa rồi thì SBC đã không có được con rồng đất một cách dễ dàng như vậy. Và bây giờ Flash rất khó khi mà Ellie mới chỉ có cho mình đó là hai trang bị vào phút thứ 16 như thế này. Trong khi đó nhìn sang phía Kiro, gấp đôi tiền so với vị trí của Ellie, và anh ta đã có cho mình tới 4 trang bị lớn rồi. Tự sát thương đầu ra của SE là quá nhiều, và với cái việc đó là đánh Varus sát lực không kéo được cái quả snowball của mình ở trong đoạn đầu trận, thì bây giờ chắc chắn Ellie là người khó thở nhất trên bản đồ. Và Sai anh ta mất đi chỉ là một cái Dylan Hextech thôi, nhưng đây cũng là Dylan Hextech tốt hơn rất nhiều. Đến từ vị trí của Akendo, Ellie bắt đầu băng vào cố gắng tiêu kích được nhiều người, nhưng tuyến sau Zulai anh ta cũng đang làm rất tốt nhiệm vụ của
mình. Bây giờ sẽ là một tình huống ăn swap cuối cho vị trí của Zulai. Tốc biến lên từ Piro để sử dụng cho mình chiêu cuối chói. Double kill cho Zulai rồi. Và đây là tình huống hất tung của MT và một người còn lại gần cuối trong đội hình của bên phía Team Flash. Còn đó là vị trí của Jisoo thì đang giạt nhà rồi. Đây có thể sẽ là tình huống muốn kết thúc luôn game thi đấu này. Đến từ nhân viên của FPTC Esports và tỷ số của chúng ta sẽ là 2-2. Vâng, và tình huống vừa rồi thì Coyote đâu rồi? Coyote biến mất khỏi bản đồ theo một cách kỳ diệu nào đó. Và người tiếp theo nằm lại đó là chính là Shy Godlike dành cho Zulai và 2-2 dành cho SE. Một trận đấu có thể nói là SE bắt đầu mới nóng máy rồi. Nhưng Flat cũng không hẳn là đánh quá lỗi, họ đã có những điểm sáng của riêng mình. Tuy nhiên có lẽ là những cái chất tướng của bên phía Flat, đặc biệt là chất tướng Varus, nếu như không xanh thì về giai đoạn giữa của cuối trận gần như sẽ không có tác dụng gì trong những cái pha giao tranh dài hơi như vậy cả. Và với việc lựa chọn cho mình con Raka thì tôi nghĩ rằng đấy cũng không phải là một sự bảo kê đó quá tốt dành cho Eli, khi mà đối phương có quá nhiều những chất tướng có thể vòng ra sau đội hình của Team Flag và bơi thẳng trực tiếp ra sau đội hình của Team Flag tấn công vào người của Eli. Và trong ngày thi đấu hôm nay thì những cú qua bóng tối của Kiro nó đạt một cái độ chuẩn xác nó cực kỳ cao nữa, rất nhạy. Anh ta ném đâu dường như là trúng đó. Và đó cũng là cái tiền đề rất tốt để cho bên phía của SE họ có được những lợi thế ở ngay những phút đầu trận. Và cùng với việc là Kiro anh ta xanh sớm, anh ta có khả năng đẩy đường tốt thì khả năng để anh ta di chuyển cùng với những người lực lượng của mình ở trong những tình huống combat khu vực hàng rồng cũng như là sang các khu vực khác để ganh nó cũng dễ dàng hơn rất là nhiều. Ván đấu này tôi nghĩ rằng MVP sẽ thuộc về Kiro mà thôi. Tôi cũng nghĩ rằng nó sẽ thuộc về Kiro mà thôi. Cái thời điểm mà anh ta ăn được cái double kill ở giai đoạn đi đường thì nó là báo hiệu cho một cái tương lai cực kỳ cơ cực đến từ vị trí của Ellie. Khi mà Varus là một vị tướng không hẳn là xạ thủ thuần mà sẽ thiên một chút về cả hiệu ứng khống chế đến từ chiêu cuối nữa thì nó bị chặt đứt ngay bởi cái khiên đen khá là dày từ vị trí của Kiro. Và đi đường không thắng được thì Varus cũng không thể nào mà ram thắng được vị trí của Morgana ở phía bên kia. Nhìn chung thì bên phía của Flash trong quán này họ không đủ sát thương để có thể hạ gục các thành viên bên phía của NBC. Duy nhất có lẽ là ở vị trí của Shy với những cái pha máy chém nóc sớt bằng sát thương chuẩn của mình thì anh ta cũng đã có rất nhiều mà hạ gục. Tuy nhiên như vậy là không đủ và team Flash ngậm ngùi để cho đối phương có một cái biểu đồ tia xanh luôn từ phút thứ nhất à. Có vẻ như là từ phút thứ nhất, chưa qua được ngưỡng cửa của phút thứ nhất thì đó đã là một màu xanh rồi. Và ván thi đấu vừa qua cũng là một ván thi đấu mà Akeno đóng góp khá là nhiều trong những tình huống mở combat với cái thùng rượu nổ là rất xuất sắc, thường xuyên trúng được từ 4 đến 5 người từ bên phía của Team Flash. Và đúng như chúng ta đã dự đoán thì Kiro là người giành được MVP của ván thi đấu này với KDA 9.5 và tỷ lệ tham gia hạ gục là 92.6%. Lượng đam trên phút là khoảng gần 1.500. Tất cả những thông số đều là quá ổn với Kiro, một con bài pháp sư sử dụng ở khu vực đường dưới đó là Morgana. Thì ở trong 2 phút đầu tiên của trận thi đấu thôi đã có double kill dành cho vị trí Kiro. Và khi đó Kiro thực sự giúp cho những thành viên của FPTC lăn cầu tuyết một cách đầy mạnh mẽ. Vâng, và trên màn hình các bạn đang là diễn biến của phase cấm chọn đầu tiên. Và hơi bất ngờ một chút khi Flash là đội thua trong vòng đầu thứ 4 nhưng họ quyết định chọn đội xanh trong vòng đầu thứ 5 này. Có vẻ như là muốn lấy đi một power pick cực kỳ mạnh dành cho bên phía của Flat. Cấm của SE đó là Ash, đó là Olaf và đó là Seth. Trong khi đó thì Flat vẫn cấm đi đó là Zed, cấm thêm Dyna và cấm thêm ở cuối cùng đó là vị trí của Gragas. Có vẻ như Zay đang là sự lựa chọn được hở ra, Zeke cũng đang được hở ra. Có lẽ Zeke sẽ ổn hơn vì Ellie cũng như Coyote hoàn toàn có thể lấy hai con bài mở này. Nhưng mà không, họ quyết định lấy cho mình đó là Camille. Tôi cũng đang nghĩ đến con Camille ở trong đầu. Ván thi đấu trước, Team Flash là đội tuyển cấm hoàn toàn Camille. Nhưng đến ván thi đấu này, họ chọn đội xanh, họ không cấm Camille nữa. Thì chỉ có thể là họ lấy nó mà thôi. Và bên phía của SE thì họ quyết định lựa chọn cho mình đó là Darius. Darius sẽ nằm trong tên bảo, trong tay của tên bảo khu vực đứng trên. Phần nhiều khả năng cao sẽ là như vậy. Cocky một lần nữa xuất hiện. Và phía bên này, họ có cho mình Zeke và Galio, tôi nghĩ sẽ là một mảnh ghép rất phù hợp với một đội hình đã có Camille và đã có Zeke rồi. Nhưng không, quyết định của họ sẽ dành cho MT, con bài mà MT thể hiện xuất sắc ở trong các trận thi đấu vừa qua, đó là Alista. Vậy thì ở phase cấm thứ hai, nhiều khả năng SE họ sẽ lựa chọn cấm đi vào con bài không có, bây giờ thì có Zeke và có Alista rồi, chắc không cần phải cấm đi Galio nữa đâu nhỉ? Chắc không, vâng, chắc cũng không cần đâu, khi mà SE họ cũng đã lộ cho mình đó là Cocky và Morgana rồi, hai con bài này phối hợp với Galio thì lắm. Và con Morgana cũng đang là mở, hoàn toàn có thể nằm trong tay Kiro như trong ván đấu đầu tiên. Hoặc nếu như bên phía của Flash họ có một con bài gì đó hơi dị biệt một chút thì SE hoàn toàn có thể đẩy con Morgana này
đẩy con Morgana này vào trong tay của Akeno và chọn cho mình một xạ thủ hoặc một pháp sư khác để có thể đi cặp ở đường dưới và vẫn cấm đi Galio, nhưng đó là đến từ bên phía của Flash. Trong khi đó thì SE họ cấm cho mình đó là Akali. Akali đã bị cấm đi. Họ đang sợ hãi những chất tướng sát thủ để có thể kết liễu đi Morgana cũng như là Corki, những chất tướng mỏng máu. Và cả Fizz nữa, Fizz cũng đã bị cấm đi. Cái cách cấm này nó khá là giống so với Team Flash ở trong game thi đấu thứ 2. Và để xem rằng là lượt cấm cuối cùng từ bên phía của Team Flash là gì, SE vẫn chưa lộ rừng. Và có lẽ cặp đôi khu vực đường dưới, nếu như mất đi Gragas rồi thì để xem Akeno anh ta sẽ đánh con bài gì đi chung với Morgana đây nhở. Akeno cũng đã từng sử dụng cho mình Dr. Mundo rồi, một con bài có tính chất châu bò, nó không kém gì còn Alista ở phía bên kia cả. Và nó cũng là một con bài có thể hạn chế đi khả năng khống chế của đối phương nữa. Cũng chưa được chọn cuối của Akeno là gì. Vâng, nhưng mà trước đó thì họ đã lấy cho TF con bài tủ, đó là Lee Sin rồi. Lại trở về với một đội hình có vẻ hơi cơ bản từ bên phía của SBC. Không còn đội hình đó là một sát thương và bốn đấu sĩ nữa. Trong khi đó thì những con bài cuối cùng của Flash nó sẽ cho chúng ta biết rằng chiến thuật trong ván đấu này của họ là gì. Họ muốn nuôi Ellie hay họ muốn nuôi Coyote. Đã có lượng dàn chắn khá ổn đến từ Alistar và cả Camille nữa. Thì bây giờ có lẽ là bên phía của Flash họ nên hướng tới đó là những con bài giàu khống chế. Hoặc là dây cấu rỉa đi cặp với Zeke cũng khá là ổn. Và họ cũng đã áp dụng trong cái cặp đấu này rồi. Và họ đang cần một chất tướng khu vực đường rừng có khả năng dứt điểm mục tiêu tốt. Liệu rằng có phải Kha'Zix một lần nữa được nằm trong tay của Jisoo hay không? Nhưng không, lần này Jisoo nói rằng tôi sẽ thể hiện con bài Riven ở khu vực đường rừng. Tuy nhiên đây vẫn là sự chọn mở, có lẽ phải cần đến những lượt swap chúng ta mới biết được đâu là vị tướng đi rừng. Nhưng ở thời điểm hiện tại với sự giảm sức mạnh của con bài Camille đi khá nhiều, tôi nghĩ rằng Jisoo sẽ đánh Riven ở trong ván đấu này. Riven thì có vẻ đi rừng đang lợi thế hơn một chút so với Camille, bởi chiêu tam bộ kiếm có lượng sát thương diện rộng cực kỳ ổn. Thêm vào đó là khả năng tạo giáp ảo chủ động bằng cái chiêu 3 của mình, nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với đó là tạo giáp khi đi đường với tướng của Camille. Nhưng có vẻ như vẫn sẽ là sự lựa chọn thuận tay Riven dành cho Jhay đứng trên, và Camille sẽ tiếp tục được Jisoo mang vào trong khu rừng. Trong khi đó thì sự lựa chọn chốt bài của SE đó sẽ là một con Manfi trong tay của Akeno. Con Manfi sẽ lên theo kiểu đó là nửa sức mạnh phép thuật và nửa chống chịu, một lối chơi khá khó chịu đến từ bên phía của SE. Bộ tướng của hai bên là khá trùng khớp với nhau và nó khiến cho những cái lượt cấm chọn cũng xảy ra nó tương tự nhau, đúng không? Hai bên đang khắc chế lẫn nhau và lấy những vị tướng thủ của nhau để chơi. Và thi đấu này thì Flash họ vẫn thả ra con bài đã giành được MVP trong game thi đấu trước cho Kiro, đó là Morgana. Tôi thấy rằng là cái tỷ lệ thắng khi mà Kiro cầm Morgana đang là cực kỳ cao. Thì liệu rằng đây có phải là một cú sơ hở đến từ bên phía của Team Flash hay không, hay là họ hoàn toàn có thể đưa ra được những cái lời giải cho cái bài Morgana này rồi? Thì chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi những diễn biến của game thi đấu, coi như là game thi đấu đầu tiên đi, khi mà bây giờ thì là hai đều rồi. Game thi đấu đầu tiên của cặp Boba. Ellie vừa rồi ăn một gạch của Akeno trả lại lượng máu vừa đủ bằng 10% giáp ảo của Akeno, nên chắc chắn là Akeno lãi trong tình huống vừa rồi. Và nhân tiện nói về lời giải của Morgana thì tôi nghĩ rằng Morgana ngược lại là cái lời giải dành cho Alistar trong tay của MT, khi mà combo chiêu của MT sẽ bị phá cực kỳ đơn giản bởi cái chiêu 3 đó là khiên đen từ vị trí Kiro thôi nếu anh ta đủ nhanh tay. Và có lẽ là MT cần thực hiện nhiều những cái tình huống combo được nhiều người, đúng không? Ý nhất là khiên đen nó cũng chỉ giúp cho một người là không bị dính hiệu ứng thôi. Và cũng chưa xem là MT trong game thi đấu này thì anh ta sẽ thể hiện mình như thế nào với con bài tủ đó là Alistar của mình. Và vòng rừng của Jisoo thì anh ta đang cố gắng để có thể clear mảng rừng ở nửa dưới, bắt đầu bằng con bùa đỏ, tăng thêm tốc độ dọn rừng của mình và có lẽ sẽ di chuyển ngay lập tức ra khu vực đường giữa và kiểm soát con cua cùng với người chơi đường giữa của mình. Và ở đường trên kèo Riven Darius có vẻ như tiếp tục có lỗi kỹ thuật đến từ một trong phía hai đội. Và có lẽ nói một chút về kèo Riven và Darius đi, thì tôi đánh giá rằng với hai người chơi ngang trình độ như là Shy và T3 thì Riven trong tay Shy sẽ là người có lợi thế hơn ở giai đoạn cấp độ 5, với cái khả năng áp sát liên tục và không đứng ở rìa của chiêu 1 sẽ giúp cho Shy liên tục gây được sát thương và hạn chế đi tối đa cái khả năng hồi phục đến từ vị trí của T3. Thì nhìn chung Riven có khả năng cơ động hơn, có sát thương nhiều hơn, và nếu đánh đúng thì đây sẽ là một kèo thắng dành cho vị trí của Shy. Trong cái cặp trận thi đấu này và cụ thể là ván thi đấu thứ 5 này thì tôi thấy rằng là cả hai bên đều có những lối văn pick nó ổn. Đội hình từ bên phía của Team Flash cũng là một đội hình giao tranh tổng
khá đẹp với việc họ có Camille với cái chiêu cuối tối hậu thư của mình, là một tiền đề rất tốt để cho từ phía sau những siêu bom địa ngục của Zeke được quạc vào đúng địa chỉ. Ở trong khi đó thì phía bên kia cũng có những công cụ khắc chế đến từ cặp đôi đường bot, đó là con Banfai kết hợp cùng với một cái khiên đen đến từ Morgana của Kiro, chắc chắn cũng sẽ hóa giải được khá là nhiều những tình huống khống chế của đối phương. Và cái kèo thi đấu này đang diễn ra thực sự là căng thẳng, nó không chỉ căng thẳng ở về mặt diễn biến của trận thi đấu, nó cả về mặt con người nữa. Nói qua một chút về Eli đi, khi mà anh chàng này thì cũng đã từng một lần vụt mất tấm vé đến với SEA Games ở trong một bộ môn khác, và bây giờ anh ta quay trở lại đây với một bộ môn mới, nhưng Eli cũng đang rất khát khao để có được cái tấm vé đi SEA Games của mình. Trong khi đó thì SBTC Sport, tất nhiên rồi, họ là đội tuyển đang có cho mình rất nhiều những danh hiệu vô địch. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng chức vô địch của SEA Games và tấm vé đến với SEA Games là một cái tấm vé nó danh giá hơn bao giờ hết mà họ cũng sẽ muốn có được. Và có lẽ là đến được SEA Games đã rồi chúng ta sẽ mơ về việc đó là vô địch SEA Games, mà được đại diện cho màu cờ sắc áo của Tổ quốc nó vẫn sẽ làm cái đó vinh dự hơn rất nhiều so với là vô địch trên cương vị đó là đội tuyển SBC Esports. Và chúng ta sẽ được trở lại với màn hình của trận đấu thứ 5, và ở đường dưới thì đang có những cái pha cầu rỉa rất là đánh đá đến từ vị trí của Eli. Eli trong ván thi đấu này anh ta sử dụng cho mình đó là con bài dịch nhưng qua đã khu vực đường giữa. Một tình huống xuất hiện như mọi khi thôi, sau khi có được cấp độ 3 thì chúng ta sẽ được thấy hai người chơi đi rừng sẽ di chuyển ra khu vực đường giữa kết hợp cùng với đường mid của mình clear nhanh tên lính và lựa thế để có thể kiểm soát các con cua kỳ cục. Và có lẽ nửa trên đang là lợi thế dành cho bên phía của SBTC khi vừa rồi T3 anh ta đã buộc cho vị trí của Shy phải biến về. Nhưng cái hướng di chuyển của TF thì không hướng lên nửa trên của bản đồ, mà anh ta đang muốn tranh cướp con cua này với đối phương hay chăng đây? Có vẻ rất muốn tranh cướp rồi khi mà Akeno cũng như Kiro đẩy cực cao đợt lính và họ đang ra đây. Sẽ là một thế 4 đánh 3 đến từ bên phía của SBTC và ngay tức Flash phải lùi về. Họ biết điều này và họ cũng không còn quá nhiều năng lượng trên người Coyote nữa rồi. Đến từ khả năng rồi. Ô khoan đã, đây là một tình huống tạo vào combo nhưng mất ngay cái tốc biến từ vị trí của MT. Jisoo bị cắm đốt lên đầu, anh ta liệu có phải nắm lại hay không? Nhưng trước đó thì MT đã không sống nổi và điểm hạ gục được nhường lại dành cho T3, và anh ta có chiến công đầu tốc biến choáng hai. Nhưng Akeno là một con bò rất cứng cáp và anh ta lui được, trong khi đó Coyote đã phải hứng chịu mọi hậu quả mà cú tốc biến choáng vừa rồi đến từ Shy gây ra. Shy thì cũng đang rất vất vả để có thể bước về cái trụ của mình khi mà 5 điểm nội tại của T3 đang gắn lên đầu của anh ta. Một tình huống Shy đến từ vị trí của Shy, và vừa rồi Akeno con bài Manfi khá là cứng, mặc dù Shy đã có một cái góc băng vào cực kỳ đẹp với tam bộ kiếm lần 2 với tốc biến vào giữa hai người, nhưng cái lượng sát thương đến từ đam tay của Shy vào tầm này nó là chưa có. Anh ta vừa mới chỉ về nhà lên đồ thôi. Trước đó là tình huống mà có lẽ Shy chỉ có cho mình một cái kiếm dài thì anh ta lấy đâu ra cái tự tin để lao vào giữa đội hình đối phương như vậy. Khi đó anh ta cũng mới chỉ có cấp độ 4, chưa có chém gió, không có một tiền đề nào, và có vẻ như là sự nóng vội đã được thể hiện trong cái quyết định vừa rồi của Shy. Đúng là như vậy, đã hơi vội vàng từ Shy. Bây giờ anh ta cũng mới chỉ có cấp độ 4 trong tình huống đó mà thôi, bây giờ mới là cấp độ 5. Và cái lượng sát thương từ đội hình mà Team Flash lựa chọn nó đến phần nhiều bởi Eli, nhưng bây giờ sẽ là lối đánh từ mục tiêu của SE để hạn chế đi nguồn sát thương này. Ôi, đó là gì vậy? Tăng trụ ở đây và có hai điểm đã gục vô cùng dễ dàng dành cho bên phía của SE. Họ bỏ là cái mạng của TF mà thôi, nhưng vẫn là lời khi lấy 1-2. TF đá chiêu cuối cực đẹp, đá là ý đồ là sút đối phương vào giữa siêu bom địa ngục, nhưng cái pha sóng âm của anh ta đằng sau đấy nó nên đi vào dị vãng. Không có một cái điểm đến nào cho pha sóng âm trong tình huống vừa rồi, nhưng không sao, cả hai mạng vẫn là hai mạng. Và SBC sau có lẽ là sau hai ván đấu mà đánh cực kỳ hòa hoãn thì họ đang có những bước di chuyển cực kỳ nhanh và cực kỳ chắc chắn ở đoạn đầu trận, nâng tỷ số về mạng hạ gục lên tới 4-1 rồi. 4-1 về điểm hạ gục, nhưng về mặt lượng tiền đó là lượng giãn cách 2.000 tiền. Tôi để ý thấy rằng là trong các trận thi đấu, mặc dù bên phía của Team Flash họ có được nhiều điểm hạ gục, thậm chí có ván thi đấu là 6-0, nhưng mà lượng tiền để giãn cách được so với SBTC Esports nó không lớn một chút nào cả, đôi khi chỉ là 1-2.000 tiền mà thôi. Nhưng SBTC thì khác, họ là đội tuyển có thể kiểm soát nguồn tài nguyên của mình cực kỳ chặt chẽ, và với 3 điểm hạ gục chênh lệch họ đã có đâu đó khoảng 2.000 tiền chênh cho đối phương rồi. Và bây giờ là tình huống khởi động con sứ giả khe nứt dành cho bên phía của SBTC Esports, không chính xác là Team Flash. Và bây giờ SBTC mới băng vào, con sứ giả đã thuộc về bên phía của đó là Team Flash rồi. Một cú giải gói hàng là tốt đến từ vị trí của Zula, nhưng ta vẫn giữ lại trong tối hậu thư Kiro đến. Và ở tuyến dưới này thì T3 càn hết, anh ta cổ được vị trí của Eli, và Eli
thì bóc cười, trong khi đó Coyote có kèo thi đấu với Akeno ở đây. Và tất nhiên phần thắng thuộc về Coyote khi Akeno anh ta không có một chút sát thương nào để chống trả cả. Hoàng tử lạnh lùng T3 vừa rồi anh ta để 5 sách xuất hết trên người Shy, sau đó quay lưng đi vẫn lấy được mạng. Nhưng đây là MT, một tình huống cố dưới đai mình găm sóng ngâm lại bởi vị trí của TF có cho mình đó chiêu cuối, nhưng liệu có chạy được không? TF cũng muốn bỏ rồi. Nếu anh ta dướng thêm không có tầm nhìn phía sau thì đó hoàn toàn có thể là một pha 1 đổi 1 lỗ dành cho NE. Nhưng họ đã lấy được cái chu vào đường giữa thì đó là một pha solo kill. Đó là một pha solo kill đến từ vị trí của Coyote, và vừa rồi thì Zulai cũng đã phải nằm xuống sau cái siêu bom địa ngục có phần tinh toán rất nhiều đến từ vị trí của Ellie. Chúng ta cùng nhau xem lại tình huống solo kill vừa rồi. Một cái lôi phạt là đủ để ngắt được cái nhịp sử dụng chói hồn của Kiro. Sau đó anh ta kích hoạt cho mình súng để bắn 3 phát và một cái cầu xoắn cổng gia tốc là đủ để khiến cho Kiro phải bốc hơi. Một tình huống xử lý là không vết xước đến từ Coyote. Trong khi đó thì Ellie cũng vừa có cho mình thêm một điểm bảo vục nữa khi quăng một cái siêu bom địa ngục, khiến cho nỗ lực muốn đẩy trụ được muốn đẩy lính cao từ bên phía của FPT Esports phải nhận một kết cục nó cũng hơi cay đắng một chút, và bây giờ họ mới là đội tuyển mất đi cái trụ trên đường trên. Vâng, nhưng họ cũng đã lấy được trụ một, họ cũng đã có, xin lỗi, họ không lấy được sứ giả, nhưng bây giờ họ sẽ có cho mình đó là con rồng gió, một con rồng cũng khá ổn, nó sẽ giúp cho TF cũng như là Kiro có được khả năng di chuyển tốt hơn ngoài giao tranh. Và đây là MT tiếp tục bắt vào đó với chiêu Akeno. Akeno khá trâu nhưng cũng đã phải mất cho mình đó là cái tốc biến rồi, có khiên đen trên đầu nhưng nó vẫn còn quá mỏng để có thể chống được tới 3 cái CC đến từ Jay cũng như là Alistar. Đây là tình huống bắt vào vị trí của Zulai, hiện tại đang có tối hậu thư nhưng Jisoo có lẽ anh ta bị làm chậm là hơi lâu ở trong tình huống này, không đủ tầm với để có thể tiếp cận vào vị trí của Zulai nữa. Biến về trên tầm nhìn của đối phương, đây sẽ là một cái quyết định nó sẽ hơi cồng kềnh một chút. MT thì vẫn đang thi đấu hết sức cổ báo với con Alistar tủ của mình. Và ở khu vực đường dưới vừa rồi, TF có lẽ anh ta bị nhốt lại trong tối hậu thư và không chịu được sát thương đến từ cặp đôi Riven cũng như là cả Camille nữa. Nhưng đây là một tình huống bắt người rất tốt khi mà Sai cũng đã phải bốc hơi. T3 bắt đầu càn vào tốc biến lên từ vị trí của Coyote. Akeno bị hất văng ngược trở lại, không, anh ta quyết định thực hiện cú hút của mình và sau đó là bốc hơi. Và đây sẽ là những cú chói không có địa chỉ từ vị trí của Kiro. Và Bang Xanh có lẽ sẽ khép lại tại đây khi mà Sai nằm xuống đổi lấy cái mạng của Akeno. Nhưng ở thời điểm trước đó thì TF cũng là người phải lên bảng đếm số. Vâng, và Akeno quyên sinh cho những người đồng đội của mình rất hay dành cho bên phía của team Flash khi mà Jisoo đã bắt được vào vị trí của TF, mặc dù Lee Sin là một con bài có khả năng đào tẩu cực kỳ ổn với hộ thể và đặc biệt là với chiêu cuối của mình có thể đá được Jisoo ra và phá đi đó là tối hậu tư, nhưng có lẽ là không có một cái cơ hội nào để anh ta có thể làm được cái pha highlight đó trong tình huống vừa rồi. Và bây giờ trở về nhà thì có vẻ như SBC cũng như là bên phía Flash đã có những lượng trang bị khá ổn định rồi, đặc biệt là ở vị trí đường giữa đến từ vị trí Coyote anh ta đã có hai trang bị lớn, đó là áo choàng bóng tối cũng như dìu đen. Lượng sát thương của Jay hoàn toàn có thể gánh được những người đồng đội. Vào lúc này Kiro tiếp tục đi lỗi và mất cho mình đó là cái tốc biến, Jisoo không muốn lao vào, họ đang chọn đó là Akeno nhưng hết cầu sấm cổng gia tốc đến từ Coyote rồi, và cặp đôi đường dọc của SE sẽ lùi về với một chấm máu như thế này. Wow, một tình huống băng nó rất cay đến từ Jay. Và đây là một cú combo được hai người đến từ con bò trong tay của MT. Và họ lấy được hai điểm mã vụ của đối phương. Zulai cũng đang mất cho mình cái gói hàng để chạy thoát. Và bây giờ là Jisoo băng vào việc tình huống tối hậu thư của mình. Và anh ta đổi mạng cũng như chơi đường giữa của đối phương. Cũng là một tình huống mà thành công dành cho bên phía của Team Flash. Sứ giả thậm chí hút được thêm một nhịp nữa vào trụ cuối cùng ở đường giữa của SBTC Esports. Đây là con sứ giả tận dụng rất triệt để cái khả năng hút của mình để có thể đem về lượng tiền là tương đối lớn dành cho bên phía của Team Flash. Và bây giờ thì lượng tiền đã hoàn toàn là cần rồi, điểm bảo vệ cũng là cần. Duy nhất chỉ có một dòng chênh lệch thôi và cả hai bên đều đang khá là căng rồi. Coyote tiếp tục bắt vào đó là vị trí Akeno. Akeno hút chỉ hất tung được một mình vị trí Coyote, có vẻ như hơi phí phạm thì phải, không có sát thương rồi, vào TF ngay lập tức phải lùi ra với hộ thể của mình. Akeno sắp phải nằm xuống, đó là pha combo cực kỳ đẹp mắt từ Shy nhưng nó lại chật lấp và Jisoo bị kéo lại, nhưng cái bắn dây móc đã cứu mạng của anh ta. Zulai lao thẳng vào giữa đội hình đối phương và đó là hai mạng, và có vẻ như đó là ba mạng dành cho vị trí của Zulai thì phải. Cả đội hình của Phát đã đứng trên cái thảm lửa trong tình huống vừa rồi và lượng sát thương phép của cái gói hàng nó là quá nhiều. Cả hai bên đang cống hiến thật sự ở trong trận thi đấu mà cân bằng nhất sau cả 4 game thi đấu suốt từ nãy cho đến giờ. Cùng nhìn lại pha thi đấu này, có thể anh ta đứng đợi những người đội của mình khi mà Ellie cùng với đó là MT đang đến từ phía sau. MT cũng combo là khá ổn và anh ta cũng hứng được cú khóa bóng tối vừa rồi cho những người đội của mình. Đây là một tình huống mà Sai muốn băng vào làm choáng được nhiều người. Còn Jisoo sử dụng cho mình tối hậu thư, sau đó ngay lập tức phải lướt ra ngoài. Và tiếp theo là một cú thảm lửa vẽ cực kỳ đẹp đến từ vị trí của Zulai.
đã trúng vào hầu như khoảng 3-4 thành viên của đối phương. Và họ đã có một cái thế giao tranh thuận lợi để có thêm nhiều điểm bảo hộ. Nhưng tiếp tục là có giao tranh và kề bà bốc cười ngay lập tức. Akeno lượng máu là không nhiều, điểm bảo hộ dành cho Jisoo. Và sứ giả từ bên kia của SBTC Esports được triệu hồi ở khu vực nửa dưới của bản đồ, nơi mà cái trụ một từ bên kia của Blast không còn nữa. Thì tôi nghĩ đây là con sứ giả vô nghĩa dành cho SBTC. Vậy chắc chắn là vậy rồi, Zulai bị phá đi, đó là cái áo choàng. Coyote đang gánh team cực kỳ mạnh ở phía của Flash, tiếp tục là pha combo trúng và đây là Shy. Shy lao đến nhưng bị đá đi bởi vị trí của TF. Giải nguy kịp thời cho người đồng đội Zulai của mình, suýt chút nữa Zulai đã phải nằm xuống, nhưng con rồng thì không có chân để chạy. Và đây lại là con rồng cực kỳ quan trọng dành cho team Flash, họ có rất nhiều đầu ra sát thương. Và con rồng lửa này nó sẽ được khuếch đại có lẽ maximum luôn trong khoảng 10 phút tiếp theo. Và SE sẽ rất khó để thở với những cái con bài mỏng như là Corki và Morgana. Những tình huống make play là liên tục có với một đội hình nhiều khống chế từ bên phía của team Flash. Họ có Camille, họ có một con Riven với tam bộ kiếm và kịch lực của mình, và suốt từ nãy đến giờ kết hợp với cái đai lưng Hextech thì Shy đã làm nên được quá nhiều những tiền đề dành cho bên phía của team Flash để cho Coyote có thể đổi cho mình dạng búa băng vào và gây sát thương lên những thành viên bên phía của SBTC. Và Ellie thì cũng có một nhiệm vụ đơn giản thôi, đó là anh ta cần tung ra cho mình những chiêu cuối để có thể hạ gục và kết liễu những mạng từ bên phía của SBTC khi mà lượng máu của họ bị kéo đi trong một thế báo động. Và đây là tốc biến đá thẳng vào mặt của T3. T3 vẫn đang cố gắng để co quay. Vừa rồi là pha combo bắn dây móc và tốc biến lỗi từ vị trí của Jisoo, anh ta đốt luôn đi cái tốc biến của mình rồi. Và có vẻ như cũng không quá quan trọng, nhưng Camille được con bài rất ổn về cái mặt đó là cơ động. Nhưng ở đây là có sự xuất hiện của Kiro, băng trụ sẽ là sai từ bên phía của Flash, và Jisoo vừa rồi tanh hai phát bắn của trụ chỉ còn cho mình khoảng 1/3 máu. Cái trụ sẽ được lấy cho Flash, nhưng ở đường trên thì SE họ đang ép cực kỳ mạnh với 3 người, và liệu rằng một mình Shy có thể phòng chống được không đây? Là được, tôi nghĩ là được, khi mà phía sau anh ta vẫn còn Coyote có thể hỗ trợ bằng những cầu sống có cổng gia tốc để dọn dẹp người lính nhanh hơn. Và đã có gói hàng xuất hiện, và Zulai anh ta sẽ để dành cái gói hàng đó trong những tình huống combat tiếp theo, những nơi mục tiêu lớn. Hãy cùng nhìn qua một chút về KDA ở thời điểm hiện tại. Coyote anh ta đang có một KDA cực kỳ là xanh sao đến từ bên phía của team Flash, 6, 2 và 3. Một cái áo choàng bóng tối, một dìu đen và một thương phục hận được có trên set đồ của anh chàng Coyote này sẽ giúp cho anh ta tạo nên một lượng làm chậm là tương đối ổn, để khiến cho những tình huống băng vào từ những người lượng của mình dễ dàng khống chế được mục tiêu từ bên phía của SBTC hơn. Vừa rồi là tình huống hổ báo của T3 nhưng có vẻ như là hơi thừa thãi, và người bị bắt lại đang là Akino. Akino chạy rất nhanh sau khi ném gạch vào mồm của MT, cùng với đó là cái giáp liệt sĩ búp rất nhiều tốc chạy, và Akino thoát về trong tình huống vừa rồi. Zulai đường trên đang hơi khó thở một chút với khả năng cấu rỉa quá xa từ Coyote, cấu rỉa hơn một màn hình thì em xăm có cứu để chống lại được, và đang kiểm soát tầm nhìn cực kỳ gắt gao đấy từ cả hai đội. Họ vẫn chưa nhìn thấy nhau, họ vẫn đang là những tình huống quét mắt trong rừng thôi. Alista trong tay của MT cũng đang đóng một cái vai trò hết sức quan trọng trong đội hình từ bên phía của Team Flash. Anh ta hầu hết là người chủ động để có thể hứng lấy những tình huống quá bóng tối của Kiro. Và một khi cái quả bóng tối đó nó đi vào địa chỉ của đó là khoan đã, đây là tình huống là đi lạc của Jisoo rồi. Anh ta cố gắng cướp đi con mùa xanh của đối phương để làm cái gì, để có thể là đổi lấy cái mạng của mình, nó phí phạm đến như vậy. Và đây cũng là tình huống hết sức nhạy cảm khi mà con Baron cũng đã xuất hiện rồi. Và đó là thảm địch cực kỳ ảo thứ ba từ vị trí T3, nhưng ở đây thì Zulai bị bắt lại ngay lập tức, thảm lửa qua, có cả khiên đen trên người nữa. Mọi thứ đều đang để dùng để cứu Zulai, nhưng Kiro có đồng hồ cát sai băng bọc cực kỳ sâu, người ta làm cho hai người. Và đó là pha chỉ tiên không tốt từ vị trí Coyote khi mà Zulai né được bằng cái đồng hồ cát, nhưng có vẻ như SE đang là đội thắng. Họ đã clear được 3 người đối phương rồi, sẽ là 4 người sau khi mà Ellie bị T3 bổ thẳng vào đầu. Không còn quá nhiều sát thương để cho bên phía SBC có thể ăn Baron, nhưng cái trụ đường giữa thì có lẽ T3 có thể lấy được. Đó là tình huống giao tranh thiếu người đến từ Team Flash, nhưng quả thật để mà nói thì họ vẫn đang tổ chức những tình huống giao tranh tôi nghĩ là tương đối ổn. Hãy nhìn lại tình huống này, MT băng vào mà cũng không khống chế được nhiều người, nhưng lượng sát thương gánh cũng là rất nhiều. Và đó là tình huống mà Shy anh ta có một cú chém gió trúng cả 3 thành viên để khiến cho 3 thành viên bên phía của SBTC bị mỏng máu đi rất nhiều. Và liên tiếp là những tình huống đồng hồ cát để outplay lẫn nhau. Nhưng khi mà T3 anh ta đến và anh ta thực hiện những tình huống xoay dìu của mình kết hợp cả những cú bổ thành công nữa, thì chắc chắn lúc đó là thời điểm các thành viên của Team Flash họ biết rằng mình không thể nào trụ lại được ở pha combat đó nữa, khi mà những chiêu cuối của T3 sẽ được reset liên tục. Và một cầu cổng khá đẹp từ Coyote, tuy nhiên nó sượt qua mang tai của T3, và con rồng đang được kích hoạt bởi SBC.
có vẻ như điều duy nhất mà team phát hơn được SBC vào thời điểm này đó là lượng tiền của chủ lực. Ellie đang có lượng đồ ổn hơn một chút so với Kiro ở phía bên kia. Và chắc chắn là Zeke sẽ có lượng sát thương đầu ra lớn hơn Morgana trong những tình huống cấu rỉa tầm xa rồi. Thì đây là một điểm mà team Flash có thể vịn vào, nhưng mà có vẻ T3 không muốn vậy. T3 đang muốn áp sát, cùng với đó là Akeno và MT mất cho mình khoảng 1/3, 1/4 cây máu. Siêu bom bị gục ném ra khá đẹp, nhưng Zulai đang đứng một góc rất an toàn. Có cả gói hàng và nó pha hút cực kỳ đẹp từ vị trí của Akeno, mắc vào đến từ vị trí của T3 nữa. Họ đang muốn giữ lại con rồng, bật đồng hồ cát lên, đó là vị trí của Jisoo. Jisoo hoàn toàn vô nghĩa trong tình huống giao tranh này. Anh ta không sử dụng được tất cả các chiêu của mình, nhưng những người đồng đội của anh ta đã làm hết rồi. Coyote đã làm hết, Jisoo làm hết và Ellie làm hết, và đó là quét sạch dành cho Flash. Có vẻ như họ sẽ có chiến thắng thứ 3 trong cặp bó 7 này và đặt một tay vào tấm vé tiến tới SEA Games 31 rồi. Rất gần đến với tấm vé đến với SEA Games 31 rồi, thì đây đã là chiến thắng thứ 3 của họ. Họ chỉ cách cái tấm vé đó một ván thắng nữa thôi. Và đó là tình huống giao tranh hết sức mẫu mực đến từ 5 thành viên của Team Flash. Mặc dù đó là hai tình huống cấu máu không thành công của Zeke, của con bài dây trong tay Coyote. Tuy nhiên một cái siêu bom địa ngục trúng khoảng 3 thành viên của SBTC Esports đã thực sự khiến cho nhịp đánh của SBTC họ đã lỡ đi một nhịp rồi. Và sau đó là tình huống không thể cản phá, mặc dù cũng là 3 người. Thế nhưng khả năng khống chế diện rộng đến từ Team Flash một lần nữa lên tiếng ở trong pha thi đấu mang tính chất then chốt để giúp cho Team Flash có được chiến thắng. Và họ đã quét sạch đối phương và họ không hề để mất đi bất kỳ một ai trong ván thi đấu vừa rồi. Và chúng ta cùng nhau nhìn qua về thông số ván đấu vừa qua, 21 mạng dành cho bên phía của Team Flash. SBTC chỉ có 16 mà thôi. Tuy nhiên đây là một trận thi đấu cân bằng từ đầu cho đến cái thời điểm giao tranh vừa rồi. Và hiện tại thì Team Flash họ đã có được chiến thắng. MVP ở trong ván thi đấu này, nếu như nói trong lòng tôi nghĩ rằng là Sai sẽ là MVP trong lòng của tôi. Nhưng về mặt số liệu như này, tôi nghĩ rằng là Ellie sẽ là người có được MVP. Tôi lại nghĩ rằng Coyote mới là người đánh sáng nhất trong cái ván đấu này. Những cái tình huống cầu cổng, và đặc biệt là sau khi được Sai cũng như là Ellie tạo tiền đề, thì những pha sử dụng dạng búa lao vào của Coyote nó thực sự rất chất lượng. Và trong pha giao tranh cuối cùng, bất kể việc là Jisoo đã tự phế đi chính bản thân mình bằng cách đóng lồng vào Akeno, đó là một con Manfi đã sử dụng chiêu cuối, sau đó bật đồng hồ cát và tiêu tốn khoảng 5 giây không làm gì trong giao tranh cả, thì Jisoo vẫn được những người đồng đội của mình gánh. Và tôi nghĩ rằng phần công lớn nó thuộc về Coyote với cái lượng sát thương đầu ra cực kỳ khủng khiếp. Nhưng có thể thấy được sát thương tổng trong game thi đấu này vẫn không ai qua được Ellie cả, với những tình huống ném siêu bom khá là chất lượng, hầu hết là chúng khoảng 3 thành viên trở lên từ bên phía của SBTC Esports. Đây vẫn là con bài mà Ellie chơi khá ổn trong suốt khoảng thời gian gần đây. Và Team Flash trong ván thi đấu vừa qua thì họ... sao lại cái biểu đồ nó lại hơi kỳ lạ như thế này nhỉ? Đúng rồi, lượng tiền của Team Flash đã hơn từ bên phía của SBTC Esports ở trong giai đoạn cuối. Còn nửa đầu thì SBTC Esports họ làm tốt hơn với việc là họ lấy được nhiều điểm mạng hơn đối phương và giãn cách một lượng tiền là khá lớn. Tuy nhiên thế trận đã quay ngược trở lại với Team Flash khi họ đội tuyển dám đánh và họ hiểu cái bộ tướng của mình, và họ xông phả trong những tình huống quyết định. Và đặc biệt là Sai có những tình huống mở combat tốt với những cú chém gió trúng nhiều thành viên, rồi thì cả siêu bom địa ngục trúng nhiều thành viên nữa. Và đúng như tôi dự đoán thì Ellie là người có được MVP. MVP là Ellie. Đây là lần thứ mấy trong ngày hôm nay rồi nhỉ? KJ 5.3 tham gia 76.2% mạng hạ gục, 1826 đam trên phút. Những chỉ số là ổn đến từ vị trí của Ellie, và chắc chắn Ellie cũng như là Coyote đang là hai cái này. Thì chúng ta sẽ có được ván thi đấu cuối cùng, ván thi đấu thứ 7. Và hy vọng là với sự có mặt của tôi trong ván thi đấu này thì SBTC sẽ có thể cân bằng được tỷ số 3 đều, và qua đó chúng ta sẽ có thể kéo được kèo bèo 7 này đến ván thi đấu cuối cùng, ván thi đấu quyết định, ván thi đấu thứ 7. Cấm và chọn ván thi đấu thứ 6 đã được bắt đầu. Team Flash ở trong ván thi đấu này sẽ ở bên phía đội xanh, trong khi đó thì SBTC bên phía đội đỏ. Quân bài đầu tiên Team Flash họ chọn đó là quân bài Diana. Diana đã bị cấm đi. Ván này chắc chắn là họ cũng sẽ không cần phải cấm đi. Đó là Olaf. Họ ở bên phía đội xanh nên họ có thể thả Olaf ra để đối phương phải tốn một lượt cấm vào nó. Còn SE, quyết định của họ sẽ cấm đi đó là Ashe trong tay của Ellie. Vậy thì cũng có khá nhiều vị tướng mà SE cần cấm. Họ cần phải cấm đi Alista này, Seth này, rồi thì cả Zeke nữa, những chất tướng mà Team Flash họ sử dụng một cách đầy những cái sự hiệu quả của mình. Nhưng SE sẽ chỉ còn hai sự lựa chọn nữa mà thôi. Seth liệu rằng có được cấm đến từ bên phía của SE không? Và Olaf chắc chắn là phải cấm rồi. Olaf đã bị cấm đi và SBTC vẫn còn một lượt cấm thứ 3. Lượt cấm này thì theo cá nhân tôi nên là ưu tiên một lượt cấm vào con Alista nằm trong tay của MT, một con bò đã quá khó chịu ở trong tất cả những ván thi đấu mà MT được cầm ở cuộc bài này.
và rất bất ngờ lượt cấm thứ 3 của Team Flash đó là vào quân bài Yasuo. Đây có lẽ một bước mà Team Flash đang muốn hắc não đối thủ. Team Flash đang nghĩ rằng ở trong một ván thi đấu quan trọng như này, ván thi đấu mang tính chất quyết định, thì có lẽ là July anh ta sẽ mang ra bài tủ của mình, cũng như là SBTC. Đó là con bài Yasuo kết hợp với rất nhiều vị tướng khác có khả năng hất tung, ví dụ là Manfai, ví dụ là Rakan hay là Ngộ Không chẳng hạn. Và bây giờ thì với sự lựa chọn cấm như thế này thì chắc chắn là sẽ lấy set dành cho chưa biết là vị trí nào, nhưng với sự thể hiện tốt của MT và anh ta có được MVP với con bài set này thì tôi nghĩ rằng là có thể đây sẽ là con bài mà bên phía của Flash họ sẽ dùng cho vị trí của MT. Vì bên kia là combo mà chính Team Flash đã dùng trong ván đấu trước, Camille cùng Zeke được lựa chọn dành cho SBTC. Camille và Zeke đã có trong đội hình của bên phía SBTC. Câu hỏi được đặt ra là ở trong hai sự lựa chọn tiếp theo, sự lựa chọn thứ hai và sự lựa chọn thứ ba, Team Flash có lấy Galio hay không? Nếu như không lấy Galio thì rất có thể là Akano sẽ có được vị tướng hỗ trợ có khả năng kết hợp rất tốt với con Camille ở trong đội hình của SBTC. Câu trả lời của Team Flash đó là họ không quan tâm đến con Galio này. Họ sẽ lấy những chất tướng khác mà theo họ là mạnh hơn. Đó là con Morgana, một chất tướng cũng đã gây rất nhiều sự khó khăn cho đội hình của Team Flash ở khu vực đường rồng trong vài thi đấu vừa rồi. Nằm trong tay của Kiran, đã bị Team Flash tước đi. Nhưng lựa chọn đến từ SE, đó là lấy con Gragas trước đã. Vẫn chưa thể biết được là Gragas sẽ là khu vực đường nào. Một sự lựa chọn cũng đem đến cho Team Flash khá nhiều những sự đau đầu ở đây. Họ sẽ chưa thể đoán biết là đội hình của SE cụ thể ra sao với lựa chọn thứ 3 như thế này. Bước vào phây cấm thứ 2, tiếp tục là hạn chế về biểu tướng đi rừng của Jisoo khi mà họ quyết định cấm vào Zac. Và họ cũng là đội đỏ nữa. Tôi nghĩ rằng là đến với lựa chọn tiếp theo của mình thì SE hoàn toàn có thể lựa chọn Lee Sin, một con bài cũng là tủ của Jisoo để hạn chế triệt để hơn nữa vào biểu tướng của anh chàng này. Hoàn toàn đồng ý là như vậy. Rõ ràng Lee Sin đang nằm trong vòng tranh chấp rất quyết liệt đến từ cả hai đội tuyển, cả Jisoo và cả TF đều là hai người chơi Lee Sin vô cùng mạnh mẽ. Và liệu rằng có một lượt cấm vào cung bài Lee Sin đến từ Team Flash hay không, chúng ta cùng chờ xem. Trước hết, đó đã là một lượt cấm vào cung bài Galio, ngăn cho SBTC hình thành nên cặp đôi bắt lẻ khó chịu, đó là Camille với tối hậu thường của mình và Galio với siêu hùng giáng thế. Và phase cấm thứ hai, ở phase cấm thứ hai chúng ta mỗi bên vẫn còn một sự lựa chọn cấm nữa. Ta chờ xem SBTC họ sẽ lựa chọn cấm đi con gì. Liệu rằng có thêm một quân bài đi rừng nữa của Jisoo bị cấm đi hay không? Câu trả lời đó là SBTC họ hết thời gian, họ buộc là phải bỏ đi lượt cấm này. Chấp một lượt cấm để từ bên phía của SBTC thì có lẽ là những sự toan tính trong họ đang là khá nhiều. Và việc để có thể quyết định cấm đi vị tướng nào nó không kịp đối với những suy nghĩ của họ. Và bên phía của Team Flash thì họ đang muốn cấm đi cho mình đó là Jayce, một con bài mà họ đã dùng rất hiệu quả trong ván thi đấu trước. Hiện tại thì tỷ lệ thắng của Jayce trong cặp trận đối đầu chung kết này đang là 50-50, một ván thua và một ván thắng. Để xem rằng là Team Flash thì họ sẽ lựa chọn cho mình tiếp tục con bài gì đây. Trong đội hình của SBTC đã có 3 chất tướng có khả năng giao tranh khá mạnh, trong đó có Zeke và Gragas là hai vị tướng có khả năng khống chế và gây sát thương trên diện rộng. Và đúng là như vậy, SBTC sẽ cần thêm những đấu sĩ có khả năng càng lướt để làm dàn trắng ở phía trước mặt con Zeke và cả con Gragas này nữa, để cho khả năng cấu rỉa của Zeke được phát huy tối đa cái hiệu quả của nó. Và Garen là một sự lựa chọn hợp lý dành cho SBTC. Tuy nhiên, với sự lựa chọn Garen này thì SBTC vô tình bỏ ngỏ ra quân bài đi rừng rất mạnh dành cho Jisoo bên phía bên kia rồi, còn Lee Sin. Liệu rằng Jisoo có muốn lựa chọn Lee Sin ở trong hai sự lựa chọn cuối của mình không, hay đó sẽ là một quân bài đi rừng khác? Ở thời điểm này thì Jisoo vẫn còn đó, chính xác là Fiora, Kha'Zix và Lee Sin. Và sự lựa chọn của Jisoo trong ván thi đấu này là con Fiora chứ không phải là quân bài Lee Sin. Lựa chọn vào Fiora thì cũng sẽ hạn chế bớt đi cái khả năng khống chế của Team Flash. Còn ngược trở lại, SBTC họ đã tuyển ra tranh tổng mạnh hơn rất nhiều, với những hiệu ứng khống chế diện rộng, Camille với tối hậu thư, Zeke siêu bom địa ngục, Gragas với thùng rượu nổ của mình và Riven trong tay của Akeno với cái kình lực có thể làm choáng được nhiều người nếu như anh ta biết tận dụng những sơ hở trong cự ly đội hình của Team Flash. Và cùng chờ xem ván thi đấu này, SE với một bộ khung nó không khác quá nhiều so với Team Flash ở trong ván thi đấu trước thì họ sẽ thể hiện nó như thế nào. Có lẽ là chỉ khác ở vị trí Gragas mà thôi. Và để xem rằng họ sẽ xử lý cái kèo đấu của mình như thế nào. Thực ra tôi vẫn thích đội hình mà có bắt tổng mạnh đến từ bên phía của SBTC Esports hơn so với cả Team Flash. Đồng ý. Tuy nhiên thì trong ván thi đấu này,
thì Team Flash họ lại có một sự lựa chọn rất tính nằm trong tay của MT, đó là con Sẹt nằm trong tay của anh ta. Có lẽ là sau con Alista thì con Sẹt trong tay của MT là con bài thứ hai có tỷ lệ thắng rất cao nằm trong tay anh chàng hỗ trợ tân binh của Team Flash này. Trong khi đó thì với việc có mặt cả Lucian cùng với Morgana ở trong đội hình thì họ đã để cho Lucian khu vực đường trên nằm trong tay của Sai để đối đầu lại với Camille bên phía bên kia, và để cho Morgana là con bài đi đường rồng còn lại trong đội hình của Team Flash. Và để xem kèo đấu lúc giữa có phải là Z cùng với Garen không. Đúng là như vậy, đây là một chất tướng mà được các đội tuyển đưa ra để giải đáp con bài Z ở khu vực đường giữa. Và với cái đội hình của Team Flash như thế này thì khả năng bắt đầu một tình huống giao tranh có lợi nó sẽ phụ thuộc khá nhiều vào những tình huống chói kiểu như vậy của Ellie và cả những tình huống bốc về của MT nữa. Thiêu đốt có luôn trên người của Kiro rồi, nhưng lượng máu bị cấu đi của Ellie cũng là tương đối nhiều. Tuy nhiên với cái nội tại của mình thì tôi nghĩ rằng là Ellie anh ta cũng sẽ không gặp quá nhiều những khó khăn. Wow, ở khu vực đường giữa thì July cùng với Coyote đã có những pha va chạm đầu tiên. Đây là một con Garen cầm luôn cho mình phép hỗ trợ thiêu đốt, đánh rất khô máu đến từ July ở khu vực đường giữa khi mà anh ta được cầm Garen để đối đầu với con Z trong tay Coyote bên phía bên kia. Tạm thời thì giai đoạn đầu tiên ở giai đoạn đi đường này thì cả hai bên đều đã có những sự trao đổi về phép hỗ trợ cũng như là về lượng máu. Ở đây tiếp tục có những sự va chạm, MT đang đây để giữ chân Akeno, không cho Akeno quay trở lại khu vực đường của mình một cách quá sức dễ dàng. Và đã khóa bóng tối chính xác vào người của Akeno kết hợp với vùng đất chết. MT là người mất máu nhiều hơn. Sau đó anh ta tung ra một cái cuồng thú quyền, có được rất nhiều giáp ảo, chưa có bất kỳ sự nguy hiểm nào cả. Chói vào vị trí của Akeno không giải quyết được nhiều vấn đề, thì đây là con bài có khả năng hồi phục rất tốt. Thanh năng lượng còn, tức là lượng máu của Akeno cũng sẽ đủ đầy trong khoảng thời gian tiếp theo mà thôi. Và nhưng cũng có thể thấy được những cái áp lực ban đầu đến từ Ellie khi anh ta cũng có khả năng sử dụng những chiêu thức định hướng là tương đối ổn. Hai cú chói vừa rồi có tỷ lệ chính xác là 100%. Và hiện tại thì khả năng kiểm soát khu vực cánh trên đang thuộc về bên phía của Flash, thì họ lựa chọn một chất tướng xạ thủ để đối đầu với một con tay ngắn hơn ở khu vực ở trên. Và đây là tình huống mà Akeno đã nằm lại dưới một cú cuồng thú quyền đến từ vị trí của MT. Đó là một tình huống mà Akeno đã lăn bụng trúng được hai người. Tuy nhiên sức sát thương đến từ ba thành viên của Team Flash là quá lớn, và trong tình huống đó có lẽ là Akeno không có sai của một trong những thành viên của Team Flash lúc đó, khiến cho anh ta bị bất ngờ một tí và đã bị nạp xuống. Mà cuộc chiến công đầu dành cho Team Flash ở trong ván thi đấu rất quan trọng này. Trong khi đó thì ở khu vực đường trên thì với sải tay dài của mình, Sai là người dọn lĩnh trước so với T3, và anh ta kiểm soát ở khu vực nửa trên của bản đồ dành cho người chơi đi rừng của mình với việc ăn đi được con cua. Huống mà Akeno dường như anh ta cũng không có tầm nhìn. Trước mặt anh ta là 3 đến 4 thành viên từ bên phía của Team Flash cơ. Ở đây là nhảy cấp độ 5 khá sớm, có luôn chỉ dấu ấn tử thần lên người của July, nhưng hơi khó để có thể hạ gục một con Garen với công sức chống chịu là tương đối trâu bò như thế này. Và nếu như giữ cự ly không tốt thì thậm chí July ta hoàn toàn có thể bật ngược trở lại với một tình huống câm lặng và sau đó là đóng luôn ulti vào mồm của Coyote. Và người anh ta biết điều này, anh ta sẽ lùi về mà thôi. Xác là như vậy. Bây giờ thì July đã có cho mình level 5. Coyote nên cẩn thận trong tình huống này, anh ta không còn dấu ấn tử thần nữa. July thì vẫn còn là chiêu cuối công lý Demacia của mình, thêm cả cái thiêu đốt nữa sẽ là đủ sát thương để dứt điểm Coyote. Coyote trong tình huống vừa rồi, anh ta quyết định là không biến về, anh ta di chuyển lên cùng với Sai để tiếp tục có những tình huống kiểm soát nửa trên bản đồ. Ở phía dưới thì cái kèo giữa Morgana và Zig này vẫn tương đối là hòa hoãn. Điểm nóng thời điểm hiện tại có lẽ là ở khu vực đường giữa là nhiều. July cùng với Coyote tiếp tục có những pha trao đổi chiêu thức với nhau. Thời điểm này July vẫn còn chiêu cuối, Coyote thì không, nên nhớ là như vậy. Và Coyote chắc chắn sẽ phải rất thận trọng trong những bước trao đổi chiêu thức với đối thủ. Và khu vực đối chuyện thì Sai ta vẫn đang hoàn toàn làm chủ kèo đấu của mình mà thôi. Món đồ đầu tiên mà hầu hết các thành viên từ bên phía ở khoan đã, đó là một điểm bạo gục ở khu vực đường dưới khi Jisoo anh ta có tình huống ganh thành công và Kiro là người phải nằm xuống. Trong khi đó ở nửa giữa như thế này thì July đã băng thẳng vào trụ của đối phương. Coyote đã phải tốc biến đi rồi. Tình huống đó là tình huống mà có lẽ Coyote anh ta hơi cả gan để có thể đối đầu với một Gare đang có chiêu cuối và một lượng máu là đáng báo động đến như vậy. Anh ta nên về để hồi máu khi mà anh ta đã mất khoảng tầm nửa máu rồi. Thì việc là ở lại và treo người một con Garen vừa có thiêu đốt vừa có chiêu cuối công lý Demacia như vậy, hoặc cũng đó cũng là có thể là một pha mà July đã dồn sát thương quá nhanh và sau đó thì mặc dù là Coyote tốc biến đi, người ta vẫn có thể công lý Demacia theo kịp. Kết thúc đi mà hạ gục người chơi đường giữa của bên phía
Team Flash. Và đây là con sứ giả Kendrick đang được kiểm soát bởi Team Flash. Trong khi đó thì SBTC rất nhanh chóng tiến đến hàng rồng. Đây là bước đổi mục tiêu đến từ cả hai bên. Hai bên vẫn đang chiến đấu tương đối thận trọng. Khi đó Camille của T3 của mình đã có tình huống cân 2, nhưng bây giờ MT đến thì đó sẽ là cân 3. Liệu là T3 cân 3 được không? Câu trả lời là không. Anh ta đã phải nằm xuống. Jisoo còn chấm máu. Một chấm máu trên người của Jisoo rất là đáng tiếc cho T3. Có lẽ là anh ta cũng có những tình huống xử lý xuất sắc rồi khi một cân 3 trong tình huống vừa rồi, nhưng không có được mạng của Jisoo thì lại hơi đen. Và với việc trao đổi sứ giả với dòng gió thì tôi nghĩ rằng là bên phía Team Flash họ hoàn toàn là hài lòng mà thôi, khi mà họ sở hữu một chất tướng đẩy lẻ tương đối ổn như là Fiora trong đội hình của mình. Và đó là cú phản đòn chốt hạ lại mọi thứ khi mà Jisoo anh ta bảo vệ được tính mạng của mình và lấy ngược trở lại điểm năng lực của đối phương. Tình huống trao đổi mục tiêu ở đầu bản thi đấu này tôi nghĩ là Team Flash họ là người quyền chủ động hơn, và họ hướng đến con sứ giả khe nước trước, sau đó thì SBTC mới buộc phải hướng đến con rồng để trao đổi mục tiêu bên phía đối phương. Bởi vì lúc đó thì lượng tiền của SBTC không phải là nhiều bằng Team Flash. Và vừa rồi là pha thả sứ giả khe nước của đường trên hơi đen một tí, trụ này còn một chấm máu chưa được lấy thành công, bởi là Team Flash chủ đầu của bài thi đấu này vẫn chưa có cho bất kỳ đội tuyển nào cả. Và nếu như ở lại cố thêm một nhịp nữa thì tôi nghĩ là có đấy, nhưng mà bên phía của Team Flash thì họ sẽ chơi một cách cẩn trọng hơn, khi mà cái chiến thắng để đến với SEA Games nó cũng sẽ cách họ chỉ một ván đấu mà thôi, để xem rằng là họ sẽ cẩn thận đến mức nào. Nhưng trước mắt là những sự khởi đầu rất thuận lợi đối với cá nhân của Jisoo và tập thể của Team Flash. Jisoo đã có một KDA là 201, sức mạnh của anh ta bắt đầu tới khi ta một được hoàn thành. Và đây là Akeno hơi lẻ loi, và anh ta mất đi cái tốc biến của mình và đổi ngược trở lại là chiêu cuối từ vị trí của Jisoo. Chiêu cuối đến từ vị trí của Jisoo đổi lấy tốc biến của Akeno. Cái trụ này còn 52 máu, nhưng có vẻ là Team Flash đang muốn dùng cái trụ này để ép cho đối phương phải ra đầy phòng thủ, sau đó họ sẽ giết người. Nhưng SBTC cũng tương đối tỉnh táo, cái trụ này còn quá thấp máu, SBTC quyết định bỏ và Team Flash đơn giản là lấy nó. SBTC đang muốn hướng đến mục tiêu khác, đó là cái trụ một ở khu vực đường rồng. Hai người của SBTC đang lấy trụ, tốc độ lấy trụ là tương đối nhanh, và đây có lẽ sẽ là lấy trụ thành công. Bên phía bên này Akeno tiếp tục bị bắt lại trong sâm thủ trưởng của MT, nhưng Akeno ở thời điểm này thì anh ta hoàn toàn có thể chạy đi được, anh ta vẫn đang đứng rất gần thềm trụ một của mình. Và đây sẽ là tình huống vây hãm, khi mà Jisoo không, anh ta chỉ muốn kiểm soát tầm nhìn mà thôi. Những cái trụ đang được trao đổi dành cho cả hai bên, một trụ dành cho bên phía của Team Flash và một dành cho SBTC. Lượng tiền thì SBTC vẫn đang thua thiệt hơn so với Team Flash đâu đó khoảng 2.000 tiền, và nó nằm khá nhiều ở khu vực đường rừng. Sự chênh lệch lượng tiền này nó đến hoàn toàn khu vực đường rừng, khi mà TF anh ta chỉ có 4.400 tiền, trong khi đó số lượng tiền của anh chàng Jisoo đã là 6.500. Và đây là tình huống mà T3 anh ta hứng chọn bộ combo từ vị trí của đó là Coyote, và thủ diện tổ hất băng là Kai, và Coyote không thoát về nổi nhưng chiếc máu trên đầu MT thì đang cố gắng vùng vẫy. Akeno muốn băng trụ, nhưng đây là tình huống cuồng thú quyền để dọn dẹp lính không nổi rồi. Đáp mục tiêu dành cho vị trí của TF, Jisoo đến tốc tiến lên sử dụng luôn chiêu cuối vào người của TF, chọc được hai điểm nội tại rồi, một điểm nữa rồi TF lên bảng đếm số, và đó là mạng được dành cho vị trí của Jisoo. Như vậy là Team Flash vẫn có thể thủ trụ thành công, mặc dù là cả MT của Coyote đã phải nằm xuống ở khu vực nửa dưới của bản đồ. Đang có pha solo kill giữa Zulai cùng với Sai. Zulai là người chiến thắng ở pha công lý Demacia chính xác, và vị trí Sai không phải là một vị tướng quá cứng cáp. Chúng ta cùng xem lại pha thi đấu này. T3 đã cố gắng hết sức, sát thương đến từ bên phía Coyote là quá lớn. Sau đó thì Akeno đến, anh ta có một tình huống canh cái nhịp biến bóng về của Coyote cũng là rất hoàn hảo. Anh ta lăn bùng chính xác người Coyote, cả Coyote và sau đó là MT nữa cũng đã phải nằm xuống dưới sức sát thương của Akeno cùng với đó là TF nữa. Sau đó Jisoo đến thì tất cả mọi chuyện được giải quyết. Đổi qua đổi lại thì Jisoo vẫn đang là người có lợi nhất. Bây giờ thậm chí anh ta có thêm cho mình cả gươm suy vong nữa thì tôi không tìm ra được một đối thủ nào dành cho Jisoo trong cả 5 vị tướng mà bên phía của SE họ lựa chọn. Thậm chí là cả Zulai, cú quá bóng tối là trượt nhưng song thứ trưởng là hoàn toàn chính xác. Zulai đang bị dồn sát thương nhưng anh ta quá cứng. Anh ta thậm chí câu được thêm cả cái chiêu cuối đến từ vị trí của Jisoo nữa và thoát về một cách an toàn.
Trong khi đó thì một tình huống ăn bồ xanh là tương đối cồng kềnh với thành viên của STTC. ETF bị một cú lao vào đến từ Jisoo và ngay lập tức là ta còn nửa máu. Con rồng lửa đang thuộc quyền kiểm soát của Team Flash, họ đang kiểm soát hoàn toàn đường ra rồng của bên phía đối phương. Thành trừng được xảy ra, quả bóng tối cũng là chính xác và ngay lập tức đó là July bốc hơi. Bên phía bên này thì MT đang đứng ở một cái góc rất khó chịu, bè góc những người đồng đội của mình. Kira đang bị nhắm tới bởi Coyote, dấu ấn tử thần đã có, Kira có được đồng ngục cát, outplay được cái dấu ấn tử thần này. Bên phía bên này thì Jisoo đã phải nằm xuống, đó là sát thương đến từ TF. Rồng lửa vẫn chưa được ăn triệt để và kiểm soát triệt để bởi bất kỳ bên nào cả. Liên tiếp là những pha trao đổi về màn hạ gục của hai bên với nhau. Điểm hạ gục rất đau dành cho vị trí của TF, một cải thiện đáng kể mặt lượng tiền để giúp cho cuộc đua cân bằng sức mạnh với người chơi đi rừng của đối phương là rất tốt dành cho người chơi đi rừng từ bên phía của SBTC. Nhìn lại tình huống thi đấu này, Piro đã có một pha xử lý khá hay khi anh ta né tủng cái chiêu cuối của mình trúng cả 5 người và sau đó là một cái đồng hồ cát outplay sát thương hoàn toàn đến từ Coyote và cả vị trí của Jisoo nữa. Và Jisoo vô tình anh ta sử dụng xong cái phản đòn của mình, coi như anh ta không còn đường lui. Và đó là chiến thắng trong tình huống combat về cho SBTC. Trong thời gian thực thì hai đội lại tiếp tục lao vào nhau như chưa từng có cuộc chia ly. Đó là một pha mà July đã tung ra công lý Demacia của mình, tuy nhiên là không đủ sát thương để giết điểm gì bất kỳ ai bên phía của Team Flash cả. Ở thời điểm hiện tại thì con rồng vẫn đang là điểm rất nóng, cả hai đội tuyển đang tranh chấp nhau từng bước một. Dấu ấn tử thần được Coyote sử dụng lên người của July, bên phía bên này phá bóng tối chính xác người Akeno. Akeno vẫn có thể lùi đưa được một pha thùng đồ nổ giải tán đám đông tuyệt vời bên phía bên này. Kira đang bị nhắm đến, anh ta là một con giết quá mỏng máu và đó là tình huống chém cực kỳ mạnh mẽ đến từ Jisoo và Kira đã phải nằm xuống. Akeno cũng vậy, SPTC chỉ còn 3 người, thậm chí là July vẫn còn rất thấp máu lên bên phía bên này. TF đang bị truy đuổi với Shy và Ellie. Con rồng lớn ngàn tuổi đã được ăn thành công bởi Team Flash. Một con tướng quá khỏe là trong tay của Jisoo và đó hoàn toàn phù hợp với lối đánh tốc độ cao như Team Flash họ đang trình diễn trong suốt những trận đấu vừa rồi. Tôi nghĩ Zack cũng như là Fiora là hai chất tướng mà bây giờ thì Jisoo anh ta mới đem vào để có thể một lần nữa khiến cho SBTC Sport họ bị choáng ngợp với cái tốc độ thi đấu của đội tuyển này. Liên tiếp là những tình huống giao tranh và SBTC đang có phần đuối thế hơn một nhịp so với những gì mà bên phía của Team Flash họ làm được. Quyết định thả sứ giả cái đất ở khu vực đường giữa và một cú húc sẽ chưa đủ để có thể lấy đi cái trụ này. Không có lính cho SBTC, con sứ giả này sẽ được giải quyết và sau đó Team Flash quay ngược trở lại trải giao tranh. Đó là giống tử thần lên người của Akeno, đại thử thách được bật lên người của Akeno. Và đây là huy nhiệt đấu trường cũng thể tuyệt vời hơn đến từ FG, rất nhiều sát thương. Và bây giờ Jisoo bắt đầu băng vào chém như này, pha băng trụ có thể là sai. Nhưng trước đó thì Coyote đã có được mặt hại gục của Kiran. Công lý Demacia chưa đủ sát thương, bây giờ T3 đến từ bên cạnh và bị outplay. Đó là cái tối hậu thư của T3 bởi cái đồng hồ cát của Ellie ở trong tình huống thi đấu này. Những pha thi đấu rất hay đến từ các thủy thủ Team Flash và double kill dành cho Ellie ở trong pha đánh ngược này của Team Flash. Rất hay đến từ các thành viên từ bên phía của Team Flash. Đó là tình huống sử dụng đồng hồ cát outplay hoàn toàn được tối hậu thư đến từ vị trí của Team 3. Và một cú song thú trưởng cũng là đẹp của anh chàng MT để giữ lại T3 và khiến cho pha băng vào đó của anh ta là một pha hiếm mạng của mình cho đối phương. Cùng nhìn lại tình huống thi đấu này, mục tiêu mà Coyote lựa chọn đó là Akeno đại thử thách cũng đã được găm lên. Và sau đó là một cú hủy diệt đấu trường tạo một cái tiền đề không thể tuyệt vời hơn để cho Team Flash. Và đó là tình huống hủy diệt đấu trường, hủy diệt luôn các thành viên từ bên phía của SBTC Esports. Và sau rất nhiều những pha giao tranh được trao đổi với nhau ở thời điểm hiện tại thì Team Flash đang là đội tuyển dẫn trước về cả lượng tiền và cả lượng bàn hạ gục nữa. Ở thời điểm này thì lượng tiền giãn cách đã lên đến con số 6.000 tiền dành cho Team Flash. Họ đang dẫn trước SBTC với tỷ số là 13-6. Và quan trọng hơn hết là Team Flash đang sở hữu cho mình bùa lợi rồng lửa. Rất tốt, bùa lợi rồng lửa này sẽ tăng lượng sát thương đến từ những vùng đất chết của Ellie. Tiếp tục là đánh nhau, Akeno cũng pha lăn bụng, ngay lập tức bị khóa lại trong pha bóng tối. Bên phía bên này thì July bị bế về bởi cái hủy diệt đấu trường của MT. Ta đang bị vô sát thương, kể cả cái thú tượng thạch giáp này cũng không thể giúp cho July có thể sống được. Akeno mặc dù đã có một cái thùng vụ nổ để giải vây nhưng July cũng đã phải lên tại điểm số. Bên phía bên này tối hậu thư được gửi ra, giao tranh lại tiếp tục diễn ra trong cái góc hẹp này. Bây giờ thì cùng với bật tên của Jisoo đến, đại thử thách được bật lên vào người của T3. Jisoo đang chém liên tục nhưng T3 lui được về trụ và ta sống. Nhưng đây tiếp tục là một pha giao tranh thành công của Team Flash, họ có được 3 điểm hạ gục. Trong khi đó thì chỉ phải để lại 2 màn hạ gục của đội hình của mình mà thôi. Quyết định đánh khá hấp tấp đến từ bên phía của SBTC Esports khiến cho họ phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Bây giờ họ sẽ mất cái trụ 2 khu vực đối trên của bản đồ khi mà lượng lính đang tràn vào. Cái trụ đó nó chỉ là vấn đề thời gian thôi, khi mà lượng máu nó không nổi 100 nữa. Một cú chạm nhẹ từ vị trí của Sai là đủ
và ở khu vực đường giữa cũng đã mất đi trụ hai. Và có lẽ những tình huống bám phang của Kiro với con bài dích của mình sẽ bị hạn chế đi rất nhiều. Những lượng trụ của khu vực đường giữa đã mất đi rồi. Bây giờ cũng không có cơ sở quá lớn để cho Kiro anh ta có thể bước lên cao và lấy cho mình những đợt lính nữa. Thì khả năng để thăng tiến sức mạnh của con bài dích nó sẽ hạn chế đi tương đối đáng kể. Trong khi đó, ở một chiều hướng ngược lại thì Eli đang thực sự là thi đấu rất nổi bật với con bài Morgana. Và anh ta đang sử dụng những cú chói có tỷ lệ trúng rất cao. Và hai pha chói ở trong tình huống combat vừa rồi cũng đã khiến cho Zulai, mặc dù là một con bài rất trúng cáp, nhưng ta cũng buộc phải bỏ cuộc trong tình huống đó và hiến sức mạnh của mình cho đối phương. SPTC có lẽ đang hơi mất kiên nhẫn, có lẽ là từ sau pha giao tranh ở khu vực đường giữa trước đó và họ thua trước Team Flash, thì họ nên không nên có một, tiếp tục một tình huống phát động giao tranh tiếp theo với Akedo và Zulai như vậy, lại là ở khu vực đường giữa nữa. Họ nên đánh chậm một nhịp để cho Kiran bây giờ có thể tiếp tục được farm và đánh một cách nó gọi là an toàn hơn. Nếu như pha giao tranh vừa rồi SPTC quyết định không đánh thì có lẽ là cái trụ 2 của họ vẫn còn có thể có khả năng phòng thủ được, và Kiran vẫn sẽ có thể nâng cao hơn một chút xíu nữa để tiếp tục farm lính, chứ không phải là quá khó khăn với bây giờ. Tiếp tục là Zulai bị trói lại trong khóa bóng tối, và đó là vùng đất chết nữa, rất nhiều sát thương được dồn người của Zulai. Nhưng bây giờ rồi của SPTC đến, tối hậu thư đã có và hủy diệt đấu trường từ phía Team Flash cũng đã được sử dụng. Hai bên đang lao vào nhau, bên phía bên này cuồng thú quyền được sử dụng, một cái cắm kiếm công lý Demacia là đủ để kết thúc đi mà cũng quen tiền đến từ vị trí của Zulai. Ở phía bên kia thì Coyote cùng với Ellie đang gây được quá nhiều sát thương và thêm cả Jisoo nữa, tiếp tục là một vài giao tranh mà bên phía Team Flash thắng lợi. Lần này thì họ thắng còn lớn hơn cơ, họ có được 3 điểm hạ gục, chỉ phải bỏ lại mạng hạ gục của MT và mở ra cơ hội rất lớn để cho Flash có thể ăn đi con Baron này. Đó là tình huống lấy 5-3. Rõ ràng đó là tình huống 5-3. Nhưng có lẽ những cái đồng hồ cát và những cái lượng giáp được tạo ra đến từ một con set trong tay của MT nó là quá khó chịu đi, và không thể nào dứt điểm được họ trong một nhịp lao vào. Và những người gặp thất bại đó là SBTC sau khi mà Jisoo anh ta có mặt cùng với đó là Coyote. Những lượng sát thương dứt điểm với bộ combo của hai con bài này là thừa sức để biến một giao tranh thiếu người thành hơn người dành cho bên phía của Team Flash. Và tiếp tục là những lợi thế sau khi mà Team Flash họ lấy được hai bộ lợi rồng rất mạnh, họ có thêm cả con Baron của ván thi đấu này nữa. Và để ý thấy rằng là với việc là có được lợi thế thì bên phía của Team Flash họ chơi một cách đầy khó chịu. Họ kiểm soát tầm nhìn ở trong khu vực rừng của đối phương và họ để cho anh chàng Jisoo hầu như là sẽ ăn những con rồng một mình, còn họ sẽ be tất cả những cái góc mà đối phương có thể bước vào hang rồng để Jisoo có thể thoải mái ăn rồng. Đồng ý. Bây giờ vấn đề là SPTC sẽ phòng thủ con Baron 1 này tốt đến mức nào. Đây chỉ là con Baron 1 mà thôi, và con Baron 1 này sẽ chỉ cộng thêm sức mạnh cho lính chứ không cộng thêm sức mạnh cho các vị tướng trên bản đồ, nên nhớ là như vậy. Thế đánh là vẫn còn dành cho SPTC nếu như họ thủ được tất cả đường mega của mình. Đây pha bằng chủ đến từ Coyote, đây quyết định rất sai khi Coyote nghe tức là đã điểm số. Team Flash mất một người có bù lợi bàn tay Baron. Một đợt lính có ở khu vực đường giữa đang tràn vào. SPTC đang có 4 người ở đây để có thể giải quyết. Như đây là pha bằng chủ tiếp theo của Team Flash. MT lao thẳng và với ủy diệt đấu trường, sau đó anh ta lùi ra. Nhưng SPTC vẫn có thể giải quyết đi gọn kẻ đợt lính ở khu vực đường giữa và giúp cho cái trụ mega khu vực đường giữa không bị mất đi. Đổi lại thì cái trụ khu vực đường trên, trụ mega đã bị hở ra và đã có dành cho Team Flash. Ôi, tiếp tục là muốn thiết áp một thời băng trụ trong tình huống này, nhưng sát thương rồi vào là đủ cho một cú sử dụng quả bóng tối chuẩn xác. Và đây là đại thử thách kích hoạt thành công. Thí thú đang bay nhảy ở trong đội hình của đối phương và trước thềm nhà anh ta đã bị cảnh cáo một lần khi lao thẳng vào trụ nhà chính rồi. Wow, tiếp đây sẽ không có cảnh cáo lần thứ hai khi Jisoo và những người đồng đội của mình và tấm vé tới SEA Games 31 xin được xướng danh Team Flash. Một trận thi đấu mà Team Flash họ đã áp đảo hoàn toàn so với SBTC Esports và chiến thắng chung cuộc với tỷ số là 4-2. Quá kinh khủng, chỉ với một con Baron 1 mà thôi. Và khi mà thấy đội hình của SBTC vẫn còn con Zeke thì tôi đã hy vọng đó sẽ là một pha mà SBTC có thể phòng thủ được thành công cả 3 đường siêu cấp của mình cơ. Nhưng chỉ với một con Baron 1 này thôi, Team Flash đã làm quá tốt. Họ lấy được cả 3 đường siêu cấp của bên phía đối phương trước khi lao vào và kết thúc đi trụ nhà chính của SBTC. Ván thi đấu đúng là như vậy, hoàn toàn áp đảo của Team Flash. Tất cả những giao tranh mà Team Flash đánh với SBTC trong ván thi đấu này có thể nói là họ đều toàn thắng. Nếu họ không có lợi lớn thì họ lại có lợi nhỏ. Và 23-10 là tỷ số về mạng hạ gục ở trong ván thi đấu này. Và Team Flash với chiến thắng cuối cùng này thì họ chính thức là đại diện của khu vực Việt Nam của chúng ta sẽ đến với SEA Games 31, đúng như bình luận viên
Annie vừa mới chia sẻ. Xin chúc mừng cho Team Flash một trận thi đấu vô cùng thành công. Một chiến thắng hết sức quan trọng trong sự nghiệp của các tuyển thủ của Team Flash khi họ là đội tuyển đầu tiên góp mặt trong nội dung Liên minh Huyền Thoại tốc chiến tại SEA Games 31 sẽ được diễn ra trong vài tháng tới. Và trận thi đấu vừa qua là một trận thi đấu mà các thành viên của Team Flash họ thi đấu cực kỳ là chuẩn chỉ. Còn SBTC Esports thì dường như dồn vào thế trường đã khiến tâm lý của họ phần nào đó ảnh hưởng tới phong độ thi đấu của những người chơi mà chúng ta ít thấy những pha xử lý lỗi như vậy. Đặc biệt là Akeno có những tình huống check sai không cần thiết và khiến cho anh ấy phải nằm lại một trong những điểm hạ gục sớm nhất và giúp cho Team Flash bắt đầu có những cái thế mạnh để họ tiếp tục lăn quả cầu tuyết của mình. Biểu đồ về mặt lượng vàng nó cũng đã thể hiện khá là rõ về cái mức độ áp đảo của Team Flash sau phút thứ 10 trong ván thi đấu vừa rồi. Ván thi đấu rất hay của Team Flash, đổi lại thì SBTC đã có những quyết định giao tranh tương đối là nóng vội. Kể cả trong thế thua thì liên tục ép giao tranh đối với Team Flash. Và với việc là Team Flash họ vẫn rất bình tĩnh để đánh những pha giao tranh đó, thì Team Flash họ càng đánh hoặc là càng thắng ở trong vài thi đấu cuối cùng này mà thôi. Và họ thắng cả trận thi đấu BO7, quan trọng là như vậy. Và ít nhất là qua trận thi đấu này thì chúng ta có thể yên tâm về đại diện Việt Nam của chúng ta sắp tới tại SEA Games 31, đó là Team Flash. Một trận thi đấu mà Team Flash đánh rất hay, quản lý tài nguyên giao tranh rất tốt, kỹ năng các tuyển thủ của Team Flash